Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 501, tiến nhập tụ tập địa. Đối với Diệp Thần Phong kiên quyết thái độ, Abbott cùng những quốc gia khác tinh anh đại biểu là giận mà không dám nói gì. Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn bọn họ là lãnh giáo qua, nếu như đem Diệp Thần Phong bức bách cấp, bọn họ cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Huống chi trước kia Abbott cùng những quốc gia khác tinh anh đại biểu đem Minh Vương Tổ an bài tại cuối cùng một cái, là muốn Minh Vương Tổ đưa đến hy sinh tác dụng, hiện tại phát hiện tình huống có biến, bọn họ đã nghĩ muốn đổi ý. Cái này trên thế giới nào có chuyện tiện nghi như vậy? Minh Vương Tổ là tuyệt đối không thể đủ rời khỏi nhiệm vụ lần này chung, lúc này đã chết tiểu một nửa là người, nếu như Minh Vương Tổ lui nữa ra lời nói. Bọn họ có thể diệt trừ thôn vệ đế quốc tụ tập địa tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Abbott biết muốn nhường Minh Vương Tổ sáng sớm ngày mai phụ trách dò đường, cơ hồ là một chuyện không thể nào, vì vậy hắn chỉ có thể gượng ép lộ ra cùng nhau dáng tươi cười, nói rằng, Diệp tiên sinh, chúng ta cũng chỉ là tới hỏi hỏi ý kiến của các ngươi mà thôi, nếu Minh Vương Tổ không muốn sáng sớm ngày mai phụ trách dò đường, như vậy chúng ta còn là dựa theo sự an bài trước trình tự tiến hành. Abbott chúng nhân ly khai Minh Vương Tổ trước lều sau, Minh Vương Tổ thống soái Ngô Quốc Thiên cười lạnh một tiếng, nói rằng, bọn họ những này người đảo thật là giỏi tính toán, bây giờ thấy Nguyên Thủy xâm lâm chung cơ quan trùng điệp, đã nghĩ muốn nhượng chúng ta Minh Vương Tổ đi xung phong, thật đúng là cho là chúng ta Minh Vương Tổ là mặc cho bọn hắn niết trái hồng mềm sao. Diệp Thần Phong ăn nướng xong món ăn dân dã, trong miệng một mặt nhai, một mặt mơ hồ không rõ nói rằng, Ngô lão đầu. Ngươi thật đúng là đừng nói, nếu như ta không ở nơi này lời nói, bọn họ 100% hội bức bách các người Minh Vương Tổ, dù sao các người Minh Vương Tổ thành viên thực lực và bọn họ tại sàn như nhau trong lúc đó. Ngô Quốc Thiên lúng túng cười nhạt một tiếng, hắn biết Diệp Thần Phong nói cũng không sai, M Quốc cùng những quốc gia khác tinh anh nhân viên nên là sợ hãi Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn, có thể Diệp Thần Phong tiểu tử này có phần cũng quá không nể mặt hắn đi. Thần Phong. Ta giàu gì cũng là Minh Vương Tổ thống soái, với lại tại Hoa Hạ quốc chúng ta Minh Vương Tổ có siêu nhiên địa vị, người có thể hay không không muốn như thế khinh bỉ chúng ta Minh Vương Tổ. Còn có không nên cả ngày đem Ngô lão đầu tiếng xưng hô này đọng ở bên mép, nếu không đẳng trở lại Hoa Hạ quốc thời gian, ta có thể muốn tìm ngươi ra tốt tốt tâm sự. Theo Ngô Quốc Thiên Diệp Thần Phong phương diện gì đều tốt, chính là quá không tuân theo trọng hắn cái này Minh Vương Tổ thống soái. Diệp Thần Phong tướng nướng xong món ăn dân dã sau khi ăn xong, tạp đi vài cái miệng, từ dưới đất đứng lên, vươn người một cái. Nói rằng, Ngô lão đầu, ta có thể vô tâm tình cùng ngươi ở nơi này tán gẫu, ta muốn đi ngủ. Nhìn Diệp Thần Phong hướng tới trong lều đi đến thân ảnh, Ngô Quốc Thiên cái này lão đầu là khí được đỏ mặt tía tai, bất quá, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đủ thật sâu thở dài một hơi. Cả đêm thời gian vội vã mà qua. Tại chỉnh lý xong đồ đạc sau đó, Abbott chiêng trống dùng beng an bài đại bộ đội kế tục tiến tới, trải qua ngày hôm qua tử vong sau, tất cả mọi người tập trung tinh thần, không dám có mảy may thả lòng. Rất sợ tùy thời cũng sẽ bị mất mạng. Nhưng mà, cho dù như thế nào đi nữa tập trung tinh thần cũng là vô dụng, đại bộ đội lại liên tục gặp ba chỗ thôn vệ đế quốc bày ra cạm bẫy, trải qua cái này ba chỗ cạm bẫy sau, đại bộ đội nhân số kịch liệt giảm bớt. Chỉ còn lại có trước kia phân nửa không đến người. Điều này làm cho Abbott có loại cảm giác tuyệt vọng, dùng hiện tại cái này điểm nhân số muốn bắt hạ thôn vệ đế quốc tụ tập địa, có thể nói là đặc biệt khó khăn. Thế nhưng căn cứ địa đồ thượng sở biểu thị vị trí, cuối cùng chỉ cần hoa nửa giờ, bọn họ là có thể đến thôn vệ đế quốc tụ tập địa. Hiện tại đại bộ đội người đã chết nhiều như vậy, đã không có đường lui có thể cho hắn đi. Cho nên Abbott không chuẩn bị quay đầu lại trở về, may mà, kế tiếp trong vòng nửa canh giờ, đại bộ đội không có gặp lại thôn vệ đế quốc bày ra bẫy dập, đại bộ đội còn dư lại phân nửa không đến người, an toàn đã tới trên bản đồ biểu thị vị trí. Chu vi vẫn như cũ là xanh cây cối cùng cỏ dại, tỉnh không nhìn thấy thôn vệ đế quốc tụ tập địa bất luận cái gì cái bóng. Abbott nói rằng, thôn vệ đế quốc tụ tập địa nhất định là trong lòng đất hạ, chúng ta chung quanh tìm xem. Nhìn có thể không thể đủ tìm được cửa vào nơi. Các quốc gia tinh anh nhân viên cùng với Minh Vương Tổ thành viên, phân tán bắt đầu thảm thức tìm tòi, Diệp Thần Phong cũng tùy ý chung quanh dục dịch, hai con ngươi cẩn thận quan sát đến bốn phía từng ngọn cây cọng cỏ, nỗ lực muốn tìm ra điểm đầu mối tới. Một giờ, hai cái tiếng đồng hồ,
3 giờ thời gian, 4 cái tiếng đồng hồ qua đi, mọi người tại cái này phiến địa phương không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi, có vài quốc gia tinh anh bắt đầu hoài nghi M quốc thu thập đến tình báo rốt cuộc là có phải hay không thật. Abbott trong lòng cũng đặc biệt sốt ruột, lần này tình báo hoàn toàn là do M quốc độc lập bắt được, nếu như ở đây không có tìm được thôn vệ địa quốc tụ tập địa, như vậy người bị chết coi như là chết vô ích, cái khác quốc gia khẳng định hội hướng M quốc thảo muốn thuyết pháp, đến lúc đó không những không có diệt trừ thôn vệ đế quốc tại M quốc tụ tập địa, M quốc tương phản còn phải bồi thường một số tiền lớn cấp các quốc gia. Diệp Thần Phong nhìn hắn ngay phía trước một cây đại thụ, hắn tổng cảm giác cái này khỏa tráng kiện đại thụ có chút kỳ quái, hình như là cùng chung quanh cây cối không hợp nhau. Diệp Thần Phong mang theo hiếu kỳ đi tới cây đại thụ kia trước, bàn tay lần lượt từ cao xuống thấp phách đánh vào thân cây thượng. Răng rác, một tiếng rất nhỏ âm hưởng, Diệp Thần Phong bàn tay tại đè vào thân cây thượng một khối giờ địa phương, bàn tay của hắn rất rõ ràng có chút hãm đi xuống, khóe miệng hơi lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn, bàn tay lần thứ hai dùng sức ấn xuống, răng rác. Răng rác, răng rác, răng rác, máy móc thanh không ngừng vang lên. Thẳng đến Diệp Thần Phong bàn tay án lại cùng án bất động thời gian, hắn mới chậm rãi buông lỏng ra, chỉ thấy nguyên bản khỏa trên mặt đất không nhúc nhích tí nào đại thụ, lại có thể từ nay về sau chậm chậm rời khai tới, trên mặt đất tức khắc xuất hiện một cái đen như mực cửa vào, từ cửa vào chỗ mơ hồ có thể nhìn đến một đám đi thông bí mật thềm đá. Từ lúc vừa rồi Diệp Thần Phong nhấn thân cây thượng cơ quan thời gian, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Khi bọn hắn nhìn đến cây đại thụ kia lại có thể từ nay về sau di động thời gian, trước tiên đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nhìn đột nhiên xuất hiện cửa vào. Không nghĩ tới thôn vệ đế quốc người vậy mà đem cửa vào cơ quan an rót vào thân cây thượng. Diệp tiên sinh, lần này không có ngươi, sợ là chúng ta là căn bản không phát hiện được thôn vệ đế quốc tụ tập địa cửa vào. Abbott hơi thở dài một hơi nói rằng, Diệp tiên sinh, hiện tại nên đến phiên các người binh vương tổ dò đường đi. Abbott kế tục nghi vấn hỏi. Lúc này Diệp Thần Phong không có lại từ chối, dù sao cái này là trước hắn đáp ứng rồi, hắn nhìn thoáng qua Ngô Quốc Thiên chúng nhân, nói rằng, ta trước đi xuống, đợi một lát các ngươi đi theo phía sau của ta, bất kỳ việc gì đều muốn tận khả năng cẩn thận. Nói xong, Diệp Thần Phong không chút do dự nào đi vào cửa vào, theo thềm đá chậm chậm đi xuống dưới, khoảng chừng đi một phút đồng hồ sau. Diệp Thần Phong đạt tới trên mặt đất, bốn phía nguyên bản một mảnh đen nhánh, tại Diệp Thần Phong hai chân đạp đến mặt đất thời gian, trên vách tường một ngọn đèn đèn trong lúc bất chợt sáng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần Phong đại khái quan sát bốn phía một cái, không có bất luận cái gì đặc biệt phát hiện gì khác lạ, một điều dùng rất nặng hòn đá xếp thành thẳng tắp thông đạo có hiện tại trước mặt của hắn. Thần Phong. Có phát hiện hay không cái gì? Tại Diệp Thần Phong trầm tư chi tế, Ngô Quốc Thiên cùng Vương Lực Đẳng binh vương tổ người cũng đi xuống. Hiện nay không có bất luận cái gì phát hiện, bất quá, ở đây làm thôn vệ đế quốc tụ tập địa, khẳng định hội bày vô cùng nguy hiểm cơ quan, đợi một lát các ngươi hết thảy đều nếu nghe ta, nếu không ai ném tính mệnh, có thể không liên quan chuyện của ta. Diệp Thần Phong trịnh trọng nói. Ngô Quốc Thiên nhìn đến Diệp Thần Phong ngưng trọng ánh mắt sau. Phân phó sau lưng binh vương tổ thành viên, nói rằng, các ngươi cấp ta đều nghe cho kỹ, kế tiếp đều cho ta nghe Thần Phong mệnh lệnh. Là, thống soái, một đám binh vương tổ thành viên sôi nổi đáp ứng. Diệp Thần Phong từ trong túi móc ra 4-5 cái tiền xu, đem tiền xu hướng trước mặt thông đạo dùng sức vứt ra ngoài, trên mặt đất phát sinh vài tiếng giòn hưởng, mặt đất đi ngang qua tiền xu đụng sau, tịnh không có gây ra bất luận cái gì cơ quan. Phải biết rằng Diệp Thần Phong tung tiền xu lực đạo đặc biệt to lớn, tiền xu cùng mặt đất tiếp xúc lực đạo, cùng người dẫm nát trên mặt đất không có bao lớn khác nhau. Đều đi theo phía sau của ta, không cần loạn đụng chung quanh tường, ta nếu như gọi các ngươi đình, các ngươi phải muốn lập tức ngừng. Diệp Thần Phong thận trọng ra lệnh, dùng thôn vệ đế quốc khoa học kỹ thuật mà nói, tại chỗ này tụ tập địa bên trong tuyệt đối sẽ có đặc biệt đáng sợ cơ quan. Chương 502, nhân số kịch giảm. Tại Diệp Thần Phong dẫn theo binh vương tổ người bước trên thông đạo thời gian, Abbott cùng những quốc gia khác tinh anh cũng đi xuống, bọn họ nhìn đến Diệp Thần Phong chúng nhân bước trên thông đạo, tịnh không có phát cái gì bất cứ chuyện gì, cũng sôi nổi cẩn thận đi theo đằng sau. Cả cái lối đi thượng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có đát 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 tinh mịn tiếng bước chân,
một gã những quốc gia khác tinh anh nhân viên, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bàn tay không cẩn thận ấn xuống một cái tường, tốt xảo bất xảo vừa vặn ấn vào cơ quan, chỉ nghe thấy răng rắc. Một tiếng, tất cả mọi người tại chỗ đều tập trung tinh thần, thậm chí có rất nhiều người căm giận nhìn tên không cẩn thận xúc động cơ quan người. Rất nặng tường đột nhiên động lên, tự động mở ra một cánh cửa ngầm, ngoài ý liệu không có phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm, đương tại người ở chỗ này nhìn đến ám bên trong cửa đồ đạc sau, một đám hô hấp biến được dồn dập. Chỉ thấy ám phía sau cửa là một cái đặc biệt rộng rãi gian phòng, trong phòng chất đầy đủ loại vàng bạc tài bảo, thậm chí còn có rất nhiều giá trị xa xỉ đồ cổ, sơ bộ phỏng chừng trong căn phòng này vật sở hữu cộng lại giá trị, tối thiểu có thể đạt được 200 ức trở lên nhân dân tệ. Trong phòng có đến từ các quốc gia đồ cổ, ngay cả Hoa Hạ quốc cũng có, những này tài bảo cũng đều là thôn vệ đế quốc thu thập lên, tên xúc động cơ quan những quốc gia khác tinh anh, là một cái 27-28 tuổi nam nhân, khóe mắt chỗ có một đạo thật sâu dấu vết, giờ khắc này, trên mặt hắn lộ ra một chút cũng không có so thần sắc tham lam, lạnh giọng nói rằng, những này tài bảo là ta phát hiện, các ngươi mới vừa rồi còn một đám dùng ánh mắt gì xem ta. Người gặp có phần, không nghĩ tới lần này tới diệt trừ thôn vệ đế quốc tụ tập địa, còn có như vậy thu hoạch. Lại một gã những quốc gia khác tinh anh mở miệng nói rằng, mang trên mặt hưng phấn dáng tươi cười. Gì, đầu thất thải ngọc mã không phải chúng ta Hoa Hạ quốc 3 năm trước đây mất sao? Nguyên lai là bị thôn vệ đế quốc người cấp cướp đi. Lần này vừa vặn có thể đem nó cầm lại Hoa Hạ quốc. Ngô Quốc Thiên ánh mắt tập trung ở trong phòng một đầu thất thải ngọc lập tức. Tên ban đầu gây ra cơ quan nam nhân, người thứ nhất vội vàng đi vào phòng trong, lật đủ loại tài bảo, tại lớn tài phú trước mặt, hắn nghiễm nhiên đã quên lần này nhiệm vụ cùng thân ở hoàn cảnh. Rất nhiều quốc gia tinh anh nhân viên cũng theo sau đi vào phòng trong, cầm lấy các loại giá trị đến nghìn vạn, thậm chí là hơn ước đồ cổ giám định và thưởng thức, giữa lúc Ngô Quốc Thiên cũng phải đi tiến trong phòng đi thời gian. Bị Diệp Thần Phong cản lại, Ngô lão đầu, ngươi cho rằng thôn vệ đế quốc người hội đem lớn như vậy lớn tài phú đặt ở như vậy dễ cầm đến địa phương sao? Những, này tài bảo, hoặc phòng này khẳng định có cổ quái, ngươi còn là không nên tiến vào tốt. Nguyên bản ở một bên nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đi vào gian phòng Abbott, tướng Diệp Thần Phong nói với Ngô Quốc Thiên lời nói, là nghe được tỉ mỉ, bước ra đi cước bộ cũng thu hồi lại. Đồng thời mệnh lệnh M quốc tinh anh không được bước vào gian phòng, có vài quốc gia tinh anh nhìn đến Abbott hành động sau, cũng sôi nổi quyết định ở bên ngoài nhìn tình huống lại nói. Dù sao trong phòng tài bảo có nhiều như vậy, có thể không là bọn hắn những này người có thể cầm hoàn. Các ngươi thế nào không tiến đến, đợi một lát không chỉ nói chúng ta đều đem thứ tốt cấp chọn đi. Tên ban đầu gây ra cơ quan nam nhân, trong tay cầm một đầu dùng chạm ngọc khắc thành sư tử. Sư tử dáng dấp là trông rất sống động, uy phong lẫm lẫm. Nhưng mà, đương tên nam tử này nhân vừa nói xong, thân thể hắn bắt đầu không tự chủ được run rẩy, trong tay cầm đầu dùng chạm ngọc khác mà thành sư tử, một cái không có cầm chắc rơi vào trên mặt đất. Hắn đầu tiên là khẩu trung phun ra một ngụm máu tươi, lại mà trong ánh mắt, trong lỗ mũi, tai trong đều chảy ra máu tươi, cuối cùng toàn thân cao thấp trong da mặt cũng không ngừng tràn ra máu tươi. Hình như là tên nam tử này người trong cơ thể huyết quản toàn bộ bạo liệt. Tại cái này tên ban đầu tiến vào phòng nam nhân phát sinh dị biến sau, người còn lại cũng sôi nổi bước lên hắn theo gót, đều không ngoại lệ toàn thân cao thấp không ngừng tràn ra máu tươi, dùng cái này loại thảm thiết chết kiểu này cuối cùng kết thúc sinh mệnh. Gian phòng người bên ngoài, nhìn trong phòng một loạt biến hóa, trái tim không tự chủ được đập nhanh, bọn họ rất may mắn không có đi vào trong phòng đi. Nếu không chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng thay đổi thành một tử tướng đặc biệt xấu xí thi thể đi. Ngô Quốc Thiên cũng âm thầm kinh hãi. Hỏi, Thần Phong, lẽ nào phòng này trong không khí có kịch độc sao? Những, này người rõ ràng cho thấy chúng độc bỏ mình. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, nếu như trong phòng có kịch độc lời nói, độc khí đã sớm lưu thông đi ra bên ngoài, bị chúng ta hút vào thể nội, cho nên vấn đề nên ra ở trong phòng tài bảo thượng. Có người ở tài bảo thượng động tay động chân. Các ngươi là phải ở lại chỗ này, hay là muốn kế tục đi về phía trước? Diệp Thần Phong mặt không thay đổi nói rằng, hắn thấy này tiến vào phòng người là chết chưa hết tội, nếu như không đúng những. Này lớn tài phú khởi giữ lấy chi tâm, cuối cùng khẳng định cũng không hội rơi vào cái này kết quả bi thảm.
Abbott nhìn trong phòng từng cổ một thi thể, chỉ có thể yên lặng đi theo binh vương tổ phía sau, đến nơi này nhất khắc, bọn họ đại bộ đội nhân số đã giảm bớt đến gần một nửa, hắn thấy lần này sợ rằng muốn toàn quân bị diệt, thế nhưng đều chạy tới bước này, không có đường lui lưu cho bọn họ. Đương Diệp Thần Phong bọn họ vừa phải tiếp tục hướng tới trước lúc đi, ngoài ý muốn một lần nữa phát sinh, chung quanh trên vách tường đột nhiên nhiều hơn từng cái một lỗ nhỏ, tiếp theo, từ nơi này một ít lỗ trong bắn ra một chút cũng không có số dài nhỏ kim trúc châm. Những kim loại này châm như mưa sao xa thông thường, hướng Diệp Thần Phong chúng nhân rậm rạp chẳng chịt phi bắn mà đến, nếu như bị những kim loại này châm bắn chúng, 100% sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. Diệp Thần Phong vội vàng đem cửu cấp linh hồn lực phóng ra ngoài, đem binh vương tổ người bao vây tại hắn linh hồn lực chi chung, về phần những quốc gia khác tinh anh, vậy hãy để cho bọn họ tự cầu nhiều phúc đi. Trong lúc nhất thời cả cái lối đi thượng tiếng kêu thảm thiết không ngừng, có người chết sau đó, người sống sẽ dùng người chết thân thể đương thịt lá chắn để ngăn cản dường như lưu tinh thông thường kim trúc châm. Kim trúc châm khoảng chừng phóng ra một phút đồng hồ sau, cuối cùng là đình chỉ. Diệp Thần Phong gặp không có kim trúc châm từ trên vách tường lỗ nhỏ chung bắn ra, hắn liền tướng cửu cấp linh hồn lực thu hồi thể nội. Trải qua kim trúc châm lễ rửa tội, những quốc gia khác tinh anh nhân viên tổng cộng chỉ còn lại có 8 người, trong đó Abbott cũng kéo dài hơi tàn còn sống, trong thông đạo bầu không khí hết sức ngưng trọng. Đương còn sống 8 người nhìn đến binh vương tổ vẫn như cũ là không có bất luận cái gì thương vong, bọn họ một đám trong lòng cũng bắt đầu không thăng bằng. Abbott con người huyết hồng một phiến, hướng về phía Diệp Thần Phong quát, Diệp Thần Phong, ngươi vừa rồi nên có năng lực bảo hộ chúng ta đi. Ngươi vì sao chỉ lo cập các ngươi binh vương tổ, mà không để ý tới sự chết sống của chúng ta? Abbott, ta có trách nhiệm phải bảo vệ các ngươi sao? Chớ quên bây giờ là chúng ta binh vương tổ phụ trách dò đường, chuyện nguy hiểm nhất tình đều chúng ta làm, các ngươi liền tánh mạng của mình cũng không bảo vệ được, còn nói gì diệt trừ thôn vệ đế quốc tụ tập địa. Ta nghĩ đổi lại là chúng ta gặp phải nguy hiểm, các ngươi khẳng định cũng không hội xuất thủ tương trợ đi. Diệp Thần Phong thanh âm lạnh giá nói rằng, Abbott cùng còn thừa lại 7 tên những quốc gia khác tinh anh đều trầm mặc, bọn họ biết Diệp Thần Phong nói một điểm đều không có sai, mà lúc này càng không phải là cùng Diệp Thần Phong cùng với binh vương tổ đối nghịch thời gian. Abbott bình phục thoáng cái tâm tình, nói rằng, như vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị có tính toán gì không? Tiếp tục đi vào bên trong. Còn là rút về đi. Tại Abbott vừa dứt lời chi tế, trên vách tường một cái lỗ nhỏ trong, lại có thể lại bắn ra một cây kim trúc châm, cái khác lỗ nhỏ bên trong đều không có bất cứ động tĩnh gì, nên là cái này lỗ nhỏ bên trong kim trúc châm lùi lại bắn ra. Đột nhiên bắn ra kim trúc châm, vừa vặn hướng Ngô Quốc Thiên phi bắn mà đến, Diệp Thần Phong đã không kịp thả ra linh hồn lực bang Ngô Quốc Thiên cản lại kim trúc châm. Mắt thấy kim trúc châm muốn đi vào Ngô Quốc Thiên trái tim khẩu thời gian, Ngô Quốc Thiên tay phải động, vững vàng tướng căn kim trúc châm cấp kẹp ở ngón tay gian, Ngô Quốc Thiên là cõng đúng Diệp Thần Phong đám người, đương Diệp Thần Phong chúng nhân nhìn đến Ngô Quốc Thiên kẹp lấy căn kim trúc châm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, kỳ thực vừa rồi từ trên vách tường lỗ nhỏ chung, bắn ra là 2 căn kim trúc châm, chỉ là 2 căn kim trúc châm một trước một sau. Tạo thành một cái đường thẳng, mới để cho người lầm nhận thức trở thành chỉ có bắn ra một cây kim trúc châm, Ngô Quốc Thiên chỉ có cản lại đầu tiên căn kim trúc châm, mà đệ nhị căn kim trúc châm lại chính xác đi vào hắn ngực chung. Chương 503, đáp ứng. Thần Phong, ta đã sớm nói không nên xem thường chúng ta những lão nhân này nhà, hiện tại biết ta là bảo đao chưa lão đi. Đệ nhị căn kim trúc châm xuyên qua Ngô Quốc Thiên trái tim chung, hắn chỉ cảm thấy trái tim một trận đau nhức, quay đầu. Tận lực có thể dùng thanh âm bình tĩnh một ít, hắn biết ngày hôm nay thật chính là mình tử kỳ. Ngô lão đầu, biết ngươi lợi hại, hiện tại chúng ta nắm chặt thời gian đi về phía trước đi. Diệp Thần Phong tịnh không có phát hiện Ngô Quốc Thiên không thích hợp. Ngô Quốc Thiên lắc đầu, sắc mặt càng tới càng tái nhợt, thanh âm có chút run nói rằng, người đã già, đi không đặng, ta đời này đều tại là hoa hạ quốc bận việc, là thời gian dừng lại tới nghỉ ngơi một chút, Thần Phong. Người đáp ứng ta một việc có được hay không? Diệp Thần Phong nhìn đến Ngô Quốc Thiên càng sắc mặt tái nhợt, cùng với nghe Ngô Quốc Thiên không giải thích được, hắn lần này cảm thấy Ngô Quốc Thiên không thích hợp, vội vàng đi tới Ngô Quốc Thiên trước mặt, khi hắn nhìn đến Ngô Quốc Thiên ngực, một cái thật nhỏ lỗ máu thời gian, hắn vội vàng nói, Ngô lão đầu,
ngươi thế nào không nói sớm kim trúc châm xuyên qua tim của ngươi chung? Ngươi cái này đều không phải tại cầm tánh mạng của mình đùa giỡn hay sao? Diệp Thần Phong vội vàng dùng tay phải bàn tay để ở Ngô Quốc Thiên phía sau, linh hồn lực chậm chậm thẩm thấu vào Ngô Quốc Thiên thể nội, trải qua linh hồn lực tra xét, Diệp Thần Phong cảm thấy kim trúc châm vừa vặn bắn thủng Ngô Quốc Thiên trái tim, hiện tại Ngô Quốc Thiên trái tim đang đứng ở cấp tốc suy kiệt trạng thái, lúc này Diệp Thần Phong cũng không có 100% chắc chắn đem Ngô Quốc Thiên từ quỷ môn quan kéo trở về, hắn chỉ có thể làm hết sức. Một đám minh vương tổ thành viên nhìn đến thống soái của bọn họ bị kim trúc châm bắn trúng trái tim, một đám trên mặt mang lo lắng thần sắc, bọn họ cái này một nhóm minh vương tổ thành viên là trong tay Ngô Quốc Thiên mặt bồi dưỡng lên, rất nhiều người đều là cô nhi, tại minh vương tổ bên trong lớn lên. Cho nên theo bọn họ Ngô Quốc Thiên không phải là thống soái của bọn họ, còn là phụ thân của bọn họ đối với Ngô Quốc Thiên cảm tình đặc biệt thâm hậu. Abbott đẳng 8 cái những quốc gia khác tình anh nhân viên. Bọn họ khi nhìn đến Ngô Quốc Thiên nguy tại sớm tối sau, khuôn mặt sôi nổi hiện lên nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, một gã hát quốc sống sót tinh anh đại biểu, đứng tại Ngô Quốc Thiên trước mặt, nói rằng, bị kim trúc châm bắn thủng trái tim căn bản không có sống hạ khả năng tới, người tựu không nên uổng phí khí lực. Diệp Thần Phong đầu tiên cần phải làm là tướng Ngô Quốc Thiên trong cơ thể kim trúc châm bước ra bên ngoài cơ thể. Lạnh giá nhìn thoáng qua đứng tại Ngô Quốc Thiên trước mặt tên hát quốc tinh anh đại biểu. Lạnh giọng nói rằng, người cấp ta cút qua một bên. Tên hát quốc tinh anh đại biểu nhất thời huyết khí dâng lên, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi không nên hơi quá đáng, đừng tưởng rằng ngươi có tùy thời có thể giết chết thực lực của ta, là có thể đúng ta hô tới quát lui, lẽ nào ta nói điều không phải lời nói thật sao? Ngô Quốc Thiên nhất định là sống không nổi nữa. Tại cái này tên hát quốc tinh anh đại biểu vừa dứt lời chi tế, chỉ nghe thấy rất nhỏ xì. Một tiếng. Nguyên bản đi vào Ngô Quốc Thiên trái tim kim trúc châm, từ Ngô Quốc Thiên ngực phi bắn đi ra, tại mọi người còn không có phản ứng tới được thời gian. Kim trúc châm tự đi vào tên đứng tại Ngô Quốc Thiên trước mặt hát quốc tinh anh cổ họng trong. Ngô ngô ngô, tên hát quốc tinh anh cổ họng trong không ngừng phát sinh thanh âm thống khổ, hai tay chăm chú bụng cái cổ, thân thể không ngừng vùng vẫy, hiện tại hắn cuối cùng là biết Diệp Thần Phong tại sao phải nhường hắn cút qua một bên. Đáng tiếc hắn biết đến đã quá muộn. Trong con người sinh cơ từ từ mất đi, thân thể chậm chậm đảo tại trên mặt đất. Thẳng dư 7 tên những quốc gia khác tinh anh, bọn họ không có nghĩ đến Ngô Quốc Thiên không chết, trái lại mở miệng nhìn có chút hả hê tên hát quốc tinh anh chết trước. Bọn họ biết cái này cũng trách không được Diệp Thần Phong, dù sao vừa rồi Diệp Thần Phong đã nhắc nhở qua đối phương. Lại nói cho dù bọn họ nghĩ trách tội cho Diệp Thần Phong, bọn họ cũng không có năng lực này, quang minh vương tổ người tựu so với bọn hắn nhiều người. Huống chi Diệp Thần Phong bản thân chính là một cái kinh khủng tồn tại. Diệp Thần Phong lợi dụng cửu cấp linh hồn lực đem hết toàn lực trợ giúp Ngô Quốc Thiên chữa trị bị tổn thương trái tim. Ngô Quốc Thiên chỉ cảm thấy trái tim khẩu là một trận lại một trận đau đớn. Thanh âm suy yếu nói rằng, Thần Phong, ngươi còn chưa nói có chịu hay không đáp ứng ta một việc ni. Ta nói Ngô lão đầu, ngươi có thể không thể an tĩnh một hồi, nếu không ngươi tự thật muốn mất mạng. Diệp Thần Phong không vui nói. Ngô Quốc Thiên cố chấp nói rằng, Thần Phong, ta biết ta là già thật rồi, bất kể ngày hôm nay có thể không thể đủ sống sót. Ta đều hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Gặp Ngô Quốc Thiên không nghe theo không buông tha, Diệp Thần Phong chỉ có thể nói rằng, Ngô lão đầu, ngươi không nên nhiều lời nữa, ta đáp ứng ngươi thì tốt rồi. Nghe được Diệp Thần Phong đáp ứng, Ngô Quốc Thiên quả nhiên không nói gì nữa, theo thể nội linh hồn lực tiêu hao, Diệp Thần Phong trên trán. Trên gương mặt bốc lên da rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, cảm giác được Ngô Quốc Thiên trong trái tim vết thương đang chậm rãi khép lại, Diệp Thần Phong cuối cùng là thở ra một chút sức lực, hắn hiện tại muốn bảo lưu thể lực, dù sao còn không biết đằng sau sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cho nên không dám tướng linh hồn lực lớn mức độ tiêu hao, hắn hiện tại chỉ cần bảo trụ Ngô Quốc Thiên một cái mạng thì tốt rồi, đợi được rời đi nơi này sau đó lại hoàn toàn bang Ngô Quốc Thiên trị liệu một lần. Diệp Thần Phong tại cảm giác Ngô Quốc Thiên không có mạng sống nguy hiểm sau, tướng đặt tại Ngô Quốc Thiên phía sau bàn tay thu hồi lại, binh vương tổ thành viên khi nhìn đến thống soái của bọn họ thoát khỏi nguy hiểm, một đám cuối cùng là thở dài một hơi, mà Abbott đằng 7 cái những quốc gia khác tinh anh nhân viên khi nhìn đến Ngô Quốc Thiên bị kim trúc châm bắn thủng trái tim, lại có thể còn chưa chết, sôi nổi trừng lớn suy nghĩ con ngươi nhìn Diệp Thần Phong, bọn họ biết đây hết thảy khẳng định đều là Diệp Thần Phong công lao.
Ngô Quốc Thiên cảm giác mình thật thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, trong lòng có loại sống sót sau tai nạn vui sướng, dù sao có thể sống. Có ai là muốn tử? Ngô Quốc Thiên nói rằng, Thần Phong, không nên quên ngươi vừa rồi đáp ứng chuyện của ta, hiện tại ta tài phát hiện mình thật là lão, ta muốn đem Minh Vương Tổ giao cho ngươi xử lý, ta biết ngươi hay là không thích ràng buộc. Thế nhưng Minh Vương Tổ đối với ngươi mà nói cũng là một cổ không nhỏ trợ lực. Thần Phong, ta nghĩ ngươi sau đó nhất định biết dùng nhận được, huống hồ cho dù ngươi dẫn theo hiện tại Minh Vương Tổ thành viên ly khai Minh Vương Tổ, ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ cần ngươi có thể tìm được đồng thời diệt trừ thôn phệ đế quốc tại chúng ta Hoa Hạ quốc tụ tập địa, sau đó Hoa Hạ quốc gặp phải thời điểm khó khăn, ngươi có thể xuất thủ tương trợ thì tốt rồi. Chỉ cần ngươi có thể làm được hai điểm này, Minh Vương Tổ có tồn tại hay không đối với Hoa Hạ quốc tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng, cái này là Minh Vương Tổ thống xuất thân phận tượng trưng, hiện tại ta tự giao nó cho ngươi. Ngô Quốc Thiên từ trong lòng ngực mặt móc ra một khối kim sắc lệnh bài, nhét vào Diệp Thần Phong trong tay, mặt trên có khắc một cái thật to, Minh tự. Ngô Quốc Thiên biết dùng năng lực của hắn căn bản là đối kháng không được thôn phệ đế quốc, hắn thấy Hoa Hạ quốc có năng lực này người hình như chỉ có Diệp Thần Phong. Cho nên mới phải tại cái này thời gian làm ra cái này loại quyết định. Tại kề cận cái chết đi một lượt, Ngô Quốc Thiên trong lúc bất chợt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, hiện tại nên là người tuổi trẻ thời đại, hắn có thể là Hoa Hạ quốc làm sự tình càng ngày càng ít, tướng Minh Vương Tổ giao cho Diệp Thần Phong có lẽ là một cái lựa chọn tốt, tuy rằng hắn biết Diệp Thần Phong là một cái không thích bị ràng buộc người, nhưng hắn cũng không có muốn ràng buộc Diệp Thần Phong. Cho dù Diệp Thần Phong dẫn theo Minh Vương Tổ bây giờ thành viên thoát ly Minh Vương Tổ, chỉ cần tại Hoa Hạ quốc gặp phải nguy cơ thời gian. Diệp Thần Phong có thể đứng ra hóa giải nguy cơ, Ngô Quốc Thiên cũng tự đặc biệt hài lòng. Diệp Thần Phong trước vừa vặn muốn huấn luyện được một nhóm cao thủ chân chính, vì tại tương lai có thể có quét ngang cổ võ giới năng lực, mà thắng thiên hội thành viên phổ biến cơ sở quá kém. Diệp Thần Phong muốn tại trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện được cao thủ tới, phải tìm một ít cơ sở tốt. Mà Minh Vương Tổ thành viên trái lại lựa chọn tốt, nếu quả như thật như Ngô Quốc Thiên theo như lời, cho dù hắn tướng sở hữu Minh Vương Tổ thành viên mang ra khỏi Minh Vương Tổ cũng có thể. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi, Ngô lão đầu, người thật dự định làm như vậy? Nếu như ta thật có thể đủ mang theo Minh Vương Tổ thành viên ly khai Minh Vương Tổ, như vậy ta tự đáp ứng người yêu cầu, sau đó chỉ cần Hoa Hạ quốc gặp phải nguy cơ, ta khẳng định hội đứng ra. Dù sao trên người ta cũng chảy xuôi Hoa Hạ quốc huyết, tổng không sẽ thấy quốc gia diệt vong mà thấy chết không cứu. Ngô Quốc Thiên hài lòng điểm gật đầu, nói rằng, Thần Phong, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều có thể đủ từ trên người ngươi nhìn đến kỳ tích, thật không biết tương lai ngươi có thể đi đến một bước kia. Ta rất hy vọng tương lai Hoa Hạ quốc có thể bởi vì ngươi mà biến được lóng lánh. Chương 504, Hút Tinh Nguyên. Thông soái. Cái này kiện sự tình là điều không phải chờ ngươi hồi Hoa Hạ quốc lại nói. Minh Vương Tổ đối với Hoa Hạ quốc mà nói có không giống bình thường ý nghĩa, ngài hiện đang quyết định tướng Minh Vương Tổ giao cho Diệp Thần Phong là điều không phải quá qua loa một ít. Vương Lực ở một bên hảo ý nhắc nhở, hắn cũng không là đúng Diệp Thần Phong có thành kiến, chỉ là Minh Vương Tổ đúng Hoa Hạ quốc ý nghĩa quả thực không phải cùng bình thường. Ngô Quốc Thiên suy yếu khoát tay áo, nói rằng, Vương Lực, chúng ta Minh Vương Tổ trách nhiệm chính là bảo vệ Hoa Hạ quốc, nếu như Thần Phong có thể làm được đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy Minh Vương Tổ căn bản cũng không có tồn tại ý nghĩa, các ngươi tự không cần nói nhiều, ta đều tuổi đã cao người, là thời gian quy ẩn điền dã hưởng thụ một chút dưỡng lão sinh sống, lẽ nào ngươi thật hy vọng nhìn đến có một ngày ta chết tại nhiệm vụ trung tài hài lòng không? Nghe được Ngô Quốc Thiên nói như vậy, Vương Lực đảng Minh Vương Tổ thành viên đều trầm mặc. Bọn họ coi như là tiếp nhận rồi Ngô Quốc Thiên cách làm. Hiện tại có thể điều không phải tại ở đây lề mề thời gian, Diệp Thần Phong nói rằng, lưu hạ hai gã Minh Vương Tổ thành viên chiếu cố Ngô lão đầu, người khác cùng ta cùng nơi kế tục tiến tới. Diệp Thần Phong chỉ định hai gã Minh Vương Tổ thành viên lưu lại sau, cái khác người theo hắn cùng nơi kế tục đi về phía trước, Abbott đằng bảy tên những quốc gia khác tinh anh nhân viên, tuy rằng trong lòng đã có sợ ý. Nhưng là bọn hắn không có lý do gì không theo Diệp Thần Phong đi về phía trước, nếu đều chạy tới bước này, bất kể nhiệm vụ lần này có thể hay không để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Bọn họ cũng phải muốn kiên trì đi xuống. Trải qua nhiều lần như vậy đại quy mô tử vong sau, tất cả mọi người biến được thận trọng, thậm chí mỗi một bước bước ra đi động tác đều đặc biệt nhẹ,
hình như là giẫm nát đậu hủ thượng giống nhau, rất sợ xúc động ẩn núp cơ quan. Tại chỗ này thôn vệ đế quốc tụ tập địa chỗ sâu nhất, có một gian đặc biệt rộng rãi gian phòng. Hay là dùng gian phòng hình dung nơi này có một ít không quá thích hợp, ở đây càng giống như là một cái đại sảnh, hai bên phân biệt để 5 cái to lớn lồng sắt, trong đó có 4 cái lồng sắt trong bị giam áp chứ 4 gã M quốc trung niên nam nhân, cái này 4 gã trung niên nam nhân trên người đều không có mặc y phục quần, lúc này bọn họ trong quần đều ngẩng đầu đứng thẳng. Tại cái này rộng rãi không gian ngay chính giữa, có một trên người không có bất luận cái gì che đậy vật M quốc nữ nhân, cái này M quốc nữ nhân tướng mạo đặc biệt quyến rũ, vóc người đặc biệt mê người. Nhất là bộ ngực hai ngọn núi, quả thực là làm cho nam nhân nhìn hội huyết mạch bành trướng, thế nhưng những này đều không phải trọng điểm là cái này M quốc nữ nhân trên người tản ra một loại, những bất kỳ nam nhân nào đều không có cách gì kháng cự lực ảnh hưởng. Nhất là nàng một đôi mắt đẹp, quả thực so hồ ly tinh mắt cũng còn muốn câu người. Tại cái này M quốc trước mặt nữ nhân, quỳ một cái trung niên nam nhân cánh tay gắt gao ôm lấy cái này tên M quốc nữ nhân tuyết trắng đại thối, đầu lưỡi tùy ý tại cái này tên M quốc nữ nhân trên đùi liếm tới liếm lui, cuối cùng liếm đến nơi này tên M quốc nữ nhân ngón chân thượng. 10 phần tượng một điều phát tình công cẩu giống nhau. Nghĩ không muốn đi vào cơ thể của ta trong. Cái này tên M quốc giọng của nữ nhân đặc biệt động nhân, là loại làm cho nam nhân quang nghe thanh âm là có thể hưng phấn. Tên quỳ trên mặt đất trung niên nam nhân, điên cuồng gật đầu nói rằng, nữ vương bệ hạ, cầu ngài nhượng ta nhanh một ít tiến nhập thân thể của ngài trong. Cái này tên M quốc nữ nhân nhìn đến trung niên nam nhân bức thiết thần tình, khá là hài lòng điểm gật đầu, thân thể nằm tại một bên một điều màu đỏ thủ công thảm thượng, nói rằng, ngươi tự thỏa thích hưởng thụ một lần đi. Trung niên nam nhân nhìn đến tên M quốc nữ nhân nằm tại thảm thượng, thân thể hắn lập tức nhào vào tên M quốc nữ nhân trên thân thể, không kịp chờ đợi nhường hắn tiểu huynh đệ tiến nhập M quốc nữ nhân thân thể trong. Theo nam nữ vận động bắt đầu, tên M quốc nữ nhân cổ họng trong phát sinh những người tê dại thanh âm, mà tên trung niên nam nhân ngoại trừ khuôn mặt có hưởng thụ biểu tình bên ngoài, hắn nguyên bản tóc đen thui. Tại dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch. Trên mặt da cũng bắt đầu nếp uốn lên, nguyên bản được coi là thượng thân thể cường tráng cũng đang từ từ biến được khom. Thẳng đến tên trung niên nam nhân hoàn toàn biến thành 70-80 tuổi lão nhân, không còn có lực lượng nằm ở đó tên M quốc nữ nhân trên thân thể giằng co, bị tên M quốc nữ nhân một cước trực tiếp tướng biến thành tao lão đầu trung niên nam nhân, từ thân thể của nàng thượng cấp đạp xuống. Trung niên nam nhân tại ngắn ngủn 2-3 phút chi nội tự biến thành một cái tao lão đầu. Mà tên M quốc thân thể nữ nhân thượng ra tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, trên gương mặt có hai đóa mê người đỏ ửng, cả người trên người tràn ngập đi ra khí chất. Đối với nam nhân sức dụ dỗ biến được càng gia tăng, mà phản quang tên biến thành tao lão đầu trung niên nhân, thân thể quỳ dạp trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển, biến được hấp hối. Cái này tên M quốc nữ nhân tên là Angelina, là thôn phệ đế quốc tại M quốc người phụ trách, Angelina trời sinh có mi cốt. Thân thể trong có thể tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại hấp dẫn nam nhân khí chất, mà cùng trời sinh mi cốt nữ nhân làm xong vận động nam nhân thân thể trong tinh nguyên hội bị trời sinh mi cốt nữ nhân hút đã qua. Phải biết rằng một ước cá nhân ở giữa tài có thể xuất hiện một cái có trời sinh mi cốt nữ nhân, mà có trời sinh mi cốt nữ nhân không nhất định hội vô cùng nguy hiểm, chỉ cần bình thường tiết chế trên giường vận động thì tốt rồi, nhưng mà, nếu như trời sinh mi cốt nữ nhân, hơn nữa phóng đãng không kiềm chế được, thích cùng bất đồng nam nhân làm trên giường vận động. Theo, trời sinh mi cốt nữ nhân hút nam nhân tinh nguyên càng ngày càng nhiều, như vậy trời sinh mi cốt nữ nhân thể nội hội hình thành một cổ nội kinh hội do hút nam nhân tinh nguyên số lượng mà biến được càng tới càng hồn hậu, nói cách khác trời sinh mi cốt nữ nhân, tại tướng nam nhân tinh nguyên hút tới trình độ nhất định sau, là có thể tự nhiên mà vậy biến thành một cái nội kinh cao thủ. Không những như vậy, kèm theo trời sinh mi cốt nữ nhân thực lực trưởng thành đồng thời, trời sinh mi cốt trên người nữ nhân đối với nam nhân chí mạng lực hấp dẫn cũng hội càng tới càng cường, cần nam nhân tinh nguyên cũng hội càng ngày càng nhiều, thẳng đến trời sinh mi cốt nữ nhân có thể duy nhất hút khô một cái cường tráng nam nhân thân thể trong tất cả tinh nguyên. Bởi vậy có thể thấy được cái này gọi Angelina nữ nhân, từ trước đã không biết hút quá nhiều thiếu nam nhân tinh nguyên. Sợ rằng thực lực của nàng cũng không hội yếu đi nơi nào.
hai bên lồng sắt chung bốn cái M quốc trung niên nam nhân, trợn mắt nhìn một cái nguyên bản cường tráng nam nhân, tại mấy phút chi nội biến thành một cái tao lão đầu. Cái này loại tràng cảnh tại bọn họ bị bắt tới hai ngày này trong thời gian, bốn người bọn họ đã thấy qua vô số lần, thế nhưng rõ ràng cứ như vậy đáng sợ, hắn nửa người dưới đồ chơi kia là càng tới càng đứng thẳng, bốn người bọn họ biết nếu như thả bọn họ đi ra ngoài, đứng tại Angelina trước mặt lời nói, bọn họ chỉ sợ cũng phải không chút do dự bò lên trên Angelina thân thể. Cái này bốn cái bị giam tại lồng sắt chung M quốc trung niên nam nhân. Tại M quốc có thể đều cũng có không nhỏ địa vị, Sanofi gia tộc, Gambier gia tộc, Miss gia tộc và Iceland gia tộc, là M quốc to lớn nhất bốn cái thế lực dưới đất gia tộc, mà cái này bị giam tại lồng sắt chung bốn cái M quốc trung niên nam nhân, theo thứ tự là bốn gia tộc này gia chủ, có thể gặp địa vị của bọn họ có bao nhiêu không bình thường đi. Angelina nhìn liền đều không có liếc mắt nhìn, trên mặt đất kéo dài hơi tàn tên biến thành tao lão đầu trung niên nam nhân. Một đôi tuyết trắng ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút ngực hai ngọn núi, đi từ từ đến bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống, tại cái ghế phía bên phải trên tay cầm, có hai cái chạy bằng điện cái nút, Angelina tướng thứ một cái nút đè xuống. Rất nhanh có năm tên thân thể to tráng đại hán đi đến, cái này năm tên đại hán căn bản liền cũng không dám nhìn liếc mắt Angelina, bọn họ cũng đều biết cùng Angelina phát sinh loại quan hệ đó sau đó, cho dù không chết. Như vậy cũng cách tử vong không xa. Năm tên thân thể to tráng đại hán cúi đầu, tướng tên hấp hối biến thành tao lão đầu trung niên nam nhân, chuẩn bị dọn dẹp ra cái này rộng rãi trong không gian. Tại năm tên đại hán vận chuyển tên thân thể của nam nhân thời gian, Angelina lại nhấn cái thứ hai cái nút, ở trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện một khối màn hình, chỉ thấy trong màn ảnh hình ảnh, rõ ràng là Diệp Thần Phong đám người ở thật dài trong thông đạo, chậm chậm lục lọi tiến tới. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười mê người, phân phó còn không có rời đi năm tên đại hán, này xông vào chúng ta tụ tập địa người, nếu như bọn họ có thể bình an vô sự vượt qua hạ một cửa, như vậy thì đem còn dư lại cơ quan toàn bộ hủy bỏ. Để cho bọn họ thông suốt đi tới nơi này, ta vừa vặn thiếu khuyết bổ sung tinh nguyên nam nhân, bọn họ những này đến từ các quốc gia tinh anh, với lại có thể xông qua hạ cùng nhau cửa khẩu, tuyệt đối là nam nhân trung tinh phẩm. Nếu như hút ăn bọn họ tinh nguyên, thực lực của ta khẳng định hội đại mức độ tăng trưởng, nếu như bọn họ sấm bất quá hạ cùng nhau cửa khẩu, tự để cho bọn họ tử ở bên trong tốt. Chương 505, hừng hực dung nham. Tại thật dài trong thông đạo liên tục đi rất nhiều chung, Diệp Thần Phong chúng nhân lúc này liền một lần nguy hiểm cũng không có gặp phải, càng là bình tĩnh như vậy tự càng nhượng Diệp Thần Phong cảm giác được bất an, nhìn đến dường như đi như thế nào đều đi không đến cuối thông đạo. Diệp Thần Phong chân mày chăm chú nhíu lên. Vương Lực Đảng binh vương tổ thành viên, đề cao cảnh giác đi theo Diệp Thần Phong phía sau, nếu Ngô Quốc Thiên đã đem binh vương tổ giao cho Diệp Thần Phong, như vậy sau đó Diệp Thần Phong chính là bọn họ những. Này binh vương tổ thành viên cấp trên. Abbott Đảng bảy tên những quốc gia khác tinh anh nhân viên, đi tại đội ngũ sau cùng mặt, một đám trên mặt biểu tình ngưng trọng không gì sánh được. Bọn họ ai cũng không có nghĩ đến liền thôn phệ đế quốc thành viên một bóng người cũng không có thấy. Bọn họ nguyên bản đội ngũ khổng lồ tự giảm bớt thành cái này điểm nhân số, áp lực vô hình sắp đưa bọn họ gấp ép tới thở không được. Dừng một chút, Diệp Thần Phong đột nhiên mở miệng nói rằng, trong không khí một ít thanh âm rất nhỏ truyền vào trong lỗ tai của hắn, nếu là thính giác thiếu chút nữa người căn bản nhận không ra trong không khí có khác thường thanh âm của. Thanh âm tại đột nhiên gia tăng. Ngắn ngủi một hai giây thời gian, phanh, phanh, hai tiếng nổ, mặt đất không ngừng run rẩy động, hai chắn vừa dày vừa nặng thiết tường, một trước một sau, từ trước mà hạ, ngăn cản Diệp Thần Phong chúng nhân tiến tới cùng lui về phía sau con đường. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này hai chắn vừa dày vừa nặng thiết tường, độ rộng tối thiểu có chừng ba thước, đây quả thực là vừa dày vừa nặng kỳ cục, nhưng mà, tại hai chắn vừa dày vừa nặng thiết tường vừa rơi xuống đất không bao lâu. Diệp Thần Phong chúng nhân dưới chân dùng hòn đá xếp thành mặt đất, vậy mà đang không ngừng từ nay về sau di chuyển, thẳng đến Diệp Thần Phong chúng nhân dưới chân hòn đá mặt đường toàn bộ tiêu thất. Lúc này, Diệp Thần Phong chúng nhân dẫm nát từng cây một dùng ngón tay thô thiết điều xếp thành trên mặt đất, mỗi một cây thiết điều trong lúc đó cách xa nhau 2 cm tả hữu khe hở. Có thể xuyên thấu qua khe thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Chỉ thấy thiết điều phía dưới là đi một lần mặt đất ước chừng 4 thước hình vuông không gian, tại hình vuông không gian 4 chắn trên vách tường,
có bốn cái quy mô không nhỏ lỗ tròn, giữa lúc mọi người lăng lăng nhìn dưới chân cái không gian này thời gian. Bốn cái lỗ tròn chung có động tính, một loại có điểm màu cam, có điểm chất lỏng màu đỏ, từ bốn cái lỗ tròn chung không ngừng lưu chảy ra ngoài. Tại cái này loại dịch thể chảy xuôi lúc đi ra, Diệp Thần Phong chợt cảm giác từ dưới bàn chân truyền đến một cổ nóng cháy. Sắc mặt biến được có chút khó coi, nói rằng, chúng ta dưới chân trong không gian chảy ra dịch thể rất có thể là dung nham, chúng ta phải mau sớm rời đi nơi này, nếu như dung nham bao phủ đi lên lời nói, chúng ta khẳng định hội bị hòa tan liền xương cặn đều không dư thừa. Vương Lực, Abbott chúng nhân đồng dạng là sắc mặt kịch biến, cảm thụ được dưới bàn chân kéo tới cuồn cuộn sóng nhiệt, nhìn bốn cái lỗ tròn giữa dòng động dịch thể tốc độ càng lúc càng nhanh, phỏng chừng tối đa 5 phút dưới bàn chân những. Này dung nham là có thể bao phủ lên đây, đến lúc đó bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong, người vội vàng nghĩ một chút biện pháp, cho dù chúng ta muốn tử, cũng muốn gặp đến thôn vệ đế quốc chỗ này tụ tập địa người ở bên trong, nếu không chẳng phải là tử quá uất ức. Chúng ta là điều không phải tìm xem mở cái này hay chắn thiết tường cơ quan. Abbott mở miệng nói rằng, cùng với lãng phí thời gian tìm cơ quan mở cái này hay chắn thiết tường, chẳng đem cái này hay chắn thiết tường cấp đập nát, nếu nơi này là thôn vệ đế quốc bày ra cơ quan, như vậy ngươi cho rằng mở hay chắn thiết tường cơ quan lại ở chỗ này nhượng chúng ta tìm được sao? Diệp Thần Phong tăng nhanh ngữ tốc nói rằng, Diệp Thần Phong, ta biết thực lực của ngươi rất cường hãn, ta cũng đích xác bội phục ngươi có thần kỳ năng lực. Thế nhưng cái này hay chắn thiết tường độ dày tối thiểu có 3 thước, coi như là dùng bình thường thuốc nổ oanh tạc, sợ rằng đều có một chút độ khó. Abbott nghiêm túc nói, không thử một lần làm sao biết ni, Diệp Thần Phong không có thời gian cùng Abbott nhiều tốn nước miếng, hai con ngươi nhìn ngăn cản ở trước mặt hắn chắn vừa dày vừa nặng thiết tường, thể nội cửu cấp linh hồn lực không ngừng cuồn cuộn, thẳng đến tướng linh hồn lực tăng lên tới cực hạn. Hắn hướng trước mặt chắn thiết tường huy ra quyền thứ nhất, đông. Một tiếng vang thật lớn, đau đớn ở đây tất cả mọi người màng tai, thế nhưng trước mặt chắn thiết tường lại là không nhúc nhích tí nào. Chỉ là biểu hiện ra hơi lõm 10 cm tả hữu. Theo Diệp Thần Phong quyền thứ nhất huy ra, dưới chân bọn họ trong không gian dung nham đang không ngừng bay lên, Diệp Thần Phong hiện tại không có dư thừa thời gian trì hoãn, nhìn trước mặt không nhúc nhích tí nào thiết tường, hắn chân mày nhíu càng ngày càng gấp, bây giờ không phải là bảo lưu linh hồn lực lúc, nếu như đánh không mặc cái này chắn thiết tường, bọn họ toàn bộ phải chết ở chỗ này. Đông, 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 đông. Tiếng vang to lớn không ngừng vang lên, dường như muốn tướng màng nhĩ của người ta đều bị phá vỡ. Diệp Thần Phong tướng cửu cấp linh hồn lực một lần lại một lần đề thăng tới cực hạn, hắn cảm giác được trước mặt cái này chắn tường, không đơn thuần là dùng thiết chế tạo mà thành, bên trong khẳng định xen lẫn kiên cố hơn cứng rắn kim trúc vật chất, nếu không cho dù Diệp Thần Phong không thể đủ tải trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ cái này chắn tường, cũng không hội như vậy không đông đảo. Nhiệt độ chung quanh là càng ngày càng cao, Diệp Thần Phong đẳng người y phục trên người đều bị mồ hôi cấp thấm ướt, Abbott đẳng 7 tên những quốc gia khác tinh anh, tại bốn phía lục lọi có không có mở ra tường chốt mở, thế nhưng vô luận bọn họ làm sao tìm được cũng tìm không được, nhìn thoáng qua dưới chân lớn nhiệt dung nham cách bọn họ chỉ có 2 thước khoảng cách, bọn họ là thật sâu lâm vào tuyệt vọng, nói thật, bọn họ không có trông cậy vào Diệp Thần Phong có thể đánh vỡ vừa dày vừa nặng thiết tường. Cho dù Diệp Thần Phong thực lực lại nghiêu bê, cũng không thể có thể nghiêu bê đến trình độ này đi. Diệp Thần Phong dùng mờ u bàn tay lau lau trên trán toát ra mồ hôi, hai chỉ trên nắm tay ra đều bị cọ phá, nhẹ nhẹ máu tươi theo đầu ngón tay không ngừng chảy xuống mặt đất, đen kịt hai con ngươi chung tràn đầy lệ khí, nhìn liên tục lên cao dung nham, hắn vẫn không thể đủ tử tại ở đây, tuyệt đối không thể đủ tử tại ở đây, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Còn có rất nhiều nữ nhân chờ hắn cho các nàng hạnh phúc, hắn phải sống nữa, phải sống nữa. A, cổ họng trong tê tâm liệt phế giống lớn một tiếng, đôi bàn tay lần nữa nắm chặt thành nắm tay, khí thế trên người trong nháy mắt tăng trưởng lên, tựa như phát điên không ngừng oanh kích trước mặt vừa dày vừa nặng tường. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong khí thế trên người mơ hồ có loại đột phá cửu cấp linh hồn lực xu thế, lực lượng so vừa rồi tăng lên không ít. Đông, đông, đông. Đông, đông, vừa dày vừa nặng trên vách tường lõm động là càng lúc càng lớn, có thể dưới bàn chân dung nham cách bọn họ cũng chỉ có một thước khoảng cách, lửa nóng khó chịu cảm giác, nhưng trong cổ họng bọn họ khó chịu không gì sánh được,
có vài người thậm chí là trên da bắt đầu bốc lên cái phao. Lúc này ngay cả binh vương tổ người đều cho rằng phải chết ở chỗ này. Thời gian, kỳ tích một lần nữa phát sinh, Diệp Thần Phong không có đánh xuyên qua chắn vừa dày vừa nặng tường, thế nhưng dựng thẳng tường lại bị Diệp Thần Phong nắm tay, oanh hoành đảo tại trên mặt đất. Diệp Thần Phong nhìn sững sờ mọi người, nói rằng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Thật chẳng lẽ cũng bị phía dưới dung nham nướng chín sao? Diệp Thần Phong người thứ nhất giẫm nát hoành té trên mặt đất vừa dày vừa nặng tường, ly khai dưới bản chân có dung nham địa phương. Minh Vương Tổ thành viên cùng A-Bot chúng nhân, cũng sôi nổi tỉnh lại, đi theo Diệp Thần Phong nhịp bước, tại bọn họ ly khai dung nham phạm vi sau, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên khôi phục bình thường. Lại đi chừng một phút, xác định tạm thời đã không có nguy hiểm sau, Diệp Thần Phong không để ý hình tượng một mông ngồi ở trên mặt đất, vừa rồi Diệp Thần Phong linh hồn lực đột nhiên đề thăng, cái này kỳ thực cũng không là dấu hiệu muốn đột phá, thập cấp linh hồn lực có thể điều không phải vô cùng đơn giản là có thể đột phá, vừa rồi tại sống chết trước mắt, chỉ là Diệp Thần Phong kích phát rồi giữ tại lực lượng mà thôi, hiện tại vượt qua nguy hiểm, hắn chỉ cảm thấy thân thể bên trong vắng vẻ, tại bây giờ trong hoàn cảnh này. Diệp Thần Phong lúc này như vậy trạng thái là vô cùng nguy hiểm. A-Bot hô hấp dồn dập nhìn Diệp Thần Phong, hiện tại rồi hướng Diệp Thần Phong lần nữa biết một phen, Diệp Thần Phong quả thực là tên biến thái, lần lượt nhìn đến Diệp Thần Phong vượt qua thường nhân, thậm chí là gần như thần minh như năng lực. A-Bot quyết định, nếu như lần này có thể sống đi ra ngoài, hắn nhất định muốn tranh thủ hướng về phía trước đầu báo cáo, nhượng M quốc cùng Hoa Hạ quốc làm tốt quan hệ. Những quốc gia khác sáu gã tinh anh cũng cùng A-Bot là ý tưởng giống nhau. Một đám nhìn Diệp Thần Phong ánh mắt lần nữa biến, nếu như nói lần trước Diệp Thần Phong bày ra thần kỳ thủ đoạn, nhượng A-Bot chúng nhân cảm thấy sợ, như vậy hiện tại bọn họ đúng Diệp Thần Phong trong lòng thuần toái là tràn đầy kính nể, đúng Diệp Thần Phong không vừa lòng biến mất không còn chút nào, một người thực lực khi ngươi ngưỡng vọng cũng nhìn không thấy hắn bản chân thời gian, ngươi duy nhất có thể làm chính là đúng cái này người tràn ngập kính ngưỡng. Chương 506, ta đối với ngươi bắt đầu cảm thấy hứng thú. Diệp tiên sinh, lần này bất kể có thể không thể đủ diệt trừ thôn vệ đế quốc chỗ này tụ tập địa, chỉ cần ta A-Bot có thể sống đi ra ngoài, ta cam đoan sau đó M quốc cùng Hoa Hạ quốc sẽ là nhất bằng hữu bản thân quốc gia. A-Bot lời thề son sắt bảo đảm nói. Diệp tiên sinh, ta cũng vậy cùng A-Bot tiên sinh giống nhau nghĩ cách, trước nếu có đối với ngươi bất kính địa phương, còn thỉnh ngươi nhiều hơn tha thứ. Diệp tiên sinh, lần này chúng ta nếu như đều có thể sống ly khai, ta nhất định muốn thỉnh ngài đi quốc gia chúng ta trong ngồi một chút, nhưng ta có thể một tận tình địa chủ, còn hy vọng Diệp tiên sinh đến lúc đó không nên từ chối. Theo A-Bot mở miệng sau đó, những quốc gia khác tinh anh cũng sôi nổi cung kính lên tiếng, bọn họ một đám khuôn mặt tĩnh không có bất luận cái gì giả tạo thần sắc, đều thị phi thường chân thành, bọn họ đúng Diệp Thần Phong là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Vương Lực Đẳng một đám Minh Vương Tổ thành viên cùng ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bọn họ là một lần lại một lần kiến thức qua Diệp Thần Phong cường hãn thực lực, bây giờ Ngô Quốc Thiên đã đem Minh Vương Tổ giao cho Diệp Thần Phong, như vậy là điều không phải đại biểu sau đó Diệp Thần Phong hội huấn luyện bọn họ. Minh Vương Tổ thành viên đều là khát vọng thực lực biến được càng tới càng cường, nhưng mà, có chút bởi vì tự thân tư chất, cùng với cái khác nhân tố, có thể dùng thực lực của bọn họ rất nhiều năm đều dậm chân tại chỗ. Diệp Thần Phong nhìn ra được A-Bot đám người nói lời nói là phát ra từ nội tâm, hắn đúng A-Bot những. Này người cũng để xuống không ít thành kiến, nói rằng, ta sẽ hết sức làm cho các ngươi sống đi ra nơi này, bất quá, hiện tại ta yêu cầu nửa cái giờ, tới khôi phục một chút thể lực, các ngươi cũng trước nghỉ ngơi một hồi đi. Diệp Thần Phong hiện ở trong người linh hồn lực cơ hồ là tiêu hao hết, nửa giờ chí ít có thể cho hắn khôi phục một nửa thực lực. Lúc này không có quá nhiều thời gian có thể nhượng hắn dừng lại. Ai biết đạo thôn vệ đế quốc chỗ này tụ tập địa người có thể hay không chủ động xuất kích. Diệp tiên sinh, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi tốt, chúng ta ở một bên giúp ngươi chú ý tình huống chung quanh. A-Bot không chút do dự nói rằng, hắn thái độ đối với Diệp Thần Phong là hoàn toàn cải biến. Đây là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Diệp Thần Phong hơi điểm gật đầu, nhắm hai mắt lại. Trong lỗ mũi có chút hỗn loạn hô hấp, tại dần dần biến được bình ổn lại, thẳng đến cuối cùng Diệp Thần Phong hô hấp biến được đặc biệt đều đều. Thân thể trong linh hồn lực cũng đang chậm rãi khôi phục lại. Nửa giờ, nháy mắt liền đi qua, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt,
từ dưới đất đứng lên, linh hồn lực khôi phục so với hắn dự liệu tốt hơn không ít, lại đang ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, hắn linh hồn lực khôi phục được thời kỳ toàn thịnh hơn phân nửa. Tốt, chúng ta vội vàng kế tục đi về phía trước. Diệp Thần Phong ngôn ngữ đặc biệt giản yếu sáng tỏ. Vương Lực cùng A-Bot chúng nhân yên lặng đi theo Diệp Thần Phong phía sau, một mặt cẩn thận tiến tới, một mặt cẩn thận quan sát đến chu vi có không có khác thường. Khoảng chừng đi lại 20 phút sau, nguyên bản thẳng tắp thông đạo cuối cùng là xuất hiện một cái chuyển biến khẩu, Diệp Thần Phong chúng nhân chuyển qua cong, nhìn đã có một cánh cửa chắn bọn họ trước mặt, bất quá, cánh cửa này không có khóa lại. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là có thể mở ra. Diệp Thần Phong tập trung tinh thần, phòng bị phía sau cửa có thể xuất hiện tất cả. Tay phải bàn tay chậm chậm tướng môn đẩy ra tới, đập vào mi mắt hình ảnh, nhượng Diệp Thần Phong hơi sững sờ 5-6 giây chung. Vương Lực cùng A-Bot chúng nhân nhìn đến môn phía sau hình ảnh, bọn họ là hoàn toàn dại ra ở. Chỉ thấy môn phía sau là một cái cực đại không gian ngay chính giữa có một chương đẹp đẽ quý giá cái ghế. Một gã toàn thân cao thấp không có bất luận cái gì quần áo và đồ dùng hàng ngày che thể em mờ quốc yêu mỹ nữ nhân, lười biếng ngồi xuống ghế. Hai điều bắp đùi trắng như tuyết hơi mở, có thể nhượng người một chắn cái đó bí ẩn phong cảnh. Diệp Thần Phong định lực còn là cường hãn vô cùng, đại khái quan sát môn phía sau cái này cực đại không gian, khi hắn nhìn đến hai bên lồng sắt chung đang đóng bốn cái em mờ quốc trung niên nam nhân thời gian, hắn càng cảm giác cái này toàn thân không có xuyên bất luận cái gì một bộ y phục em mờ quốc nữ nhân có chút quỷ dị. Các vị, hoan nghênh đi tới ta Angelina địa phương, lẽ nào các vị vẫn muốn đứng ở ngoài cửa sao? Kỳ thực các ngươi có thể đi đến nơi đây là ta cố ý nhường. Nếu không các ngươi cho rằng thôn vệ đế quốc tụ tập địa cơ quan chỉ có đơn giản như vậy sao? Angelina cười đến dường như một đóa tươi đẹp cây hoa hồng, tê dại thanh âm có thể nhượng bất kỳ một cái nào nam nhân đều nghe xong muốn ngừng mà không được, bất quá, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí ngoại lệ. Các ngươi muốn cẩn thận một chút, ta xem người nữ nhân này 10 phần có cổ quái. Diệp Thần Phong thấp giọng nhắc nhở người phía sau, hắn đoán được Angelina phải là người phụ trách nơi này. Thế nhưng chỗ này cực đại trong không gian, thậm chí ngay cả một cái bảo tiêu các loại nhân vật cũng không có. Diệp Thần Phong người thứ nhất bước vào cái này cực đại không gian, Vương Lực cùng A-Bot chúng nhân khẩn đi theo đi vào, đường A-Bot thấy rõ ràng hai bên lồng sắt chung đang đóng bốn cái trung niên nam nhân thời gian, trên mặt hắn thần sắc đại biến, bởi vì hắn nhận ra cái này bốn cái trung niên nam nhân theo thứ tự là Sanofi gia tộc, Gambier gia tộc, Miss gia tộc và Ikerland gia tộc gia chủ. Bốn người này tại M quốc thế lực dưới đất trung thế nhưng hô phong hoán vũ, lúc này vậy mà không có xuyên y phục. Bị nhốt ở to lớn lồng sắt trong, hình như là bị người nuôi sủng vật giống nhau. A-Bot tiên sinh, nhanh cứu cứu chúng ta, người nữ nhân này quả thực tựu là ma quỷ, người nữ nhân này quả thực tựu là ma quỷ. A-Bot tiên sinh, ta chỉ biết quốc gia hội tìm tới nơi này, người nhanh nghĩ biện pháp đem chúng ta cứu ra ngoài. Đúng, A-Bot tiên sinh. Ta không bao giờ nữa muốn ở chỗ này ở lâu một khắc, cho dù là một giây cũng không muốn ở lâu. A-Bot tiên sinh, các ngươi thế nào chỉ có tới nhiều người như vậy? Là điều không phải cứu viện bộ đội còn ở phía sau. Bị giam tại to lớn lồng sắt trong bốn cái em mờ quốc trung niên nam nhân, khi nhìn đến A-Bot sau khi xuất hiện, cổ họng trong lập tức nhìn không được hô lên, bởi vì bọn họ thấy được sống tiếp hy vọng. Thấy được có thể chạy trốn Angelina cái này nữ ma vương lòng bàn tay hy vọng. Angelina mỉ nhãn liếc về phía bốn gã M quốc trung niên nam nhân, bốn gã M quốc trung niên nam nhân trong quần vật tức khắc tăng vọt vài phần, nhìn về phía Angelina ánh mắt cũng biến thành càng nóng cháy, bốn người bọn họ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Angelina cái này tài đưa mắt lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần Phong chúng nhân, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng đùa bỡn trước ngực nàng hai ngọn núi. Nói rằng các vị có thể đi tới nơi này cũng đặc biệt không đơn giản, ta Angelina tự cho các ngươi một ít phúc lợi đi. Angelina nhất cử nhất động gian, đều tràn đầy đúng nam nhân chí mạng lực hấp dẫn, khóe môi nhếch lên đặc biệt nụ cười quyến rũ. Vương Lực, A-Bot chúng nhân ánh mắt dần dần biến được mê loạn cả lên, trong quần đồ chơi kia đều cao cao đỉnh khởi, tự ngay cả chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí trong quần tiểu huynh đệ cũng không an phận ngẩng đầu lên. Bất quá, tương đối vu Vương Lực chúng nhân mà nói, Diệp Thần Phong mặc dù có phản ứng sinh lý, nhưng đầu của hắn còn là vẫn duy trì thanh tỉnh. Trong bọn họ một gã những quốc gia khác tinh anh nhân viên định lực nhất kém,
vậy mà không tự chủ được hướng Angelina đi tới. Diệp Thần Phong muốn ngăn cản, thế nhưng chậm một bước, hắn hiện tại cũng rất khó chịu, tuy rằng đầu là bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng hắn hận không thể lập tức tìm nữ nhân, ở trên giường đại chiến cái 300 hiệp. Có nghĩ là muốn sờ sờ bộ ngực của ta, nghĩ không muốn đi vào cơ thể của ta trong. Angelina nhìn đi đến trước mặt nàng tên những quốc gia khác tinh anh nhân viên hỏi. Tên tinh anh nhân viên cuồng nhiệt điểm gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, ta nghĩ, ta nghĩ, ta nghĩ. Vậy ngươi còn chờ cái gì ni? Angelina vẫn như cũ là nằm tại một bên một điều màu đỏ thủ công thảm thượng. Tên những quốc gia khác tinh anh nhân viên, thậm chí liền cởi quần áo thời gian cũng không có, trực tiếp tướng y phục trên người cùng quần cấp xé rách, dường như một đầu sói đói đánh về phía Angelina. Hai người rất nhanh tiến nhập chính đề, theo nam nữ vận động bắt đầu, cái này tên những quốc gia khác tinh anh nhân viên, tóc đen thui bắt đầu chậm chậm biến trắng. Khuôn mặt cùng da trên người cũng biến thành nếp uốn, thẳng đến 3 phút sau, cái này tên những quốc gia khác tinh anh nhân viên hoàn toàn biến thành một cái tao lão đầu. Angelina một cước tướng tên tinh anh nhân viên từ trên bụng của nàng cấp đạp đi xuống, xoay động dáng người, từ dưới đất đứng lên. Vương Lực, Abbott chúng nhân nhìn đến tên tinh anh nhân viên kết cục sau, trong ánh mắt khát vọng tịnh không có tắt, mà là biến được càng hừng hực. Diệp Thần Phong tiểu huynh đệ cũng biến thành càng đứng thẳng. Có thể ánh mắt của hắn biến được càng sáng sủa, bởi vì hắn suy đoán ra cái này M quốc nữ nhân lai lịch, ngươi là trời sinh mi cốt. Đúng là một bộ tao hồ ly dáng dấp. Angelina không nghĩ tới có người có thể một lời nói toạc ra nàng thể chất, huống chi nàng không có từ Diệp Thần Phong trong ánh mắt nhìn đến nửa điểm vẻ khát vọng. Cái này để cho nàng càng đúng Diệp Thần Phong tràn ngập tò mò, khẽ mỉm cười nói ta đối với ngươi bắt đầu cảm thấy hứng thú. Chương 507, khác tranh đấu. Ngươi đối với ta cảm thấy hứng thú, ta có thể một điểm đều cảm giác không đến vui vẻ, ta xem ngươi tối thiểu có cùng một vạn người đàn ông trải qua đi. Xách xách xách, đây thật là cái đồ sộ chữ số. Diệp Thần Phong thuận miệng trêu đùa. Angelina tuy rằng phải dựa vào hấp thu nam nhân tinh nguyên nhắc tới thăng thực lực, thế nhưng nàng kiêng kỵ nhất tựu là người khác nhắc tới cái này kiện sự tình, lại nói cho dù nàng như thế nào đi nữa phóng đáng. Cũng căn bản không có cùng một vạn người đàn ông phát sinh loại quan hệ đó ni. Cho nên Diệp Thần Phong cái này thuần túy là trần trụi cười nhạo. Angelina sắc mặt hơi âm trầm xuống, một đôi diêm dúa lòe lòe đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói rằng, ta nghĩ ngươi sẽ vì ngươi đã nói lời nói trả giá phải có giá cao, cái này thế giới người không có bất kỳ một cái nào nam nhân, có thể chạy ra ta Angelina lòng bàn tay, mà ngươi cái này người nước hoa cũng không ngoại lệ. Lẽ nào ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Ta đối với ngươi loại nữ nhân này căn bản không có hứng thú, nhìn đến ta ngươi đã nghĩ muốn nôn mửa, một nghĩ đến thân thể của ngươi bị vô số nam nhân cấp sờ qua, ta ngay cả đụng ngươi thoáng cái đều ngại bẩn. Diệp Thần Phong xì mũi coi thường nói rằng, kỳ thực có trời sinh mi cốt nữ nhân, sinh ra thì có một trương hoàn mỹ khuôn mặt, Angelina đúng nam nhân sức dụ dỗ là tuyệt đối không thể nghi ngờ, Diệp Thần Nguyên do nói như vậy. Chỉ là muốn phân tán hắn sự chú ý của mình, sợ không nghĩ qua là cùng Angelina đạo. Angelina lúc này là thật cơn giận dữ dâng trào, bất quá, đương nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong nửa người dưới đứng thẳng tiểu huynh đệ sau, trên mặt của nàng lần thứ hai khôi phục nụ cười mê người, thanh âm tê dại nói rằng thân thể của ngươi đã bán đứng ngươi, thế nào? Có muốn hay không tỉ tỉ những ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút, ngươi nhất định rất muốn cùng tỉ tỉ ta thân thiết đi. Tỷ tỷ ta nhất định những ngươi hưởng thụ được cái này trên thế giới không có gì sánh kịp thoải mái cùng sảng khoái. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi hô hấp biến được dồn dập, ánh mắt có chút phiêu hốt không chừng lên, trong lòng lập tức im lặng đọc một lần tĩnh tâm chú, tài có thể đủ ổn định lại tâm thần, mà đứng tại bên cạnh hắn Vương Lực, Abbott chúng nhân, hoàn toàn bị lạc tâm trí, sùng sục. Sùng sục, sùng sục, trong cổ họng bọn họ liều mạng nuốt nước bọt. Dưới chân bước chân chậm rãi hướng Angelina đi tới. Diệp Thần Phong biết tiếp tục như vậy đều không phải biện pháp, phải trước phải giải quyết hết Angelina, Vương Lực cùng Abbott chúng nhân mới có thể khôi phục thần trí. Khẩu trung mắng to, người cái nhượng người buồn nôn nát phụ nữ nhân, trên người một luồng hôi nách vị, tự người cái này phó đức hạnh còn muốn câu dẫn nam nhân. Ta xem tẩy phát điếm trong tiểu thư đều so ngươi tới sạch sẽ nhiều. Angelina một lần lại một lần bị Diệp Thần Phong nhục mạ. Tuy rằng nàng đích thật là một cái phóng đãng nữ nhân,
thế nhưng có nữ nhân nào có thể chịu được Diệp Thần Phong như vậy nhục nhã nhân? Khóe miệng nàng lộ ra một vòng lãnh diễm dáng tươi cười, nói rằng, người nước hoa. Nếu ngươi muốn tìm chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói, thân thể chi thượng không có bất luận cái gì che đậy vật Angelina, hướng Diệp Thần Phong vào tới, bộ ngực hai ngọn núi không ngừng trên dưới lay động, tốc độ của nàng đặc biệt cực nhanh, nhanh đến liền Diệp Thần Phong đều thiếu chút nữa có chút phản ứng không kịp. Diệp Thần Phong chỉ nghe đến một làn gió thơm bay vào hắn trong lỗ mũi. Dưới chân bước chân theo bản năng đi phía trái chắc di động 5-6 bước. Cái này mới tránh thoát Angelina công kích, cùng một cái toàn thân không có xuyên bất luận cái gì y vật, hơn nữa còn là trời sinh mi cốt nữ nhân tranh đấu. Cái này thì phi thường khảo nghiệm nam nhân định lực. Mặc dù nói Diệp Thần Phong sinh lý thượng phản ứng càng tới càng rõ ràng, nhưng là ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối một phiến sáng sủa, có thể đây cũng là một loại đặc biệt thống khổ dày vò. Huống hồ Diệp Thần Phong thực lực chỉ khôi phục hơn phân nửa, tại dưới tình huống này, hắn căn bản liền hơn phân nửa thực lực cũng không phát huy ra được, nhiều nhất là phát huy ra một nửa thực lực tới. Thế nào, tiểu đệ đệ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp nga, tỷ tỷ nhưng là sẽ rất thương yêu ngươi. Angelina nhìn đến Diệp Thần Phong nhẫn nại dáng dấp, ngọc thủ che tươi đẹp ướt át môi. Cười duyên hai tiếng nói rằng. Ta Diệp Thần Phong còn không có luân lạc tới cần nhờ ngươi loại nữ nhân này để giải quyết sinh lý nhu cầu. Xé kéo, một tiếng, Diệp Thần Phong tướng y phục trên người cấp xé rách, lột xuống một khối vải tới, tướng vải che lại mắt, trong cơ thể cửu cấp linh hồn lực phóng ra ngoài, dựa vào linh hồn lực cảm giác hết thảy chung quanh, tại trước mắt một phiến hắc ám sau đó, Diệp Thần Phong tâm càng bình tĩnh, có thể tướng hơn phân nửa thực lực, 100% phát huy được. Che lại mắt. Ngươi vẫn có thể đánh thắng ta sao? Ta để ngươi biết cái gì tài là thực lực. Angelina gặp Diệp Thần Phong còn là như vậy không biết tốt xấu, lập tức lại hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, mạnh mẽ một quyền hướng Diệp Thần Phong ngực ném tới. Cửu cấp linh hồn lực phóng ra ngoài sau, hết thảy chung quanh đều tại Diệp Thần Phong nhận biết chung, hắn cũng không chút do dự huy đánh một quyền, phanh. Một tiếng, hai quyền đụng nhau. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lui về phía sau hai bước, mà Angelina dưới chân bước chân lui về phía sau 5-6 bước, với lại nàng cái kia cùng Diệp Thần Phong đúng quyền cánh tay làm đau không gì sánh được, ánh mắt biến được ngưng trọng, phải biết rằng nàng một nữ nhân có thể trở thành thôn vệ đế quốc tại M quốc người phụ trách, thực lực tại toàn bộ thôn vệ đế quốc chung tuyệt đối không tính là yếu, mà lúc này nàng rõ ràng biết mình không phải là trước mặt cái này người nước hoa đối thủ. Tại Angelina suy nghĩ thời gian, lúc này Diệp Thần Phong chủ động phát khởi công kích, đưa hắn có thể phát huy được thực lực, phát huy đến cực hạn, Angelina chỉ có thể một lần lại một lần tránh né. Nếu như Diệp Thần Phong tại thời kỳ toàn thịnh lời nói, phải giải quyết Angelina cũng sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian, chỉ là hiện tại hắn chỉ có thời kỳ toàn thịnh hơn phân nửa thực lực. Angelina là đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn một bên Vương Lực cùng Abbott chúng nhân, mắt đều trực câu câu nhìn chằm chằm. Angelina bởi né tránh, mà lên hạ phập phòng bộ ngực. Angelina biết như thế đi xuống điều không phải biện pháp, huống hồ kỳ thực chỗ này tụ tập địa bên trong không có bao nhiêu thôn vệ đế quốc thành viên, nàng rất nhiều thủ hạ đều bị nàng phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, lúc này thật là nàng sơ suất quá, nàng dùng vì cái này trên thế giới không có bất kỳ một cái nào nam nhân có thể chống lại ở mị lực của nàng, nếu như nàng không tướng tụ tập địa cơ quan bên trong triệt hồi lời nói. Cho dù Diệp Thần Phong bọn họ cuối cùng có thể đi đến nơi đây, sợ rằng trên người cũng hội thụ thương rất nặng. Mà lúc này cùng Diệp Thần Phong kế tục đấu nữa thì phi thường không lựa chọn sáng suốt, Angelina trong lòng đã có tránh lùi ý nghĩ, nàng biết bằng vào chỗ này tụ tập địa trong người, liên hợp lại cũng nói không nhất định không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, nàng không muốn mạo hiểm nữa, chờ sau này sẽ tìm đến Diệp Thần Phong, tướng hôm nay chi thủ báo, cũng giống như nhau. Angelina thân thể không ngừng đi phía trái biên trên vách tường thối lui, bên trái trên vách tường có một nút màu đỏ, Angelina không chút do dự đè xuống, đương nút màu đỏ bị đè xuống về phía sau, toàn bộ cực đại trong không gian vang lên còi báo động chói tai, cái này là Angelina nhắc nhở chỗ này tụ tập địa trong cái khác người tín hiệu rút lui. Tại nút màu đỏ đè xuống về phía sau, không riêng gì vang lên tiếng cảnh báo, bên trái trên vách tường thình lình tự động khai xuất cùng nhau cửa ngầm. Angelina thật nhanh chui vào phiến cửa ngầm chung, tại Angelina tiến nhập cửa ngầm chung sau, cửa ngầm lại thật nhanh đóng cửa.
Diệp Thần Phong chưa kịp đi vào phiến cửa ngầm chung, tướng che lại mắt phải lấy xuống, nghe chu vi còi báo động chói tai, hắn không dự định đánh vỡ trước mặt cửa ngầm, kế tục truy đuổi Angelina, có câu không phải là nói rất tốt sao. Giặc cùng đường không truy, huống hồ hiện tại Diệp Thần Phong cũng đều không phải trạng thái tốt nhất, ai biết đạo có thể hay không trùng Angelina cạm bẫy. Tại Angelina sau khi rời đi, tất cả mọi người tại chỗ đều khôi phục thần trí, Vương Lực cùng Abbott chúng nhân, nghĩ khởi vừa rồi đúng Angelina say mê, trong lòng tự một trận nghĩ mà sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa rồi bọn họ cũng cảm giác mình hình như là mất phương hướng tâm trí, nhìn chấm đất thượng tên bị Angelina hút khô rồi tinh nguyên những quốc gia khác tinh anh, nếu như điều không phải có Diệp Thần Phong tại ở đây, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ rơi vào kết cục này đi. Diệp Thiên Sinh, lần này nhờ có người ở đây à. Ngươi nhìn chúng ta bây giờ là điều không phải muốn tướng thôn vệ đế quốc chỗ này tụ tập địa lục soát một chút. Nhìn có thể không thể đủ tìm được một ít về thôn vệ đế quốc hữu dụng đầu mối. Abbott đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, khách khí hỏi. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, hiện tại chúng ta phải muốn lập tức rời đi nơi này, nếu không chúng ta cũng phải muốn không có mệnh. Diệp Thần Phong biết tượng loại địa phương này khẳng định có tự hủy trang bị, nếu Angelina rời đi nơi này, như vậy nàng sẽ làm Diệp Thần Phong đám người ở đây nơi lục soát sao? Đáp án rất rõ ràng cho thấy sẽ không. Chương 508, lấy lòng. Abbott tiên sinh, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đem chúng ta từ lồng sắt chung làm ra đi. Bị giam tại bốn cái to lớn lồng sắt chung M quốc trung niên nam nhân, tại Angelina sau khi rời khỏi, cũng đồng dạng khôi phục thanh tỉnh, vì vậy lập tức hướng Abbott hô đạo. Abbott đi đến lồng sắt trước. Nhìn chu vi tỉnh không có tìm được mở lồng sắt chìa khóa, dùng cánh tay dùng sức lôi kéo lồng sắt tráng kiện lan can, căn bản liền mảy may đều hám không nhúc nhích được, hỏi các ngươi có biết hay không mở lồng sắt chìa khóa để ở nơi đâu. Bốn cái bị giam tại lồng sắt trung M quốc trung niên nam nhân đồng thời lắc đầu, Diệp Thần Phong biết không có thể đủ tại ở đây làm lỡ thời gian, trực tiếp đi tới lồng sắt trước, trong cơ thể tụ tập cửu cấp linh hồn lực, hai bàn tay phân biệt cầm hai căn lồng sắt thượng lan can. Dùng sức hướng tới hai bên lôi khai tới, chỉ nghe thấy rát, 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 kim trúc biến hình thanh âm, lồng sắt thượng hai căn tráng kiện lan can trong lúc đó khe hở, trong nháy mắt bị Diệp Thần Phong cấp kéo đại, đủ để nhượng bị giam tại lồng sắt chung người đi ra. Kế tiếp, Diệp Thần Phong lại cùng dạng tướng còn lại ba cái lồng sắt thượng lan can trong lúc đó khe hở cấp kéo đại, còn lại ba cái lồng sắt chung M quốc trung niên nam nhân cũng thuận lợi từ lồng sắt chung đi ra. Cái này bốn cái M quốc trung niên nam nhân, sôi nổi dùng ánh mắt bất khả tư nghị đánh giá Diệp Thần Phong, nghĩ khởi vừa rồi Diệp Thần Phong không bị nữ ma vương Angelina ảnh hưởng, bọn họ đúng Diệp Thần Phong càng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này bốn cái M quốc trung niên nam nhân dùng sức sẹo hoa hạ quốc ngữ, nói rằng cái này vị hoa hạ quốc bằng hữu, chúng ta thật đặc biệt cảm tạ ngươi, ngươi. Diệp Thần Phong trực tiếp cắt đứt bọn họ lời nói rằng, bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời gian, chúng ta được phải nhanh rời đi nơi này. Cái này vị hoa hạ quốc tiên sinh, vậy có phải hay không trước hết để cho chúng ta tìm được một cái có thể mặc quần áo? Chúng ta như vậy không có xuyên y phục đi ra ngoài, sợ rằng không quá thỏa đáng đi. Bốn gã M quốc trung niên nam nhân chung, một người trong đó mở miệng nói rằng, ba người khác cũng tán đồng điểm gật đầu, bọn họ nói như thế nào tại M thủ đô là hưởng đồ cầm chính là nhân vật. Cái này phó dáng vẻ chật vật bị người khác thấy được, chẳng phải là muốn trở thành M quốc buồn cười lớn nhất. Nếu như các ngươi không muốn chết tại nơi này, tự lập tức theo chúng ta ly khai, đến lúc này còn nghĩ muốn xuyên y phục. Diệp Thần Phong không nhiều lời nữa, dẫn đầu đi ra ngoài bôn chạy ra ngoài. Vương Lực đẳng một đám minh vương tổ thành viên theo sát phía sau, kế tiếp Abbott chúng nhân cũng đi theo, bốn gã M quốc trung niên nam nhân sắc mặt hết sức khó coi. Trong lòng đúng Diệp Thần Phong ấn tượng tốt biến mất không còn chút nào, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ đi theo. Rời đi tốc độ rõ ràng muốn so tiến đến tốc độ tăng nhanh không ít, may mà Angelina không có tướng đóng cơ quan lần thứ hai mở. Có lẽ là Angelina cũng không kịp mở cơ quan, Diệp Thần Phong chúng nhân rất nhanh đi tới chỗ dưới bàn chân có dung nham địa phương, bất quá, có thể là vừa rồi Angelina triệt tiêu cơ quan, ở đây lại khôi phục được nguyên dạng. Diệp Thần Phong chúng nhân thông suốt vào tới. Đường cũ trở về, Diệp Thần Phong bọn họ đã không lại thận trọng.
đều là tướng tốc độ phát huy đến cực hạn. Không bao lâu, Diệp Thần Phong bọn họ liền đi tới, Ngô Quốc Thiên cùng hai gã binh vương tổ thành viên dừng lại địa phương. Diệp Thần Phong trực tiếp nói, Ngô lão đầu, chúng ta vội vàng được phải ly khai cái chỗ này, ở đây nói không như nhau định rất nhanh thì hội sụp đổ. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, mặt đất mà bắt đầu rung rung lên, đỉnh đầu không ngừng hạ xuống bụi tới, Ngô Quốc Thiên không có hỏi nhiều cái gì. Hắn cũng biết bây giờ không phải là câu hỏi thời gian, theo sau Diệp Thần Phong chúng nhân ra bên ngoài đi. Cách đây chỗ thôn vệ đế quốc tụ tập địa xuất khẩu càng ngày càng gần. Mặt đất rung rung cũng càng tới càng lợi hại, hai bên trên vách tường bắt đầu xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. Rất nhiều cục gạch khối đều từ trên vách tường rơi xuống xuống, bây giờ đối với cho Diệp Thần Phong bọn họ tới nói thật là giành giật từng giây. Lối ra cầu thang ánh vào mi mắt, cái này mới để cho Diệp Thần Phong thở dài một hơi, Diệp Thần Phong đạp cầu thang người thứ nhất liền xông ra ngoài, kế tiếp là binh vương tổ thành viên, lại kế tiếp là Abbot chúng nhân, cuối cùng là bốn gã M quốc trung niên nam nhân. Tại mọi người vừa ly khai thôn vệ đế quốc chỗ này tụ tập địa một giây đồng hồ, chỉ nghe thấy oanh. Một tiếng vang thật lớn, từ nơi này chỗ tụ tập địa cửa vào chỗ truyền ra, trên mặt đất chợt lắc lư đủ có một phút, cửa vào chỗ liên tục bốc lên ra sương mù màu trắng cùng bụi, nên là chỗ này tụ tập địa bên trong làm nổ trang bị tạo thành. Vương Lực, Abbot chúng nhân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vào khẩu chỗ yên vụ, mà bốn gã M quốc trung niên nam nhân, khẩu trung sôi nổi thở hổn hển. Nếu như vừa rồi bọn họ thật đi tìm y phục mặc lời nói, sợ rằng ngày hôm nay bọn họ khẳng định sẽ chết tại chỗ này tụ tập địa bên trong. Buồn cười chính là bọn hắn mới vừa rồi còn đúng Diệp Thần Phong cách làm bất mãn vô cùng. Diệp Thần Phong lại coi như là cứu bọn họ một mạng, vừa bọn họ trong lòng đúng Diệp Thần Phong sinh ra tâm tình, lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Bọn họ đem Diệp Thần Phong là cho rằng bản thân chân chính ân nhân cứu mạng. Cái này bốn gã M quốc trung niên nam nhân đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, đặc biệt cung kính tự giới thiệu mình một phen, một tên trong đó khá là gầy gò M quốc trung niên nam nhân tên là Lister, là Sanofi gia tộc bây giờ gia chủ, một gã khác giữ lại dâu quai nón M quốc trung niên nam nhân tên là Leonard, là Gambier gia tộc bây giờ gia chủ, còn có một tên ngực có một hình xăm M quốc trung niên nam nhân tên là Machangsi. Là Miss gia tộc bây giờ gia chủ, một tên sau cùng hình thể nhất to tráng M quốc trung niên nam nhân tên là Sydney. Là Ikerlan gia tộc bây giờ gia chủ. Diệp Thần Phong cũng giản lược tự giới thiệu mình một lần, Lister trước hết đúng Diệp Thần Phong bày tỏ áy náy, nói rằng, Diệp tiên sinh, chuyện mới vừa rồi ta Lister thật muốn nói với ngài tiếng xin lỗi, là ta hiểu lầm Diệp tiên sinh ý của ngài. Diệp tiên sinh, cũng thỉnh ngài tiếp thu ta Leonard chân thành xin lỗi. Ta ngày hôm nay có thể chạy ra địa phương quỷ quái này, kỳ thực còn đều là Diệp tiên sinh công lao của ngài. Leonard cũng lập tức mở miệng nói rằng, Diệp tiên sinh, sau đó tại M quốc cần dùng nhận được chỗ của ta, ta Ma Trang Si tuyệt đối không hội chối từ, ta cái mạng này là Diệp tiên sinh ngài cứu ra. Ma Trang Si nói thật, đúng, Diệp tiên sinh, tại M quốc ta Sydney cũng là có một ít ảnh hưởng lực, khác không dám nói, thế nhưng tại thế lực dưới đất phương diện. Có thể nói tứ đại gia tộc là M quốc thế lực dưới đất người thống trị. Sydney cũng mở miệng nói rằng. Đúng, Leonard, Ma Trang Si, Sydney, chúng ta ngày kia tổ chức một hồi yến hội làm sao? Mời tại M quốc thế lực dưới đất trung nhân vật có mặt mũi đều trình diện, đến lúc đó chúng ta đem Diệp tiên sinh giới thiệu cho bọn họ nhận thức, đỡ phải sau đó có người nào không trường mắt ra hỏa, dám đắc tội Diệp tiên sinh. Lister đề nghị. Còn lại ba người đều đặc biệt tán thành, đưa ánh mắt về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong trước kia đúng loại chuyện này nhất định là không có hứng thú, thế nhưng hắn nghĩ đến Lý Á Quốc, cái này đều không phải vừa vặn có thể giúp Lý Á Quốc một tay sao. Nhưng Lý Á Quốc tại M quốc chân chính quật khởi, dù sao Lý Á Quốc đã nhận được Diệp Thần Phong nhận đồng. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nói rằng tốt, ngày kia ta sẽ đúng giờ tham gia yến hội. Lister bọn bốn người nghe được Diệp Thần Phong đồng ý sau đó, bốn người khuôn mặt đồng thời lộ ra vui sướng thần tình, Leonard nói rằng, Lister, các ngươi Sanofi gia tộc đều không phải tại thủ đô có một tòa lớn vô cùng trang viên mà. Ta xem ngày kia yến hội là ở chỗ này cử hành đi. Đằng trở về ta cũng hội dẫn người tự mình qua tới giúp ngươi chuẩn bị mở. Lister đương nhiên là một tiếng đáp ứng xuống, nói rằng, Diệp tiên sinh. Ngày kia ta sẽ phái người đúng giờ tới đón ngài đi qua.
Lister, ngày kia ta khả năng cũng tới Tấu Vô giúp vui, đến lúc đó không biết các người có hoan nghênh hay không. Abbott mở miệng nói rằng, hắn nguyên do quyết định muốn đi ngày kia yến hội, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần Phong nguyên nhân. Lister bọn bốn người đều là người thông minh, bọn họ biết Abbott không thể có thể bởi vì bọn họ mà đi tham gia yến hội, dù sao Abbott tại M quốc chính phủ cũng có địa vị tương đối cao, như vậy Abbott chỉ khả năng bởi vì Diệp Thần Phong nguyên nhân, mà đi tham gia ngày kia yến hội, trong lúc nhất thời, Lister bọn bốn người đúng Diệp Thần Phong là càng coi trọng. Tới thời gian là đại đội nhân mã, lúc rời đi lại trở thành thật lưa thưa nhiều. Thế này người, thật là thế sự khó liệu a. Bất quá, ly khai nguyên thủy xâm lâm, người sống muốn nhẹ nhõm nhiều, lại đang nguyên thủy xâm lâm trong dựng trướng bồng ngủ một đêm, ngày thứ hai Diệp Thần Phong chúng nhân bình an vô sự đi ra nguyên thủy xâm lâm. Chương 509, chủ động đưa tới cửa. Đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh dương quang bắn phá tầng mây sái hướng đại địa thời gian, nằm ở trên giường trong ngực ôm Ninh Vũ Đình Diệp Thần Phong, trên trán Ninh Vũ Đình khinh khẽ hôn một cái, sau đó, vươn người một cái, từ trên giường bò dậy. Thôn phệ đế quốc tại M quốc chỗ tụ tập địa, xem như là bị hoàn toàn phá hư hết, bất quá, người phụ trách Angelina lại là trốn, Diệp Thần Phong có dự cảm sau này khẳng định còn có thể cùng Angelina gặp gỡ. Hôm nay là Lister, Leonard, Machangsi cùng Sydney. Cái này bốn cái M quốc thế lực dưới đất trung bá chủ là Diệp Thần Phong tổ chức hiến hội ngày, nguyên bản Lister là muốn phái người tới đón Diệp Thần Phong, có thể cuối cùng vẫn là bị Diệp Thần Phong cự tuyệt, hắn cũng không là một cái thích chú ý phô trương người, chỉ là hỏi Lister muốn một cái địa chỉ. Diệp Thần Phong nguyên do nguyện ý đi tham gia cái hiến hội này, thuần túy chỉ là muốn giúp Lý Á Quốc một tay, nhượng Lý Á Quốc từ nay về sau có thể tại M quốc ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Diệp Thần Phong vốn là muốn Lý Á Quốc mang về Hoa Hạ Quốc phát triển, thế nhưng Lý Á Quốc dù sao cũng là tại M quốc lớn lên, nếu như có thể nhượng Lý Á Quốc tại M quốc quật khởi, như vậy thì không thể tốt hơn. Diệp Thần Phong nhìn nằm ở trên giường, chậm rãi mở đôi mắt đẹp Ninh Vũ Đình, vừa cười vừa nói, Vũ Đình, đẳng sự tình hôm nay xong xuôi, phỏng chừng chúng ta ngày mai là có thể hồi Hoa Hạ Quốc, ta tiểu thúc cùng muội muội ngươi ngày đại hôn sắp đến. Nếu là chúng ta liền bọn họ hôn lễ cũng không đuổi kịp, còn thật không biết bọn họ hai cái muốn thế nào bẩn thỉu chúng ta đây. Ninh Vũ Đình khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, chỉ cần cùng Diệp Thần Phong sống chung một chỗ, nàng cũng cảm giác đặc biệt an tâm, nói rằng, Thần Phong. Tại M quốc mấy ngày nay thời gian, ta thật rất hạnh phúc, bởi vì mỗi ngày đều có thể cùng với ngươi. Ninh Vũ Đình cái này ra mặt mỏng thiếu phụ, cực kỳ nói một câu lời tâm tình. E thẹn đôi má hơi phím hồng. Diệp Thần Phong giang hai cánh tay ôm Ninh Vũ Đình, một phen hôn nồng nhiệt sau đó, ôn nhu nói, người cái này ngốc nữ, chờ ta đem chuyện nên làm đều xong xuôi, sau đó chúng ta mỗi ngày đều có thể dính cùng một chỗ. Sáng sớm cùng Ninh Vũ Đình một phen ôn tồn sau đó, Diệp Thần Phong đi tới tửu điếm trong phòng ăn. Hắn ngày hôm qua cùng Lý Á Quốc hẹn xong tại trong phòng ăn gặp mặt, đương Diệp Thần Phong đi tới trong phòng ăn thời gian. Lý Á Quốc đã bang Diệp Thần Phong điểm tốt bữa sáng. Diệp huynh đệ, ngày hôm nay ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi tham gia cái gì yến hội? Lý Á Quốc tò mò nghi vấn hỏi, ngày hôm qua Diệp Thần Phong tịnh không có đúng Lý Á Quốc giải thích thêm cái gì. Cho nên Lý Á Quốc cũng không biết Diệp Thần Phong là M quốc tứ đại gia tộc gia chủ ân nhân cứu mạng. Ngày hôm nay chúng ta muốn đi chính là cái này địa phương. Diệp Thần Phong tướng một chương viết cặn kẽ chỉ tờ giấy đưa cho Lý Á Quốc. Lý Á Quốc nhận lấy vừa nhìn, sắc mặt hơi có chút biến hóa, nói rằng, Diệp huynh đệ, cái này hình như là Sanofi gia tộc tại thủ đô một chỗ trang viên địa chỉ, người xác định chúng ta thật muốn đi nơi nào. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nói rằng, Lý ca, lẽ nào ngươi không muốn bồi ta đi sao? Ngươi yên tâm đi, ngày hôm nay không có người có thể động được chúng ta. Diệp huynh đệ, người cái này là nói cái gì lời nói? Ta Lý Á Quốc cái mạng này không đáng giá bao nhiêu tiền, huống chi tại rất nhiều người trong mắt ta Lý Á Quốc nhiều nhất chính là một cái phế vật, coi như là long đàm hổ huyệt, chỉ cần Diệp huynh đệ ngươi mở miệng, ta làm theo hội cùng ngươi đi một chuyến. Lý Á Quốc thản nhiên nói, mấy ngày nay hắn một bước cũng không có rời đi tửu điếm trong, người Hoa Bang cùng Zayami gia tộc người cũng không có tìm tới cửa. Loại cuộc sống này nhượng hắn cảm giác đặc biệt chán chường. Lý ca, đi nơi nào ngươi tự sẽ minh bạch hết thảy,
đây là ta chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ. Ta biết ngươi thói quen tại M quốc sinh hoạt, cho nên ta sẽ nhường ngươi ở đây M quốc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, những cái khác người cũng không dám. Nữ xưng hô ngươi là kẻ bất lực, Diệp Thần Phong đặc biệt khẳng định nói. Lý Á Quốc nhìn Diệp Thần Phong một đôi tràn ngập tự tin đôi mắt, gặp Diệp Thần Phong hiện tại không có muốn đối với hắn giải thích nguyên do trong đó, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Dù sao hắn biết Diệp Thần Phong khẳng định đều không phải một người bình thường, vì vậy tự an tâm ăn điểm tâm. Ăn xong cơm sáng sau, Diệp Thần Phong cùng Lý Á Quốc đi ra tửu điếm, ngày hôm qua Diệp Thần Phong nhường Ngô Quốc Thiên làm một chiếc Mercedes-Benz xe có rèm che. Lý Á Quốc ngồi trên chủ điều khiển, Diệp Thần Phong ngồi trên vị trí kế bên tài xế, xe chậm rãi phát động, hướng Sanofi gia tộc trang viên chạy tới. Tại Diệp Thần Phong cùng Lý Á Quốc đi hướng tới Sanofi gia tộc trang viên thời gian, lúc này, Sanofi gia tộc trong trang viên, cũng sớm đã là người đến người đi, có thể tới tham gia ngày hôm nay trận này yến hội người, tại M quốc đều là nhân vật có mặt mũi. Trong đó M quốc thủ đô người Hoa Bang hội trưởng Triệu Bồi Nguyên, cùng với phụ thân của Lý Á Quốc Lý Hồng Giang, cùng Lý Á Quốc hai người ca ca Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam đều tới tham gia hôm nay trận này yến hội. Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ hai cái này ăn mặc đặc biệt diễm lệ thiếu phụ, phân biệt dịu ngoan kéo Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam cánh tay, nguyên vẹn sắm vai một cái tốt thê tử nhân vật. Miami gia tộc gia chủ Hillary, đứng ở Triệu Bồi Nguyên đám người hai bên trái phải, bởi vì con trai của hắn bị Diệp Thần Phong giết chết, đến ngày hôm nay tâm tình của hắn vẫn như cũ là đặc biệt không tốt, đáng hận hơn là mấy ngày nay bọn họ căn bản không có tìm được Diệp Thần Phong đám người hình bóng. Thiên là Miami gia tộc chỗ dựa, Sanofi gia tộc thành viên trung tâm bớt, trong tay bưng một ly rượu đỏ, đi tới Hillary đám người trước mặt, mở miệng nói rằng có tìm được hay không cái kia người nước Hoa. Nếu cựu hận này đã kết lại, như vậy chúng ta phải muốn đưa bọn họ thanh thản ra đi. Người Hoa Bang hội trưởng con trai của Triệu Bồi Nguyên, cũng là bị Diệp Thần Phong giết chết, mấy ngày nay hắn đang điên cuồng lục soát Diệp Thần Phong cùng Lý Á Quốc đám người tin tức. Nói rằng, bớt tiên sinh, chỉ cần xác định bọn họ không có ly khai M quốc, ta nghĩ chỉ cần chúng ta dùng nhiều một ít thời gian luôn có thể đủ tìm được bọn họ. Bớt cao ngạo điểm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Hồng Giang chúng nhân, nói rằng, Lý Hồng Giang tiên sinh, Lý Á Quốc là con của ngươi, mấy ngày nay lẽ nào hắn không có liên hệ ngươi sao? Nếu để cho ta đã biết con của ngươi liên lạc ngươi, ngươi lại cố ý ẩn giấu đi, như vậy ngươi nên biết hậu quả đi. Lý Hồng Giang sắc mặt hơi đổi một chút, Lý Hồng Giang con lớn nhất Lý Á Thiên, nói rằng, bớt tiên sinh, Lý Á Quốc có thể đã sớm điều không phải ba của ta con trai, huống chi hắn cũng không xứng làm chúng ta người của Lý gia, người nói chúng ta hội bao che như thế một cái kẻ bất lực mà. Đúng, bớt tiên sinh, thỉnh ngươi không nên đúng chúng ta có bất luận cái gì nghi kỵ, nếu như Lý Á Quốc xuất hiện ở trước mặt của ta, ta có thể lập tức một đao thống tử hắn. Hắn loại phế vật này lưu trên thế giới này cũng không hề gì dùng. Lý Hồng Giang nhị nhi tử Lý Á Nam nói rằng, Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ làm Lý Á Quốc đã từng yêu nữ bằng hữu, tại nghe đến mấy cái này về Lý Á Quốc ngôn ngữ sau, căn bản là thờ ơ, thậm chí khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Bớt hài lòng cười cười, nói rằng, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, nếu không chúng ta Sanofi gia tộc cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Bớt tiên sinh, tứ đại gia tộc tại sao sẽ ở ngày hôm nay tổ chức trận này yến hội? Nhưng lại khiến cho long trọng như vậy? Miami gia tộc gia chủ Hillary hỏi. Bớt nói rằng, ta cũng không nên rõ ràng cái này kiện sự tình, hình như là tứ đại gia tộc muốn vào hôm nay trận này yến hội thượng tuyên bố một cái chuyện trọng yếu phi thường, dù sao đẳng qua một hồi là có thể đã biết. Một chiếc Mercedes-Benz xe có rèm che chậm rãi đình tại Sanofi gia tộc trang viên cổng. Trang viên cổng có 6 gã gác đại môn bảo tiêu, Diệp Thần Phong từ trong túi lấy ra một chương kim sắc vé mời đưa tới. 6 gã bảo tiêu khi nhìn đến kim sắc vé mời sau, mặt nghiêm túc thượng lập tức bài trừ một vòng dáng tươi cười, bởi vì bọn họ Sanofi gia tộc gia chủ Lister đã phân phó, nếu có một cái cầm kim sắc vé mời người tới tham gia yến hội, cần phải khuôn mặt tươi cười đón chào, còn có tại trước tiên thông chi hắn. 6 gã bảo tiêu mời Diệp Thần Phong cùng Lý Á Quốc đi vào trong trang viên, nhìn đến 6 gã bảo tiêu cung kính dáng dấp, điều này làm cho Lý Á Quốc càng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn là ngây ngô tại tửu điếm trong, cũng không biết ngày hôm nay tại ở đây tổ chức yến hội là cái gì tính chất.
Mà khi Lý Á Quốc bước vào trang viên, nhìn đến trong trang viên tới tới đi đi người, hầu như đều là một ít khuôn mặt quen thuộc, những người này ở đây M quốc thế lực dưới đất chung có thể đều cũng có không nhỏ địa vị. Đường Lý Á Quốc trong lòng khiếp sợ thời gian, chung quanh tân khách cũng chú ý tới Lý Á Quốc, Zayami gia tộc thiếu gia bị giết cùng người Hoa Bang con trai của hội trưởng bị giết, cái này kiện sự tình đã tại thủ đô thế lực dưới đất chung truyền ra, trong lúc nhất thời, vô số hai ánh mắt đều tập trung vào Lý Á Quốc trên người. Bọn họ nhận được tin tức là Lý Á Quốc cấu kết ngoại nhân, đã không phải là người Hoa Bang thành viên, cho nên theo bọn họ ngày hôm nay Lý Á Quốc xuất hiện ở nơi này, không phải là mình chủ động đưa tới cửa. Tự tìm đường chết mà. Chương 510, một cái lựa chọn, cải biến suốt đời. Sanofi gia tộc trong trang viên, đông đảo tại M quốc thế lực dưới đất chung có chút thân phận nhân vật, nhìn về phía Lý Á Quốc trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng trào phúng. Lý Á Quốc phế vật tên, tại M quốc thủ đô thế lực dưới đất trong vòng thị phi thường nổi danh, rất nhiều người đều không nghĩ ra Lý Á Quốc ngày hôm nay thế nào có dũng khí đứng ở chỗ này. Cái này Lý Á Quốc không phải là bị đuổi ra người Hoa Bang sao? Có người nói hắn cấu kết giết chết Zayami gia tộc thiếu gia cùng giết chết người Hoa Bang con trai của hội trưởng hung thủ, phế vật này lúc nào có loại dũng khí này? Đứng tại Lý Á Quốc bên cạnh cái kia Hoa Hạ Quốc thanh niên nhân là ai? Chẳng lẽ hắn chính là người Hoa Bang cùng Zayami gia tộc vẫn đang tìm cái kia hung thủ? Ta xem 8 phần 10 là được, ngày hôm nay trận này yến hội là tứ đại gia tộc liên hợp tổ chức, huống chi Zayami gia tộc phía sau có Sanofi gia tộc chỗ dựa, mà nơi đây lại là Sanofi gia tộc trang viên, Lý Á Quốc cùng cái kia Hoa Hạ Quốc thanh niên hôm nay sợ rằng là đi không ra nơi này. Ta xem hai người kia chính là không biết sống chết, cũng dám tại trường hợp này xuất hiện. Người nước Hoa chính là thích làm không biết tự lượng sức mình sự tình. Đợi một lát chúng ta có thể chờ xem kịch vui. Chu vi hơi ẩm ý tiếng nghị luận truyền vào Diệp Thần Phong cùng Lý Á Quốc tai trong, Lý Á Quốc tim đập không tự chủ được tăng nhanh, bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu, khi hắn nhìn đến Diệp Thần Phong khuôn mặt bình tĩnh thần sắc sau, trong miệng hắn chậm rãi hộc ra một hơi thở, không vì cái gì khác, đơn giản là hắn tin tưởng Diệp Thần Phong. Sanofi gia tộc chỗ này trang viên chỗ sâu nhất, có một gian trang hoàng đặc biệt xa hoa gian phòng, ở đây đều không phải tùy tiện người có thể đi tới. Mà giờ khắc này, Sanofi gia tộc gia chủ Lister, Gambier gia tộc gia chủ Leonard, Miss gia tộc gia chủ Machangsi cùng Ireland gia tộc gia chủ Sydney, cái này bốn cái tại M quốc thế lực dưới đất trung nhân vật hô phong hoán vũ, ngồi ở trong phòng một chương ghế salon bằng da thật. Bốn người bọn họ bàn tay chung phân biệt cầm một chỉ cốc có chân dài, trong ly đảo giá cả xa xỉ rượu đỏ, một bên chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lister để ly rượu trong tay xuống, nhận khởi điện thoại, cái này thông điện thoại là trang viên cửa bảo tiêu đánh tới, hướng Lister hồi báo Diệp Thần Phong đến tin tức. Lister tại sau khi lấy được tin tức này, lập tức cúp điện thoại, đứng lên đúng còn lại ba người, nói rằng, Diệp tiên sinh đã đến trong trang viên. Chúng ta nhanh đi ra ngoài nghênh tiếp đi. Nghe vậy, Leonard, Machangsi cùng Sydney, trên mặt thần sắc lập tức biến được cung kính, không muốn tại nhiều làm lỡ, cho dù là một giây đồng hồ, sôi nổi đứng lên hướng tới bên ngoài phòng mặt đi. Mà cùng lúc đó, Diệp Thần Phong chính nhẹ nhõm thích ý hướng tới trang viên đại sảnh bước chậm mà đi, Lý Á Quốc tắc là có chút khẩn trương đi theo Diệp Thần Phong bên cạnh. Dọc theo đường đi khó tránh khỏi sẽ rất nhiều tân khách chỉ trỏ. Bất quá, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí không thèm để ý chút nào, tượng là bước chậm tại nhà mình trong vườn hoa giống nhau. Gì, ta nên điều không phải hoa mắt đi. Lý Á Quốc cùng cái kia hung thủ giết người làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Lý Á Quốc đại ca Lý Á Thiên rất xa nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Lý Á Quốc chính hướng bọn họ cái phương hướng này đi tới. Trải qua Lý Á Thiên vừa nói như vậy, Lý Hồng Giang, Lý Á Nam, Triệu Bồi Nguyên, Hillary cùng bước đẳng ánh mắt của người toàn bộ hướng cách đó không xa nhìn đã qua, khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Lý Á Quốc thân ảnh thời gian, Triệu Bồi Nguyên cùng Hillary khuôn mặt tức khắc leo lên vẻ mặt phẫn nộ, bọn họ hai cái nhi tử thế nhưng bị Diệp Thần Phong giết chết, lúc này gặp được giết chết con của bọn họ hung thủ. Bọn họ tâm tình hội không có ba động mới là lạ chứ. Sanofi gia tộc thành viên trung tâm bước, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Đi tới Diệp Thần Phong cùng Lý Á Quốc trước mặt, ngăn cản bọn họ đường đi của hai người,
nói rằng, hai người các ngươi còn thật là có can đảm đi tới nơi này. Ta xem ngày hôm nay các ngươi cũng không cần ly khai. Cút ngay, nếu không đợi một lát ngươi khẳng định sẽ hối hận. Diệp Thần Phong không hề sợ hãi quát dẹp đường. Bớt sắc mặt càng lạnh vài phần, nói rằng, người nước Hoa, người có biết hay không ở đây là địa phương nào? Nơi này là chúng ta Sanofi gia tộc trang viên, ta không biết người hôm nay là thế nào chui vào tới. Cũng không biết người mục đích tới nơi này đến cùng là vì cái gì. Bất quá, nếu tới, như vậy ngày hôm nay hai người các ngươi tự thanh thản ra đi đi. Bớt tiên sinh, nghìn vạn không thể đủ cứ như vậy sát bọn họ. Ta phải thật tốt dằn vặt bọn họ. Để cho bọn họ hai cái dở sống dở chết, nếu không ta không nuốt trôi khẩu khí này. Triệu Bồi Nguyên đứng ra tức giận nói rằng. Đúng, Bất tiên sinh, còn thỉnh ngài đưa bọn họ hai cái sinh tử giao cho chúng ta xử trí, trăm triệu không thể đủ tiện nghi hai người kia. Hillary cũng phụ họa nói. Lý Á Quốc, nể tính ngươi là Hồng Giang nhi tử phân thượng, ta có thể cho ngươi chết cái thống khoái, dù sao ngươi cũng đều không phải giết chết con ta cùng Hillary tiên sinh nhi tử hung thủ. Người sai tự sai tại không nên cùng hắn đứng chung một chỗ. Triệu Bồi Nguyên ngón tay chỉ hướng Diệp Thần Phong. Lý Á Quốc, người tự an tâm ra đi đi. Nể tình trên người ngươi chảy Lý gia huyết mạch, chúng ta hội an bài cho ngươi hậu sự, người cái phế vật lưu trên thế giới này cũng chỉ là lãng phí không khí mà thôi. Lý Á Thiên không cố kỵ chút nào giễu cợt nói. Lý Á Quốc, chúng ta nói ngươi là phế vật ngươi còn không nên không thừa nhận. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi cái này người toán cái gì đồ đạc. Cho dù hắn thân thủ so người bình thường đỡ thì thế nào. Tại người Hoa bang trước mặt, tại Zayami gia tộc trước mặt, tại Sanofi gia tộc trước mặt, hắn liền cái giám đều không tính là, ta xem ngươi thật là đầu óc có chuyện, mới có thể cùng cái này loại người đứng ở cùng đi. Lý Á Nam tâm tình không tệ nói rằng, ngươi cái tiểu xúc sinh, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, hy vọng kiếp sau mở to hai mắt làm người. Lý Hồng Giang hừ lạnh một tiếng nói rằng, hắn thấy Lý Á Quốc đứa con trai này, hiện tại phải muốn bỏ đi, lại nói tại ba cái nhi tử chung hắn đúng Lý Á Quốc phụ tử tình nhất mỏng. Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ hai cái này thiếu phụ, thân thiết kéo Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam cánh tay, mắt lạnh nhìn Hillary chúng nhân tướng Lý Á Quốc hướng tới tử lộ thượng bức bách, các nàng hai hiện tại thậm chí cảm giác lúc còn trẻ cùng Lý Á Quốc nói qua luyến ái, là một loại cực kỳ to lớn sỉ nhục. Càng xem Lý Á Quốc tự càng cảm thấy buồn nôn. Đối mặt phụ thân của hắn, hắn hai cái cùng cha khác mẹ ca ca, cùng với hắn đã từng yêu qua hai nữ nhân, Lý Á Quốc thân thể không kiềm hãm được run rẩy, nắm tay càng nắm càng chặt, trong lòng có loại khó diễn tả được bi phẫn, lẽ nào hắn Lý Á Quốc quyết định chỉ có thể làm một cái cúi đầu kẻ bất lực sao? Đúng lúc này, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Á Quốc vai, nói rằng, Lý ca, ngày hôm nay có ta Diệp Thần Phong cùng ngươi đồng tiến cùng lui, ngươi người huynh đệ này ta Diệp Thần Phong là nhận, còn nhớ rõ ta trước nói qua với ngươi lời nói sao. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi một phần kinh hỉ, những ngươi từ nay về sau có thể tại M quốc ngẩng đầu thẳng hung, không còn có người dám xưng hô ngươi là kẻ bất lực. Người nước Hoa, ngươi có phần cũng quá tự phụ đi. Cho tới bây giờ cái này thời gian ngươi lại vẫn tại phô trương. Thật cho là chúng ta Sanofi gia tộc trang viên là tốt như vậy đi tới sao? Bớt khinh thường cười lạnh nói. Ngươi, Diệp Thần Phong chỉ vào bớt, nói rằng, đợi một lát ngươi khẳng định hội hướng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Bất quá, ta Diệp Thần Phong từ trước đến nay là một cái đặc biệt mang thù người, ta tuyệt đối không hội đúng loại người như ngươi lưới khai một mặt. Diệp Thần Phong ánh mắt lại đang Lý Hồng Giang, Lý Á Thiên đám người trên người lần lượt tảo qua, nói rằng, về phần các ngươi, đợi một lát ta sẽ giao cho Lý ca xử trí. Diệp Thần Phong thấy được Lister, Leonard, Ma Chang Si cùng Sydney, tại hướng tới bọn họ bên này vội vàng đi tới, cho nên nói ngày hôm nay đối phó bớt, Triệu Bồi Nguyên, Hillary chúng nhân, căn bản tự không cần phải Diệp Thần Phong tự mình động thủ, tự nhiên có người hội đứng ra bang hắn thu thập những. Này nhảy nhót vở hài kịch. Lý Á Quốc có chút đờ đẫn nhìn Diệp Thần Phong. Đến bây giờ làm dừng hắn còn không biết Diệp Thần Phong con bài chưa lật là cái gì. Hắn nghi hoặc vừa rồi tại trang viên cửa bảo tiêu tại sao phải đúng Diệp Thần Phong như vậy cung kính. Lẽ nào Diệp Thần Phong cùng Sanofi gia tộc người nhận thức? Kỳ thực từ lúc trước đây Lý Á Quốc lựa chọn đứng tại Diệp Thần Phong bên này, tại thời điểm nguy hiểm cùng Diệp Thần Phong đồng tiến cùng lui thời gian,
tự quyết định Lý Á Quốc nhân sinh quỹ tích phát sinh cải biến. Cái này cải biến đối với Lý Á Quốc mà nói là hắn trong đời bước ngoặt, đối với hắn khi còn sống đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho nên nói một cái lựa chọn, cải biến hắn khi còn sống. Chương 511, mắt bị mù. Diệp Thần Phong chỉ dùng để lưu loát tiếng Anh tướng cái này lần cực kỳ hung hăng càn quấy lời nói ra khỏi miệng, đến đây tham gia ngày hôm nay trận này yến hội tân khách, tướng Diệp Thần Phong lời nói là nghe được nhất thanh nhị sở. Từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị hội tụ tại Diệp Thần Phong trên người, theo bọn họ cái này Hoa Hạ quốc thanh niên thật quá không biết tự lượng sức mình, lẽ nào hắn có thể tại Sanofi gia tộc trong trang viên nhấc lên cái gì cành hoa tới sao? Huống chi ngày hôm nay trận này yến hội là M quốc thế lực dưới đất trung tứ đại gia tộc liên hợp tổ chức, coi như là M quốc chính phủ muốn vào hôm nay tới nơi này làm cho phá hư, cũng phải trước muốn ước lượng hậu quả, cái này bề ngoài nhìn qua có chút trắng nõn người nước Hoa. Có tư cách gì tại ở đây để xuống cái này đẳng cuồng ngôn? Thảo nào cái này người nước Hoa có lá gan sát Sayami gia tộc thiếu gia cùng người Hoa bang hội trưởng con trai, đổi lại là ta, tuyệt đối không có dũng khí tới tự chui đầu vào lưới, càng chưa nói để xuống như thế một đống lớn ngoan thoại. Cái này người nước Hoa thuần túy chính là một người ngu ngốc, nếu như hắn ngày hôm nay có thể bình an vô sự đi ra ở đây, ta đem đầu của ta cắt xuống. Đúng vậy. Ngày hôm nay cái này người nước Hoa là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thương cảm cái kia kẻ bất lực Lý Á Quốc phải bồi hắn một chết đi, thật không biết Lý Á Quốc oát con vô dụng này là nghĩ như thế nào. Chung quanh tân khách lần thứ hai nghị luận, một đám dừng lại cước bộ, hoặc là nói chuyện với nhau, cùng đợi trận này vở kịch hay bắt đầu. Loại người như ngươi sống quả thực chính là vũ nhục chúng ta người nước Hoa chỉ số thông minh, bước tiên sinh hội quỳ xuống tới xin lỗi ngươi. Ngươi còn muốn đem chúng ta giao cho Lý Á Quốc cái này kẻ bất lực xử trí. Ngươi nên không sẽ là đầu chập mạch đi. Lý Á Quốc đại ca Lý Á Thiên khinh thường cười lạnh nói. Sanofi gia tộc thành viên trung tâm bớt, trước mặt mọi người từ bên hông móc ra một cây súng lục màu đen. Họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Thần Phong đầu, nói rằng ta bớt hội hướng ngươi cái này đê tiện người nước Hoa quỳ xuống. Ngươi có tin ta hay không hiện tại lập tức có thể một súng đánh bể đầu của ngươi. Diệp Thần Phong sắc mặt dần dần băng lạnh xuống, nói rằng, ta nhất không thích người khác dùng súng nhắm ngay đầu của ta, hơn nữa còn là tại như vậy gần cự ly, nguyên bản hay là ngươi vẫn có thể có kéo dài hơi tàn sống tiếp khả năng, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Diệp huynh đệ, một bên Lý Á Quốc lo lắng vừa định muốn nói, đã bị Diệp Thần Phong khoát tay áo cắt đứt, nói rằng, Lý ca, nhớ kỹ ta đã nói, từ hôm nay trở đi ta sẽ nhường ngươi ở đây M quốc ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Từ nay về sau không ai còn dám xưng hô ngươi là kẻ bất lực. Ta nói ngươi là điều không phải đầu thật có chuyện. Lẽ nào ngươi thấy không rõ lắm tình thế bây giờ sao? Thật không hiểu nổi Lý Á Quốc oát con vô dụng này làm sao sẽ nguyện ý cùng ngươi cùng chết. Lý Á Quốc nhị ca Lý Á Nam nói rằng. Kéo Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam cánh tay Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ. Mắt lạnh nhìn có chút hốt hoảng Lý Á Quốc. Trong lòng đều âm thầm đau khổ Lý Á Quốc chính là một cái kẻ bất lực. Cách đó không xa đang hướng tới Diệp Thần Phong cái này vừa đi tới, Lister, Leonard, Ma Chang-si cùng Sydney, đương bốn người bọn họ nhìn đến bước dùng súng lục nhắm ngay Diệp Thần Phong đầu thời gian, bốn cái tại M quốc thế lực dưới đất trung hô phong hoán vũ đại nhân vật, vậy mà liều lĩnh bôn chạy, trong đó Lister sắc mặt khổ sở nhất nhìn, bởi vì bước là hắn Sanofi gia tộc thành viên trung tâm. Lister, nếu là ngày hôm nay thủ hạ của ngươi nhà Diệp tiên sinh mất hứng. Có thể đừng trách ta Leonard không cho các ngươi Sanofi gia tộc thể diện. Đúng, Lister, ngươi bình thời là thế nào điều giáo thủ hạ? Thủ hạ của ngươi cũng dám khẩu súng khẩu nhắm ngay Diệp tiên sinh. Ngày hôm nay cái này kiện sự tình cho dù Diệp tiên sinh không truy cứu, ta Ma Chang-si cũng các ngươi phải Sanofi gia tộc cho ra một cái hoàn mỹ bàn giao tới. Lister, ta nghĩ ta tự không cần nói nhiều, Diệp tiên sinh là ta Sydney ân nhân cứu mạng. Hiện tại có người dùng súng nhắm ngay ta Sydney ân nhân, nếu như ta ngày hôm nay nhường hỗn đản này sống từ ta dưới mắt ly khai, ta Sydney từ nay về sau rời khỏi M quốc thế lực dưới đất. Lister một mặt chạy trốn, một mặt nghe bên cạnh ba nhân ngữ. Sắc mặt lúng túng nói, lẽ nào Diệp tiên sinh chỉ là của các ngươi ân nhân cứu mạng sao? Hắn cũng là ta Lister ân nhân cứu mạng, ngày hôm nay cái này kiện sự tình ta tuyệt đối sẽ xử lý tốt. Bớt. Người hỗn đản này, người để xuống cho ta súng.
Lister Tại sắp tới gần Diệp Thần Phong đám người thời gian, cổ họng trong điên cuồng giống giận một tiếng. Mọi người ở đây nhìn đến tứ đại gia tộc gia chủ thở hổn hển dáng dấp, trong lòng đều có một chút nghi hoặc, bước tướng nhắm ngay Diệp Thần Phong súng lục để xuống. Hắn còn tưởng rằng Lister thấy hắn, vào hôm nay yến hội thượng sát nhân mất hứng, vội vàng giải thích, gia chủ, cái này người nước Hoa là sát Yami gia tộc thiếu gia cùng sát người Hoa bang con trai của hội trưởng hung thủ. Ta cũng vậy, nhất thời tình thế cấp bách tài lại ở chỗ này dùng súng nhắm ngay đầu của hắn, bất quá, ngài yên tâm đi, ta hiện tại lập tức đem hắn mang ra khỏi trang viên đi giải quyết. Triệu Bồi Nguyên, Hillary, Lý Hồng Giang, Lý Á Thiên cùng Lý Á Quốc chúng nhân, cùng với Chu Vi ở đây xem trò vui tân khách, bọn họ khi nhìn đến tứ đại gia tộc gia chủ đều xuất hiện, bọn họ khẳng định Diệp Thần Phong cùng Lý Á Quốc chắc là sẽ không có tốt kết quả, nhất là Triệu Bồi Nguyên, Hillary, Lý Á Thiên chúng nhân, khóe miệng lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Đáng tiếc lệnh bọn họ trăm triệu không có nghĩ tới là, Lister một cước tướng trước mặt bớt cấp gạt ngã tại trên mặt đất, sau đó, thận trọng đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, cung kính nói, Diệp tiên sinh, là ta Lister an bài không chu toàn đến, nhượng Diệp tiên sinh ngài bị kinh sợ, sự tình hôm nay ta tuyệt đối sẽ làm cho Diệp tiên sinh ngài hài lòng. Diệp tiên sinh, sớm biết rằng chúng ta tự không nên lựa chọn tại Sanofi gia tộc trong trang viên tổ chức yến hội, Lister cũng quá không sẽ quản giáo thủ hạ, Diệp tiên sinh ngài không có bị thương chứ. Diệp tiên sinh, ngày hôm nay cái này kiện sự tình cho dù Lister muốn bao che thủ hạ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mặt khác ba đại gia tộc gia chủ cũng sôi nổi đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, một mực cung kính hướng Diệp Thần Phong vấn an, Lister lần thứ hai khổ gương mặt, nói rằng các ngươi cái này là nói cái gì lời nói. Ta Lister tuyệt đối không hội bao che thủ hạ, chỉ cần là đắc tội Diệp tiên sinh người, coi như là nhi tử của ta ta cũng không hội bao che, nên sát sát, nên đánh đứt tay chân, cắt đứt cử động. Tứ đại gia tộc gia chủ một loạt biểu hiện, nhượng tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc há to miệng, nhất là đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Lý Á Quốc, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến M quốc thế lực dưới đất trung tứ đại gia tộc gia chủ, vậy mà hội tại Diệp Thần Phong trước mặt như vậy thấp tư thái. Như vậy quả thực quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bị Lister một cước đạp trên mặt đất bớt, hắn khi nhìn đến tứ đại gia tộc gia chủ thái độ đối với Diệp Thần Phong sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến được tái nhợt không gì sánh được, khuôn mặt thần sắc kiêu ngạo biến mất vô ảnh vô tung, hiện tại hắn mới biết được Diệp Thần Phong có dũng khí như thế không có sợ hãi xuất hiện ở nơi này, cũng không là Diệp Thần Phong ngu ngốc, mà là Diệp Thần Phong có đầy đủ tư bản đứng ở chỗ này. Bớt không có từ dưới đất bò dậy, mà là quỳ bò đến Diệp Thần Phong trước mặt, run rẩy nói rằng, cầu ngài tha ta một mạng, cầu ngài tha ta một mạng đi. Diệp Thần Phong không nói chuyện cũng không động thủ, mà là Lister lại một cước đá vào bớt trên đầu, nói rằng, ngươi cái không trường mắt gì đó, cũng dám dùng nòng súng nhắm ngay Diệp tiên sinh. Ngươi biết Diệp tiên sinh là ai chăng? Sanofi gia tộc tại sao có thể có ngươi loại phế vật này? Bị Lister đạp một cước bớt, trên trán tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi. Hắn biết bản thân căn bản là chọc tới không nên trêu chọc người, cũng oán hận Diệp Thần Phong thế nào ngay từ đầu không sáng ra thân phận của hắn tới. Như vậy hắn tự tuyệt đối không hội hướng Diệp Thần Phong động thủ, phanh. Phanh, phanh, hướng Diệp Thần Phong dập đầu ba cái, nói rằng, Diệp tiên sinh, thỉnh ngài tạm tha ta lần này đi. Ta không biết thân phận của ngài, nếu như ta đã biết, ta tuyệt đối không dám dùng nòng súng nhắm ngay ngài. Triệu Bồi Nguyên, Hillary cùng người Lý gia, nhìn hí kịch tính một màn tại phát sinh trước mắt, vừa còn không ai bì nổi bớt, trong nháy mắt tại Diệp Thần Phong trước mặt biến thành một điều yêu cầu nịnh hót lấy lòng chó Nhật, đây cũng quá châm chọc một điểm đi. Nhất là bọn họ nhìn đến tứ đại gia tộc gia chủ đúng Diệp Thần Phong thái độ cung kính, trong lòng liền không nhịn được bốc lên ra hàn khí. Phụ thân của Lý Á Quốc Lý Hồng Giang sắc mặt liên tục biến ảo. Nếu như đêm hôm đó con trai của hắn Lý Á Quốc mang Diệp Thần Phong đến Lý gia tới làm khách thời gian, hắn nguyện ý liều lĩnh giúp đỡ một bà, như vậy dùng Diệp Thần Phong cùng tứ đại gia tộc gia chủ quan hệ, bọn họ Lý gia khẳng định có thể tại M quốc quật khởi, đáng tiếc là, cái này trên thế giới không có nếu như. Lý Hồng Giang trước đây cũng là mắt bị mù, không những không có trợ giúp Diệp Thần Phong, trái lại còn cùng nơi đối phó Diệp Thần Phong. Chương 512, Cẩm Tú Tiền Đồ. Ngay mọi người chưa từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại thời gian, một gã tại Sanofi gia tộc trang viên cổng gác bảo tiêu,
vội vàng chạy vào, cung kính đúng Lister báo cáo, gia chủ, cách đó không xa có một chỉ công voa tại hướng chúng ta trang viên bên này lái tới, xem chừng mục đích chính là chúng ta ở đây, đợi một lát có muốn hay không phóng bọn họ tiến đến. Tại cái này tên bảo tiêu vừa hồi báo xong, Lister điện thoại di động trong túi tiếng chuông vang lên, đè xuống chuyển được kiện sau, trong điện thoại truyền đến Abbott thanh âm, Lister, ta ngày hôm nay có thể thật là tới tham gia yến hội, các ngươi cũng sẽ không chào đón ta đi. Abbott tại trong điện thoại trêu ghẹo nói. Abbott tiên sinh, ngày hôm nay chỉ có một mình ngươi tới tham gia yến hội. Là điều không phải còn có cái khác người với ngươi cùng nơi tới. Lister nghi vấn hỏi, bởi vì hắn biết nếu như là Abbott một người tới, chắc chắn sẽ không lao sư động chúng xuất động một chỉ công qua. Ha ha ha, Abbott tại trong điện thoại tâm tình không tệ cười hai tiếng, nói rằng, người đã đoán đúng, ngày hôm nay quốc gia chúng ta người lãnh đạo tối cao cũng muốn tới tấu vô giúp vui, cho nên phương diện an toàn các ngươi có thể phải chú ý. M quốc người lãnh đạo tối cao không phải là tổng thống sao? Ngày hôm nay trận này yến hội thậm chí ngay cả tổng thống cũng đích thân tới. Dù sao bọn họ đều thuộc về thế lực dưới đất trung chính là nhân vật, cùng cơ quan nhà nước chung người vẫn là không đối đầu, Abbott có thể tới tham gia ngày hôm nay trận này yến hội là bán Diệp Thần Phong thể diện, như vậy bây giờ liền tổng thống đều tới, có thể thấy được Diệp Thần Phong tại M quốc chính phủ trong mắt trọng lượng bao lớn. Lister tại cúp điện thoại sau đó, cổ họng trong hung hăng thở ra một hơi thở, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt biến được càng cung kính. Lại mà nhìn đến quỳ trên mặt đất bớt, hắn hận không thể lập tức tướng hỗn đản này một cước đạp chết. Lister, là ai gọi điện thoại tới? Người sắc mặt thế nào có cái gì không đúng? Leonard nhìn đến Lister trên mặt khác thường sau, không kiềm hãm được mở miệng hỏi. Leonard, Abbott cùng Tổng thống cùng nơi tới tham gia chúng ta hôm nay trận này yến hội, người xem chúng ta là điều không phải ra đi nghênh đón thoáng cái. Lister giọng nói chuyện có chút run, tuy rằng hắn là M quốc thế lực dưới đất trung nhân vật hô phong hoán vũ, thế nhưng ngươi cho dù lại thế lực dưới đất trung lăn lộn như thế nào đi nữa tốt, nếu như quốc gia quyết tâm muốn diệt trừ ngươi, như vậy ngươi chính là sáp cánh cũng không trốn khỏi. Cái gì, Tổng thống tới tham gia hôm nay trận này yến hội? Oanh! Người ở chỗ này vừa tài chậm rãi từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lại đột nhiên nghe được một cái như thế nặng ký tin tức. Mọi người một lần nữa ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ ra đường đường M quốc người lãnh đạo tối cao, làm sao sẽ tới tham gia hôm nay trận này thuộc về thế lực dưới đất tính chất hiến hội. Leonard, Ma Chang Si cùng Sydney, cái này ba đại gia tộc gia chủ, khẩu trung hô hấp cũng biến thành dị thường gấp, thiên từ thôn vệ đế quốc tụ tập địa trong trốn tới, chỉ là Abbott nói qua có thể tới tham gia hôm nay trận này hiến hội, ai biết đạo cuối cùng vậy mà không chỉ là Abbott đến đây. Thậm chí ngay cả M quốc người lãnh đạo tối cao đều tới, bọn họ cũng đều biết đây hết thảy nhất định là bởi vì Diệp Thần Phong. Lister, Leonard, Ma Chang Si cùng Sydney, đầu tiên sôi nổi đúng Diệp Thần Phong bày tỏ áy náy, Lister nói rằng, Diệp tiên sinh, ta vừa nhận đến điện thoại, quốc gia chúng ta người lãnh đạo tối cao muốn tới nơi này, hiện tại chúng ta có thể không thể đủ đi ra ngoài trước nghênh tiếp một chút. Bất quá, Diệp tiên sinh ngài yên tâm. Sự tình hôm nay ta tuyệt đối sẽ cấp một mình ngươi hài lòng trả lời thuyết phục. Diệp Thần Phong gặp Lister như thế chân thành xin chỉ thị hắn, hắn cũng biết M quốc người lãnh đạo tối cao tới nơi này, Lister chúng nhân quả thực muốn đi ra ngoài nghênh tiếp một phen. Hắn cũng đoán được lần này sợ rằng M quốc người lãnh đạo tối cao còn là hướng về phía hắn mà đến, vì vậy thuận miệng nói rằng, ân, các ngươi đi ra ngoài trước nghênh tiếp đi. Đa tạ Diệp tiên sinh thông cảm, Lister. Leonard, Ma Chang Si cùng Sydney vội vàng nói tạ ơn. Lister hướng về phía quỳ trên mặt đất bớt, quát dẹp đường, người kế tục cấp ta quỷ tại ở đây, nếu là dám một mình đứng lên, hoặc trốn đi, cuối cùng không chỉ ngươi muốn đi tử. Người nhà của ngươi cũng đều sẽ phải chịu liên lụy. Quỳ trên mặt đất bớt thân thể chợt một trận run, khuôn mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, mà một bên người Hoa Bang Triệu Bồi Nguyên, Lý Gia Toàn gia cùng với Zayami gia tộc gia chủ Hillary. Đang nghe M quốc người lãnh đạo tối cao tới nơi này, trong lòng bọn họ hơi thở ra một hơi thở, nguyên bản dùng Diệp Thần Phong cùng bốn đại quan hệ của gia tộc, bọn họ ngày hôm nay nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Bây giờ M quốc người lãnh đạo tối cao tới tham gia hôm nay yến hội, ngày hôm nay cũng sẽ không gây ra cái gì đại sự tình tới, tối thiểu bọn họ có thể tránh được ngày hôm nay.
Các vị, quốc gia chúng ta Tổng thống tự mình đến, mọi người đợi một lát nhất định muốn bảo đảm Tổng thống an toàn, hiện tại mọi người tự cùng chúng ta cùng đi ra ngoài nghênh tiếp Tổng thống đi. Lister thanh âm to nói rằng, ở đây ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng Lý Á Quốc, cùng với quỳ trên mặt đất bất không hề động bên ngoài, những người khác đều theo tứ đại gia tộc gia chủ hướng tới trang viên cổng đi đến, chuẩn bị nghênh tiếp Tổng thống tự mình đến. Tại đi tới cửa trong quá trình, Triệu Bồi Nguyên, Lý Hồng Giang, Lý Á Thiên, Hillary chúng nhân thấp giọng nghị luận. Thật không nghĩ tới tiểu tử kia cùng tứ đại gia tộc có như vậy giao tình. Xem ra con ta thù hôm nay là không thể đủ báo, với lại đợi một lát ta phải muốn lập tức ly khai M quốc, tiểu tử kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Triệu Bồi Nguyên căm giận nói rằng. Ai, Hillary cổ họng trong thở dài một hơi, nói rằng ta đợi một lát cũng muốn chuẩn bị một chút ly khai M quốc, Lý Hồng Giang, người kẻ bất lực nhi tử thật là tài ba a. Xem ra con của ngươi Lý Á Quốc tại M quốc quật khởi là chuyện tất nhiên tình. Bây giờ là điều không phải rất hối hận trước đây cùng kẻ bất lực phiết thanh quan hệ. Hillary khá có một chút nhìn có chút hả hê tâm tình. Lý Hồng Giang khuôn mặt tràn đầy thần sắc hối tiếc, đúng một bên hai đứa con trai nói rằng, đợi một lát chúng ta cũng dọn dẹp một chút ly khai M quốc đi. Ta biết các ngươi từ trước không có thiếu hãm hại qua Á quốc, thậm chí hai người các ngươi vẫn muốn mạng của hắn đi. Nếu như Á quốc thật tại M quốc quật khởi, hai người các ngươi rất có thể sẽ chết ở trên tay hắn. Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam thân thể chợt vừa kéo, nghiễm nhiên là đã không có vừa rồi khí thế, trong lòng hận không thể lập tức giết chết Lý Á Quốc, có thể là bọn hắn biết bây giờ căn bản tựu không làm được, rất có thể cả đời đều không làm được, bọn họ cũng biết cha mình nói đều là lời nói thật. Kéo Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam cánh tay Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ, hai cái này thiếu phụ khuôn mặt là phờ phạc, nguyên bản tươi đẹp môi biến được có chút trắng bệch, các nàng thế nào cũng không có nghĩ đến, vừa tại các nàng trong mắt còn là phế vật Lý Á Quốc, lại có thể cứ như vậy bất chi bất giác muốn quật khởi. Hai người bọn họ bắt đầu nhớ lại trước đây cùng Lý Á Quốc nói yêu thương tràng cảnh. Đợi cho tất cả mọi người hướng tới trang viên cổng đi đến thời gian, Diệp Thần Phong bàn tay vỗ vỗ Lý Á Quốc vai, có nhiều ý tứ hàm xúc nói rằng, Lý ca, ta nghĩ ta đưa cho ngươi kinh hỉ vừa mới bắt đầu, đợi một lát khẳng định hội có càng đại kinh hỉ chờ ngươi. Lý Á Quốc nhìn Diệp Thần Phong, trong lòng có kích động, có không biết làm sao, có hoang mang rối loạn hoảng loạn, dù sao các loại tâm tình đều hỗn loạn ở cùng một chỗ, có thể đầu của hắn lại càng thanh tỉnh. Hắn biết theo lý mà nói M quốc người lãnh đạo tối cao tuyệt không thể có thể tới tham gia tứ đại gia tộc tổ chức trận này yến hội. Trong đầu đột nhiên bốc lên ra một cái thiên phương dạ đàm nghĩ cách. Môi run rẩy hỏi, Diệp huynh đệ, lẽ nào M quốc người lãnh đạo tối cao là bởi vì ngươi tới tham gia ngày hôm nay trận này yến hội? Diệp Thần Phong cười cười, không có chính diện trả lời, thuận miệng nói rằng, Lý ca, ai biết đạo M quốc người lãnh đạo tối cao là điều không phải bởi vì ta mà đến. Bất quá, ta Diệp Thần Phong nói ra, nhất định là có thể làm được, Lý ca, bất kể ngươi cuối cùng là muốn theo ta hồi Hoa Hạ quốc phát triển. Còn là muốn lưu tại M quốc phát triển, ta cũng sẽ tặng cho ngươi một cái cẩm tú tiền đồ. Lý Á Quốc hiện tại nói với Diệp Thần Phong lời nói là tin tưởng không nghi ngờ, chỉ cần là bằng vào Diệp Thần Phong cùng bốn đại quan hệ của gia tộc, hắn Lý Á Quốc muốn tại M quốc lăn lộn phong sinh thủy khởi căn bản là một cái tiểu nhi khoa sự tình. Giờ khắc này, hắn bao nhiêu may mắn, trước đây dũng cảm một lần, nghĩa vô phản cố cùng Diệp Thần Phong đứng chung một chỗ, thậm chí là cùng hắn cái gọi là cha ruột thoát ly phụ tử quan hệ. Lý ca, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất bớt, ngày hôm nay hắn không cần thiết tự mình động thủ đối phó loại tiểu nhân vật này, hắn biết Lister bọn bốn người nhất định hội cho hắn một cái vô cùng hài lòng trả lời thuyết phục. Chương 513, vô tận hối hận. Đương Diệp Thần Phong cùng Lý Á Quốc cũng đi đến trang viên cửa thời gian, tứ đại gia tộc gia chủ Lister, Leonard, Ma Chang Si cùng Sydney dẫn hôm nay tới tham gia yến hội mọi người, lẳng lặng đứng tại trang viên cổng, mỗi một người đều thẳng lưng, nhìn qua đặc biệt có tinh thần. Cách đó không xa có một chỉ đoàn xe đang chậm rãi hướng trang viên bên này lái tới, một chiếc 7 thước chiều dài có chứa chức năng chống đạn Cadillac, vững vàng chạy tại cái này chỉ đoàn xe trung ương nhất. Tại chiếc này an toàn tính có thể tuyệt đối không phản đối Cadillac bên trong, ngồi hai cái M quốc nam nhân, một người trong đó là Abbott, một khác cái hơn 40 tuổi, nhìn qua rất có uy nghiêm nam nhân,
chính là M quốc người lãnh đạo tối cao, tên của hắn là Miller. Abbott, ngươi nói cái kia Hoa Hạ quốc thanh niên thật có thần kỳ như vậy. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến chúng ta M quốc tương lai phát triển. M quốc người lãnh đạo tối cao Miller xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được trang viên cổng nghênh tiếp hắn đoàn người, giọng nói bình thản mở miệng hỏi. Tổng thống, Diệp Thần Phong thực lực quả thực là cường hãn đến biến thái, với lại trên người hắn còn có năng lực đặc thù, ta nghĩ tương lai hắn hội trưởng thành đến một cái không người có thể sánh bằng cao độ, thậm chí đứng thượng cái này thế giới nhất đỉnh phong. Người như vậy quốc gia chúng ta nên muốn giao hảo mới là, cho nên ta tài muốn thỉnh cầu Tổng thống ngài và Hoa Hạ quốc bảo trì tốt đẹp chính là quan hệ. Abbott đặc biệt nói thật. Miller nhíu mày, trầm mặc 3-4 giây đồng hồ sau, tài còn nói thêm Abbott, kỳ thực chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta nên muốn nhanh chóng giải quyết rồi cái này Hoa Hạ quốc thanh niên, nhượng hắn lớn lên đúng quốc gia chúng ta mà nói là một cái đặc biệt to lớn uy hiếp. Abbott vội vàng nói, Tổng thống. Trừ phi ngươi có 100% chắc chắn muốn Diệp Thần Phong mệnh. Nếu như không có 100% chắc chắn, ta khuyên ngài còn là buông tha cái ý niệm này tốt. Diệp Thần Phong từng binh sĩ năng lực tác chiến đặc biệt đáng sợ. Ta nghĩ hắn ám sát năng lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đến lúc đó Tổng thống có thể sẽ gặp phải Diệp Thần Phong vô tận trả thù, thậm chí là bị hắn ám sát. Miller thở dài một hơi, nói rằng Abbott, hy vọng ngươi phán đoán đúng, lần này ta thì để xuống tư thái. Thật tốt cùng trong miệng ngươi theo như lời cái này Hoa Hạ quốc thanh niên trao đổi một chút. Nếu không ngươi đem thực lực của hắn nói thần hồ kỳ kỹ một ít, ngày hôm nay ta tuyệt đối sẽ không đích thân tới nơi này. Tổng thống, ngươi sẽ chờ xem đi. Ta tin tưởng ta tuyệt đối không hội nhìn lầm người, tương lai Diệp Thần Phong chế tạo ra thành tựu, có thể là tiền nhân cùng hậu nhân đều không có cách gì siêu việt. Abbott từ vừa mới bắt đầu đúng Diệp Thần Phong xem thường, rồi đến đúng Diệp Thần Phong e ngại. Cuối cùng đến đúng Diệp Thần Phong tôn kính, đây là hắn thấy tận mắt Diệp Thần Phong thực lực, mới để cho ý nghĩ của hắn một lần lại một lần có thay đổi. Đường cái này một chỉ đoàn xe cách trang viên cổng càng ngày càng gần thời gian. Ánh mắt mọi người biến được hưng phấn cùng nóng cháy lên, bọn họ không có nghĩ đến có một ngày quốc gia người lãnh đạo tối cao cũng tới tham gia bọn họ cái này loại thế lực dưới đất tính chất hiến hội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cho rằng cái này là tứ đại gia tộc thể diện. M quốc Tổng thống ngày hôm nay tài hồi tự mình đến. Đường cái này chỉ đoàn xe chậm rãi đình tại trang viên cổng thời gian, chạy tại đoàn xe trung ương nhất chiếc Cadillac không có trước mở cửa xe, mà là Cadillac phía trước cùng đằng sau xe thượng, rất nhanh đi xuống rất nhiều mấy tên lính võ trang đầy đủ, tại sở hữu binh sĩ chuẩn bị hoàn tất sau, điều khiển Cadillac tài xế, mới từ chủ điều khiển thượng đi xuống. Bang Miller cùng Abbott mở cửa xe ra. Trang viên cửa mọi người. Khi nhìn đến thật là Tổng thống bản thân đến sau, rất nhiều người hô hấp đều biến được dồn dập, kinh ngạc nhìn hướng bọn họ từng bước đi tới Miller cùng Abbott. Tại Miller cùng Abbott hai bên từ đầu đến cuối có mấy tên lính võ trang đầy đủ không nhanh không chậm bảo vệ, Abbott tại trang viên cổng đám người phía sau nhất thấy được Diệp Thần Phong thân ảnh, vì vậy ghé vào Miller tai bên cạnh thấp giọng nói mấy câu, Miller điểm gật đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua đoàn người như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Đường Miller cùng Abbott tại binh sĩ dưới sự bảo vệ đi đến trang viên cửa thời gian, Lister, Leonard, Machancy cùng Sydney, trước tiên, dùng nhất cung kính phương thức hướng Miller vấn an. Tiếp theo là trang viên cửa cái khác người cũng sôi nổi hướng Miller vấn an, chỉ có Diệp Thần Phong không nhúc nhích đứng tại phía sau đám người, mà Diệp Thần Phong bên cạnh Lý Á quốc tim đập bỗng nhiên tăng nhanh, trong lòng thầm nghĩ M quốc Tổng thống thật là bởi vì Diệp huynh đệ mà đến sao. M quốc Tổng thống thật là bởi vì Diệp huynh đệ mà đến sao? Miller đối với tứ đại gia tộc gia chủ vấn an, chỉ là đặc biệt lễ phép điểm gật đầu, dưới chân bước chân tịnh không có ý dừng lại, kế tục hướng tới trong trang viên mặt từng bước đặc biệt trầm ổn đi tới. Chưa! Tất cả mọi người tại chỗ thấy như vậy một màn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi vấn, nếu như nói Miller là bởi vì tứ đại gia tộc gia chủ thể diện mới đến tham gia ngày hôm nay trận này yến hội. Như vậy theo lý mà nói Miller không thể có thể chỉ là tùy ý điểm gật đầu. Tất cả mọi người tại chỗ sôi nổi cấp Miller cùng Abbott nhường ra một con đường tới, đoàn người cuối Diệp Thần Phong cùng Lý Á quốc tức khắc hấp dẫn chú ý của mọi người, nhìn đến Miller cùng Abbott hướng Diệp Thần Phong đi đến nhịp bước, rất nhiều người khuôn mặt đều lộ ra khó có thể tin ánh mắt, lẽ nào Tổng thống là vì vậy Hoa Hạ quốc thanh niên mới đến đây trong?
Cái này có phần cũng quá vô nghĩa một điểm đi. Cái này Hoa Hạ quốc thanh niên có tài đức gì có như vậy thể diện. Mắt thấy Miller cùng Abbott cách Diệp Thần Phong càng ngày càng gần, đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Lý Á Quốc trong lỗ mũi hô hấp biến được đặc biệt hỗn loạn. Đây là thật, đây hết thảy đều là thật. M quốc người lãnh đạo tối cao thật là bởi vì Diệp huynh đệ mới đến tham gia hôm nay trận này yến hội. Trong đám người Hillary, Triệu Bồi Nguyên cùng với người Lý gia, một đám trong đầu đều trống rỗng một phiến. Nếu như nói ngày hôm nay Miller thật là bởi vì Diệp Thần Phong nguyên nhân mà tới nơi này, như vậy bọn họ ngày hôm nay nhất định là chạy không khỏi một kiếp này, trong lòng cầu nguyện nghìn vạn không nên phát sinh bọn họ nghĩ sự tình. Thế nhưng cái này nhất định để cho bọn họ thất vọng rồi, chỉ thấy Miller đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, dưới chân không nhanh không chậm cước bộ hơi ngừng, khuôn mặt xuất kỳ lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói rằng ta nghĩ ngươi chính là Diệp Thần Phong Diệp tiên sinh đi. Lần này nhờ có ngươi tài năng đủ phá hủy thôn vệ đế quốc tụ tập địa, ta là nghe Abbott nói đến ngươi chỗ thần kỳ, ngày hôm nay tài đặc biệt qua đây cảm tạ Diệp tiên sinh. Miller đặc biệt khách khí hướng Diệp Thần Phong đưa tay ra trưởng. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười một cái, đồng dạng xòe bàn tay ra cùng Miller nắm tay, nói rằng, lần này nguyên bản chính là nhiều quốc gia liên hợp lại diệt trừ thôn vệ đế quốc tụ tập địa, ta cũng chỉ là hết ta nên tận lực mà thôi. Miller nhìn đến trước mặt cái này không kiêu không nóng nảy Hoa Hạ quốc thanh niên, nụ cười trên mặt tự nhiên hơn vài phần, nói rằng, Diệp tiên sinh, ta khó có được tham gia cái này loại tính chất hiến hội, đợi một lát ta nhất định muốn cùng Diệp tiên sinh uống mấy chén, còn hy vọng Diệp tiên sinh có thể hãnh diện. Đường đường M quốc tổng thống vậy mà đúng một cái Hoa Hạ quốc thanh niên khách khí như vậy, hay là cái này đã không thể đủ khách khí để hình dung, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái này có vẻ như lớn lên đặc biệt tiểu bạch kiểm Hoa Hạ quốc thanh niên, đầu tiên là bị bọn họ mọi người cấp khách sáo, nhận thức vì cái này Hoa Hạ quốc thanh niên tuyệt đối sống không quá hôm nay. Nhưng mà, kỳ tích lại phát sinh, tứ đại gia tộc gia chủ đúng cái này Hoa Hạ quốc thanh niên khách khí vạn phần, tại bọn họ còn không có tỉnh hồn lại thời gian, lại biết được M quốc người lãnh đạo tối cao muốn tới nơi này, bọn họ mới dần dần từ Diệp Thần Phong trên người rời đi ánh mắt. Có thể lệnh bọn họ trăm triệu không có nghĩ tới là, tại bọn họ cho rằng Miller là bởi vì tứ đại gia tộc gia chủ thể diện mà tới nơi này thời gian, kết quả lại là Miller là bởi vì Diệp Thần Phong cái này Hoa Hạ quốc thanh niên tài tới chỗ này, với lại Miller đang đối mặt Diệp Thần Phong thời gian không có chút nào tổng thống cái giá, cái này đặc biệt ý vị sâu xa. Hillary, Triệu Bồi Nguyên cùng với người Lý gia, trong lòng còn sống một chút hy vọng bị đánh vỡ. Bọn họ một đám khuôn mặt tràn đầy hốt hoảng thần sắc, bọn họ đây rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai. Vậy mà chọc tới Diệp Thần Phong như thế một tên biến thái nhân vật. Lúc này, phụ thân của Lý Á Quốc Lý Hồng Giang là hối hận không thể đủ lại hối hận, Diệp Thần Phong không đơn giản cùng tứ đại gia tộc quan hệ không cạn, thậm chí ngay cả M quốc tổng thống đều như thế coi trọng hắn. Nếu như trước đây hắn nghe xong hắn tiểu nhi tử Lý Á Quốc ý kiến, như vậy ngày hôm nay khẳng định lại là mặt khác một phen cục diện đi. Vô tận hối hận tràn ngập tại Lý Hồng Giang ngực, nhưng hắn có loại sắp cảm giác không thở nổi, nhưng mà cái này trên thế giới không có đã hối hận mua, bản thân phải muốn là mình làm ra sự tình trả giá phải có đại giới. Chương 514, hãnh diện cảm giác. Lý ca, ngày hôm nay ngươi muốn giết ai, cứ việc giết, tại ở đây không có bất kỳ người nào có thể ngăn được ngươi. Diệp Thần Phong giọng nói bình thản cực kỳ, hai con ngươi nhìn bên cạnh Lý Á Quốc nói rằng. Ở đây không ai nghĩ đến Diệp Thần Phong lại dám tại M quốc Tổng thống trước mặt nói ra những lời này. Mà làm Tổng thống Miller trên mặt biểu tình chỉ là hơi dừng một chút, lại lập tức khôi phục được vẻ mặt tươi cười dáng dấp. Nếu lựa chọn muốn cùng Diệp Thần Phong giao hảo, như vậy Miller không có lý do gì tại cái này thời gian bản khởi mặt tới, huống chi ở đây đều là thế lực dưới đất chung người. Tại Miller xem ra những này người đã chết cũng liền chết, hắn luôn luôn là đặc biệt không quen nhìn thế lực dưới đất sở tác sở vi. Diệp tiên sinh, nếu không chúng ta đi vào trước uống hai bôi. Chuyện nơi đây tự nhiên có người sẽ xử lý tốt. Miller ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Lister đảng bốn cái tứ đại gia tộc gia chủ. Diệp Thần Phong biết có một ít sự tình phải muốn Lý Á Quốc tự mình giải quyết, hắn có thể giúp một tay cũng chỉ có thể đủ bang tới đây. Vỗ vỗ Lý Á Quốc vai, nói rằng, Lý ca, chuyện nơi đây chính ngươi làm quyết định, đến nỗi ngươi cuối cùng có muốn hay không sát này đối với ngươi bạc tình bạc nghĩa người.
Bất kể ngươi lựa chọn cuối cùng là cái gì, ta cũng sẽ không một mình tới can thiệp. Ngược lại, Diệp Thần Phong rồi hướng trước mặt cái này vị rất cho hắn thể diện Tổng thống Miller, nói rằng, nếu Tổng thống ngày hôm nay đều như thế nể tình đến nơi này, như vậy ta Diệp Thần Phong nhất định phải cùng ngươi thống khoái uống một phen. Miller phân phó ba gã mấy tên lính võ trang đầy đủ lưu tại cổng, nói là bảo vệ Lý Á Quốc an toàn, cái này tài cùng Diệp Thần Phong hướng trong trang viên mặt bước chậm đi vào, hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Xem chừng đặc biệt chơi thân. Lý Á Quốc nhìn Diệp Thần Phong đi xa hình bóng, trong đầu của hắn lờ mờ còn nhớ rõ, sáng sớm tại rời tửu điếm thời gian, Diệp Thần Phong nói với hắn qua, Lý ca, từ hôm nay trở đi ta sẽ nhường ngươi ở đây em mờ quốc ngẩng đầu thẳng hung làm người, nhượng cái khác người cũng không dám. Nữa xưng hô ngươi là kẻ bất lực. Kết quả Diệp Thần Phong thật làm xong rồi, Lý Á Quốc biết ngày hôm nay qua đi, tại em mờ quốc không ai dám cười nhạo hắn, không ai dám tại không chút kiêng kỵ gọi hắn là kẻ bất lực. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần Phong, nhìn phía xa Diệp Thần Phong tiệm hành tiệm viễn hình bóng, Lý Á Quốc song quyền bỗng nhiên tụ họp. Cột sống thẳng có thể so trực, một đôi có nhiều ý tứ hàm xúc đôi mắt nhìn về phía, Hillary, Triệu Bồi Nguyên cùng người Lý gia. Lister, Leonard, Machangsi cùng Sydney, vừa rồi đã nhận ra Miller ánh mắt sau, bọn họ chỉ biết Miller đem chuyện nơi đây giao cho bọn họ xử lý, bọn họ cũng từ người chung quanh khẩu chung biết được cả kiện chuyện chân tướng. Người ở chỗ này cũng biết Hillary cùng Triệu Bồi Nguyên chúng nhân muốn xui xẻo, trong lúc nhất thời. Sôi nổi cùng bọn chúng kéo ra cự ly. Kết quả là Hillary, Triệu Bồi Nguyên cùng với người Lý gia, chu vi biến được trống rỗng, bọn họ hoàn toàn bị cô lập đi ra. Lister đi đến Lý Á Quốc bên cạnh, đặc biệt hữu hảo đưa cho Lý Á Quốc một bả hắc sắc súng lục, nói rằng, Lý tiên sinh, cái này cây súng lục ngươi trước dùng, Diệp tiên sinh đều lên tiếng, ngày hôm nay ngươi muốn giết chết nơi này người người. Hoặc là kia một số người, ngươi tự cứ việc nổ súng tốt. Lý Á Quốc nói một tiếng cảm tạ sau đó, liền nhận lấy Lister súng lục trong tay. Hướng Hillary chúng nhân đi tới, tại hắn nhìn đến Hillary, Triệu Bồi Nguyên cùng với người Lý gia run rẩy thời gian, hắn trong lòng có loại hãnh diện cảm giác, nhiều. Thế này năm, hắn vẫn sắm vai kẻ bất lực nhân vật, cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Á Quốc, ngươi tính táo một chút, Triệu thúc thúc ta là nhìn ngươi lớn lên, ta biết trước là Triệu thúc thúc ta mạo phạm ngươi. Cùng ngươi vị bằng hiếu kia, Triệu thúc thúc tại ở đây xin lỗi ngươi. Á Quốc ngươi mới có thể tha thứ ta đi. Người Hoa Bang hội trưởng Triệu Bồi Nguyên kinh hồn bạt vía nói rằng. Lý Á Quốc không nói thêm gì. Phanh, một tiếng, trực tiếp hướng Triệu Bồi Nguyên trên đầu nả một phát súng. Triệu Bồi Nguyên hai con ngươi trừng to đại, trên dưới môi không ngừng trên dưới đóng mở. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Lý Á Quốc tại sao lại nổ súng mở sảng khoái như vậy. Lý Á Quốc nhìn đến mất đi sinh cơ, chậm rãi đảo tại trên đất Triệu Bồi Nguyên, thanh âm có chút khàn giọng, con của ngươi là Diệp huynh đệ giết chết, nếu như ta thả ngươi, bảo không được tương lai ngươi sẽ tìm Diệp huynh đệ báo thù, vì phòng ngừa tương lai ngươi cấp Diệp huynh đệ gây phiền toái, hiện tại sát ngươi là lựa chọn tốt nhất. Lại là phanh, một tiếng, Lý Á Quốc vừa dứt lời, họng súng đen ngòm tựu nhắm ngay Hillary, không chút do dự bóp cò. Hillary liền một câu nói cũng không có nói lên, một viên đạn tựu đi vào trong đầu của hắn mặt, sau đó Lý Á Quốc vẫn như cũ là khàn giọng nói một câu, ngươi cũng giống vậy, con của ngươi cũng là bị Diệp huynh đệ giết chết, cho nên vì phòng ngừa tương lai ngươi cấp Diệp huynh đệ gây phiền toái, ngươi cũng phải muốn đi tử. Người ở chỗ này nhìn đến Lý Á Quốc trong khoảng thời gian ngắn, tựu nhẹ nhõm nổ súng sát đã chết hai người người, không có chỗ nào mà không phải là cổ họng trong đảo hít một hơi khí lạnh. Đây là cái kia ai đều có thể đủ gọi hắn một tiếng kẻ bất lực Lý Á Quốc sao? Rất nhiều đã từng hoặc nhiều hoặc ít đã cười nhạo Lý Á Quốc người, hai chân cũng bắt đầu sôi nổi run rẩy. Lý Á Quốc nhìn đến mọi người thất kinh dáng dấp, khuôn mặt tĩnh không có cho thấy cao ngạo thần sắc, bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là Diệp Thần Phong cho hắn không có kiêu ngạo tư cách, bất quá, mấy năm nay nghẹn ở trong lòng khó chịu trái lại phóng ra không ít. Lý gia toàn gia, Lý Hồng Giang, Lý Á Thiên, Lý Á Nam, Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ, một đám ánh mắt phức tạp nhìn Lý Á Quốc, nhất là Lý Hồng Giang người phụ thân này cùng Ngô Đan, Chu Hiểu Lệ hai cái này đã từng Lý Á Quốc nữ bằng hữu. Lý Hồng Giang thanh âm hơi cầu khẩn mở miệng nói, Á Quốc, trước là ta cái này làm cha không đúng, bên trong thân thể ngươi rốt cuộc là chảy Lý gia huyết dịch,
sau đó ta nhất định hết sức bồi thường ngươi, chỉ cần ngươi trở lại Lý gia tới, tương lai Lý gia hết thảy đều là của ngươi. Lý Á Quốc có chút hài hước nhìn Lý Hồng Giang, nói rằng, ta bây giờ trở lại Lý gia tới, ngươi nói cuối cùng là toàn bộ Lý gia lấy được lợi ích đại ni. Hay là ta cá nhân lấy được lợi ích đại, ngươi có thể thật là giỏi tính toán, trước đây ta mang theo Diệp huynh đệ đến Lý gia tới thời gian, ngươi là thế nào đúng Diệp huynh đệ? Thế nào đúng ta, ngươi có mặt tại cái này thời gian nói với ta dạng như vậy? Lý Á Quốc tướng họng súng đen ngòm, tại Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam trên người nhắm vào tới nhắm vào đi, nguyên bản không dự định mở miệng Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam là sợ, vừa rồi bọn họ nhất thời không tiếp thụ được, ở trong mắt bọn họ kẻ bất lực Lý Á Quốc, lại có thể giẫm nát trên người của bọn họ, lúc này, họng súng đen ngòm đúng chuẩn đầu của bọn họ hai cái mới có khắc sâu giác ngộ, trước mắt Lý Á Quốc không bao giờ. Nữa là từ trước cái kia kẻ bất lực Lý Á Quốc. Phát thông, Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam hướng Lý Á Quốc quỳ xuống, bọn họ biết lúc này muốn còn sống, chỉ có thể xin Lý Á Quốc phóng qua bọn họ, nếu như quỳ xuống cầu xin tha thứ có thể để cho bọn họ hai cái sống sót. Bọn họ hai cái có lý do gì không làm như vậy? Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam có thể đều không phải có cái gì cốt khí ngạnh hán tử. Á Quốc, ta là đại ca của ngươi a, nhìn tại chúng ta là huynh đệ phân thượng. Ngươi tự tha thứ chúng ta một lần đi. Lý Á Thiên đau khổ cầu xin tha thứ. Á Quốc, ta là của ngươi nhị ca, thân thể chúng ta trong chảy đồng dạng huyết, trước kia là ta có lỗi với ngươi, sau đó ta tuyệt đối không hội làm tiếp hãm hại chuyện của ngươi. Lý Á Nam cũng lập tức nói rằng, đứng tại Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam bên cạnh Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ, đã gặp các nàng chồng của mình đúng các nàng đã từng nam bằng hữu quỳ xuống, hai người bọn họ trong lòng là trăm vị hỗn loạn. Các nàng không có nghĩ đến Lý Á Quốc cũng có xoay người một ngày. Trước đây hai người bọn họ là bị Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam dùng tiền tài thế tiến công cấp cướp được tay, sau lại các nàng tiến nhập Lý gia sau, tại biết Lý Á Quốc tại Lý gia trọng lượng sau, các nàng tự càng cảm thấy không có cùng với Lý Á Quốc là chính xác, thậm chí còn vẫn đối với Lý Á Quốc lộ ra một bộ lạnh giá khinh thường biểu tình. Lý Hồng Giang nhìn con lớn nhất cùng nhị nhi tử đúng Lý Á Quốc quỳ xuống, còn nói thêm, Á Quốc, cho dù ngươi không muốn trở về Lý gia, như vậy ngươi luôn có thể đủ phóng qua đại ca của ngươi cùng nhị ca đi. Ta biết bọn họ từ trước là làm qua rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình, nhưng chúng ta dù sao cũng là người một nhà a. Người một nhà, hai cái này cái gọi là ca ca có coi ta là làm là người nhà đối đãi sao? Nếu không ta nơi trốn phòng bị, chỉ sợ ta đã sớm đi gặp Diêm Vương gia, ngươi có từng thấy ca ca của mình sẽ đoạt đệ đệ bạn gái sao? Sau đó còn ở trước mặt ta tú ân ái, tướng ta lòng tự trọng hung hăng đạp trên mặt đất, còn có vừa rồi các ngươi là thế nào đúng ta? Hình như ước gì ta lập tức đi tìm chết ni đi. Lý Á Quốc cười lạnh nói, giọng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lúc này, hắn bởi vì Diệp Thần Phong quan hệ, hoàn toàn không có cần thiết nhìn nữa người Lý ra sắc mặt sinh sống. Chương 515, ba cái hưởng đầu. Trên bầu trời ấm áp dương quang sái hướng mặt đất. Sanofi trang viên cổng, rất nhiều M quốc thế lực dưới đất các đại lão đều kinh hồn bạt vía, đã từng Lý gia kẻ bất lực Lý Á Quốc, từ hôm nay trở đi chỉ sợ cũng không bao giờ. Nữa là kẻ bất lực, bọn họ rõ ràng Lý Á Quốc mặc dù có thể đủ quật khởi, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần Phong cái kia hoa hạ quốc thanh niên, bọn họ phấn đấu cả đời mới vừa tới địa vị, Lý Á Quốc lại đơn giản là trước đây lựa chọn đứng ở Diệp Thần Phong bên này, ngắn ngủi trong nháy mắt tự vượt qua bọn họ mọi người. Thử nghĩ thoáng cái, Diệp Thần Phong không chỉ cùng tứ đại gia tộc quan hệ không cạn, M quốc tổng thống rồi hướng Diệp Thần Phong yêu ái có thừa, Lý Á Quốc làm bạn của Diệp Thần Phong, nếu như lưu tại M quốc phát triển, quật khởi là nhất định sự tình. Quỳ trên mặt đất Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam, nhìn đến Lý Á Quốc căn bản không có tha thứ bọn họ hai cái ý tứ, bọn họ hai cái biến được càng hốt hoảng, một cái kình hướng Lý Á Quốc dập đầu, Lý Á Thiên run rẩy nói rằng, Á Quốc, ta đem Ngô Đan trả lại cho ngươi, ta trước đây không nên đoạt bạn gái của ngươi. Á Quốc, ta cũng đem Chu Hiểu Lệ trả lại cho ngươi, chỉ cần ngươi ngày hôm nay có thể phóng chúng ta một con ngựa. Lý Á Nam cũng lập tức mở miệng nói. Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ hai cái này môi hiện lên bạch thiếu phụ, phân biệt nhìn thoáng qua các nàng lão công, vừa liếc nhìn các nàng đã từng nam bằng hữu Lý Á Quốc, các nàng biết Lý gia phải xong đời, các nàng mấy năm nay qua thói quen xa xỉ sinh sống.
Cho nên nếu như Lý Gia xong đời, như vậy các nàng tướng bị đá ra xã hội thượng lưu, mà lúc này Lý Á Quốc quật khởi là lại rõ ràng bất quá, hai người bọn họ hiện tại trong lòng thật hy vọng Lý Á Quốc có thể gật đầu, nhượng hai người bọn họ lần nữa làm nữ nhân của hắn. Lý Á Quốc nhìn thoáng qua Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ, thanh âm bình thản hỏi, hai người các ngươi còn nghĩ làm nữ nhân của ta sao? Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ khuôn mặt vui vẻ, cho rằng Lý Á Quốc còn đúng hai người bọn họ động tâm ni. Vì vậy hai cái này thiếu phụ vội vàng gật đầu, đáng tiếc là Lý Á Quốc khóe miệng dáng tươi cười càng ngày càng lạnh, thật thiệt thòi hai người các ngươi còn dám gật đầu. Chớ quên, trước đây các ngươi là thế nào phản bội ta? Mấy năm nay hai người các ngươi lại là thế nào đúng ta châm chọc khiêu khích? Bất quá, ta tịnh không trách các ngươi, sợ rằng cái này tài là của các ngươi bản tính. May mà trước đây ta hai cái này cái gọi là ca ca dùng tiền tài thế tiến công đem các ngươi đoạt đi. Thế nào, bây giờ thấy ta Lý Á Quốc muốn hàm ngư phân thân, tự lại muốn trở lại bên cạnh ta. Cái này trên thế giới nào có chuyện tiện nghi như vậy? Cấp hai ngươi một phút, lập tức từ trước mắt của ta tiêu thất, nếu không trong tay ta súng thế nhưng không trường mắt, cũng không hội thương hương tiếc ngọc. Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ nhìn đến Lý Á Quốc tướng nòng súng nhắm ngay các nàng. Hai cái này thiếu phụ sợ đến chân đều như nhũn ra, sắc mặt trong nháy mắt biến được tái nhợt không gì sánh được, môi run rẩy muốn nói cái gì đó. Nhưng khi nhìn đến Lý Á Quốc trương lạnh giá vô tình mặt thời gian, hai cái này thiếu phụ lựa chọn thất tha thất thểu ly khai, các nàng biết Lý Á Quốc không hội lại tiếp thu các nàng. Lý Á Quốc nhìn Ngô Đan cùng Chu Hiểu Lệ lảo đảo đi xa hình bóng, kỳ thực hắn trong lòng tịnh không có biểu hiện ra tới nhẹ nhàng như vậy. Dù sao hai nữ nhân này là hắn đời này duy nhất yêu qua, đáng tiếc là trước đây hắn bỏ ra tất cả cảm tình, nhận được lại là hai lần phản bội. Mấy năm nay nhìn năm đó yêu hai nữ nhân, cùng hắn hai cái gọi là ca ca ở trước mặt hắn một lần lại một lần thân thiết, hắn trong lòng vẫn nín một luồng cơn giận dữ. Cùng đợi quật khởi ngày nào đó, triệt để bộc phát ra, nhưng mà, hắn trước đây cho rằng khả năng quật khởi ngày nào đó, hắn cả đời này đều đợi không được. Thế nhưng hắn gặp Diệp Thần Phong, cùng Diệp Thần Phong người thanh niên này là nhất kiến như cố, càng là tại người Hoa Bang cùng Zayami gia tộc sẽ đối phó Diệp Thần Phong thời gian, mấy năm nay duy nhất lấy hết dũng khí một lần, có thể cũng là bởi vì hắn một lần kia dũng khí lựa chọn. Cải biến hắn khi còn sống, nhưng hắn vào hôm nay có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Không có bất cứ người nào còn dám gọi hắn là kẻ bất lực. Đã từng ở trước mặt hắn kiêu ngạo không ai bì nổi hai cái gọi là ca ca, hiện tại phải lại ở trước mặt của hắn cầu xin tha thứ. Trước đây phản bội hắn hai cái yêu nữ nhân, cũng làm cho các nàng cảm nhận được hối hận tư vị. Cái kia cho tới nay đều đem hắn mụ mụ cho rằng tình nhân nam nhân, thậm chí hắn mụ mụ trước khi chết cũng không có bước vào qua Lý gia một bước, mà người đàn ông này cũng cúi đầu trước hắn, với lại. Lúc này... Người đàn ông này ở trước mặt hắn căn bản không dám cầm ra một điểm phụ thân uy nghiêm tới. Cái này là Lý Á Quốc rất nhiều năm trước tự hy vọng đến một ngày, cái này là Lý Á Quốc ngày nhớ đêm mong đều ngóng nhìn đến một ngày, đây hết thảy bởi vì một cái tên là Diệp Thần Phong thanh niên nhân toàn bộ đều thực hiện. Hiện tại hắn thật đặc biệt may mắn, trước đây hắn lựa chọn cùng Diệp Thần Phong cộng đồng tiến thối, nếu như không có cái kia lựa chọn chính xác. Hắn Lý Á Quốc chỉ sợ cả đời tử đều là cái kia kẻ bất lực, cả đời cũng không thể đủ lại trước mặt nhiều người như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Lý Á Quốc nhìn quỳ trên mặt đất Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam, hai con ngươi trung thần sắc biến được càng tới càng lạnh như băng, mấy năm nay hắn minh bạch rất nhiều đạo lý, đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam nếu có cơ hội giết tử lời của hắn, 100% không hội hạ thủ lưu tình, như vậy Lý Á Quốc lại có cái gì mềm lòng lý do. Họng súng đen ngòm nhắm ngay Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam đầu, không chút do dự khấu động hai hạ cò súng, phanh. Phanh, hai tiếng súng hưởng, vang vọng tại không khí chung quanh chung, quỳ trên mặt đất Lý Á Thiên cùng Lý Á Nam, hai con ngươi không cam lòng trừng to đại, cuối cùng hai người thân thể đảo tại trên mặt đất. Lý Hồng Giang nhìn đến hắn con lớn nhất cùng nhị nhi tử tử tại trước mặt của hắn, hắn thân thể trong lực lượng dường như trong nháy mắt bị tát cạn. Người cũng tốt tượng tại trong chớp mắt lão mười mấy tuổi, cả người thân thể không ngừng run rẩy. Lý Á Quốc nhìn Lý Hồng Giang, nói rằng, ta không có giết ngươi, cũng không là mấy năm nay ngươi đối với ta có bao nhiêu tốt, mà là đang mẹ ta trước khi lâm chung viết xuống một phong thơ bên trong,
nàng từ đầu đến cuối đều không có hận qua ngươi, cũng cho ta không nên oán hận ngươi, thế nhưng ngươi cái này làm cha quá không xứng chức, ngươi đi đi. Sau đó hy vọng hai chúng ta cũng không muốn gặp lại. Lý Hồng Giang khom lưng, nhìn trước mặt cái này con nhỏ nhất, hắn tư sinh tử Lý Á Quốc, khóe miệng hắn xẹt qua một vòng thảm đạm dáng tươi cười. Hắn thật không có nghĩ đến hắn tiểu nhi tử hội tại M quốc quật khởi, nguyên nhân chỉ là làm đúng một cái lựa chọn, nếu như trước đây hắn chịu nghe Lý Á Quốc một câu, cho dù không muốn trợ giúp Diệp Thần Phong, cũng để cho Diệp Thần Phong bọn họ an toàn rời đi lời nói, sợ rằng ngày hôm nay Lý gia cũng không hội rơi vào kết cục này. Lý Hồng Giang không có xử lý Lý Á Thiên cùng Lý Á Quốc thi thể, khom lưng thân ảnh tại ánh mắt mọi người trung tiệm hành tiệm viễn, tiệm hành tiệm viễn. Thẳng đến tiêu thất tại Lý Á Quốc trong tầm mắt. Lý tiên sinh, trước đây có nhiều mạo phạm địa phương còn thỉnh ngài nhiều hơn tha thứ, sau đó có chuyện gì cứ việc tìm ta khẳng định giúp ngươi làm thỏa đáng. Lý tiên sinh, đợi một lát ta có thể nhất định muốn cùng ngươi tốt nhất uống vài chén rượu, sau đó có thời gian phải muốn nhiều hơn tụ tụ mới được. Người chung quanh nhìn đến sự tình tạm thời hạ xuống duy mạc, một đám sôi nổi nhiệt tình mở miệng đúng Lý Á Quốc bộ gần như. Thế nhưng Lý Á Quốc biết, đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần Phong quan hệ. Lý tiên sinh, chúng ta tiến trong trang viên mặt đi thôi. Hôm nay yến hội hay là muốn tiếp tục nữa? Lister nói rằng, Lý Á Quốc chỉ là điểm gật đầu, nín nhiều năm như vậy oán khí biến mất không còn chút nào, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng biến được trống rỗng, có loại không nói được cô đơn cảm giác. Sanofi gia tộc thành viên trung tâm bớt, thân thể yên lặng nằm tại trong trang viên mặt. Bàn tay phải của hắn trung cầm một khẩu súng, trên đầu không ngừng bốc lên ra máu tươi, từ lúc vừa rồi hắn nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Tổng thống Miller cùng nơi vừa nói vừa cười đi vào đại sảnh thời gian, hắn chỉ biết mình vô luận như thế nào cũng chạy không thoát một kiếp này, vì vậy hắn từ giày trong lấy ra một bả ẩn núp súng lục, lựa chọn tự sát, hy vọng dùng này có thể để đổi được hắn người nhà an toàn. Sanofi gia tộc trang viên trong đại sảnh, Diệp Thần Phong, Miller cùng Abbott ba người. Ngồi ở thư thích trên ghế salon, ba người bọn họ trong tay đều cầm một ly rượu đỏ, trong đại sảnh sớm liền chuẩn bị tốt đủ loại đồ ăn, muốn ăn cái gì có thể bản thân cầm, Diệp Thần Phong tại Tổng thống Miller trước mặt không có chút nào câu thúc, vừa ăn đồ đạc, vừa cùng Miller trò chuyện với nhau thật vui. Đi vào đại sảnh Lý Á Quốc, từng bước hướng Diệp Thần Phong đi tới, cách Diệp Thần Phong còn có một thước địa phương, người đàn ông này đột nhiên quỳ xuống, khẩu trung nói rằng, Diệp huynh đệ. Ngươi nghìn vạn không cần khuyên ta đứng lên, nếu không ta Lý Á Quốc thật không có mặt sống sót, ta không biết nên thế nào cảm tạ ngươi, quốc gia chúng ta có câu không phải như vậy nói mà. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nhưng hôm nay nếu không phải là bởi vì Diệp huynh đệ, ta Lý Á Quốc đời này tại M quốc cũng không quá khả năng thẳng lưng làm người, từ trước ta tuy rằng vẫn luôn là đứng, có thể này năm ngày, ta biết ta đứng, tại người khác trong mắt, cùng quỳ không có khác nhau chút nào. Cái này ba cái hưởng đầu là ta đúng Diệp huynh đệ ngươi cảm tạ, chân thành tha thiết cảm tạ. Phanh, 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 Lý Á Quốc không chút do dự dập đầu ba cái, thậm chí trên trán đều tràn ra máu tươi, gõ hoàn cái này ba cái hưởng đầu sau, hắn cười, cười đến đặc biệt hài lòng, đây cũng là hắn phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Chương 516, bị theo dõi. Diệp Thần Phong vội vã đi tới tướng Lý Á Quốc từ dưới đất phù lên. Cười khổ hỏi, Lý ca, có cần thiết như thế tích cực sao? Có, Lý Á Quốc trả lời như đinh chém sắt đạo, ngược lại tiếp tục nói, Diệp huynh đệ, nếu như ta Lý Á Quốc ngày hôm nay không để cho ngươi gõ ba cái hưởng đầu, chỉ sợ ta đời này cũng sẽ ăn ngủ không yên, ngươi nhường ta có thể đường đường chính chính làm người, phần ân tình này ta cả đời này cũng báo đáp không hoàn, nếu như tương lai Diệp huynh đệ cần ta địa phương, ta Lý Á Quốc cho dù liều mạng cái mạng này, cũng như cũ hội hướng về phía trước thứ giống nhau, cố định đứng tại ngươi bên này. Diệp Thần Phong nhìn đến Lý Á Quốc ánh mắt chân thành, hắn biết cho dù nhường Lý Á Quốc vì hắn đi tử, sợ rằng trước mặt cái này uất ức nửa đời người trung niên nam nhân cũng sẽ không có một giây đồng hồ do dự, cười vỗ vỗ Lý Á Quốc vai, hỏi, Lý ca, ngươi dự định theo ta hồi Hoa Hạ Quốc phát triển, còn tiếp tục lưu tại M Quốc. Lý Á Quốc cơ hồ là thốt ra, Diệp huynh đệ, ta Lý Á Quốc liền theo ngươi hồi Hoa Hạ Quốc đi không lý tưởng đi. Diệp Thần Phong nói rằng, Lý ca, ta biết ngươi theo ta hồi Hoa Hạ Quốc là muốn tìm cơ hội báo đáp ta, thế nhưng lúc này ngươi lưu tại M Quốc phát triển tiềm lực càng đại,
Ngươi ở đây M quốc sinh sống nửa đời người, đối với nơi này cũng cuối cùng là tương đối quen thuộc. Kỳ thực Lý ca ngươi ở đây M quốc giống nhau có thể báo đáp ta, không bằng ngươi ngay M quốc giúp ta bồi dưỡng một nhóm thế lực ra đi. Ta sẽ theo tứ đại gia tộc gia chủ lên tiếng chào hỏi, sau đó ngươi ở đây M quốc phát triển sẽ phải xuôi gió xuôi nước. Lý Á quốc đúng là bởi vì muốn báo đáp Diệp Thần Phong, tài muốn chọn theo Diệp Thần Phong hồi Hoa Hạ quốc, vừa định phải tiếp tục nói hai câu. Đã bị Diệp Thần Phong cấp trở ngăn cản, Lý ca, hai chúng ta tuy rằng thời gian chung đụng không lâu sau, thế nhưng ta thật tâm thật ý coi ngươi là làm huynh đệ đối đãi, huynh đệ trong lúc đó không có báo không báo đáp cái này loại thí thoại, sau đó ngươi tự an tâm lưu tại M quốc đi. Ta nghĩ ngươi từ trước một mực ngóng nhìn tại khối này trên đất hết khổ một ngày, hiện tại ngươi cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu thẳng ngực, chẳng lẽ không nên tại khối này trên đất nhiều tiêu sái tiêu sái. Nhớ kỹ đến lúc đó cấp ta tìm một tẩu tử, người kết hôn thời gian, ta khẳng định tới uống rượu mừng. Nghe được Diệp Thần Phong đều đem nói được phân thượng này, Lý Á quốc một quyền nhẹ nhàng nện ở Diệp Thần Phong ngực. Nói đến, Diệp huynh đệ, nếu như ta vẫn có thể gặp phải thích nữ nhân, tương lai kết hôn ai đều có thể đủ không hô thượng, tự là không thể đủ không hô thượng ngươi a. Đã như vậy, ta tự an tâm bang Diệp lão đệ ngươi ở đây M quốc bồi dưỡng được một nhóm thế lực tới. Sau đó Diệp lão đệ ngươi tới M quốc du ngoạn thời gian, có thể nhượng 3 năm cái chó săn theo ở bên cạnh ngươi nhượng ngươi sai xử, nhượng Diệp lão đệ ngươi ở đây M quốc trên đường phố, bất kể là đi ngang, còn là đi dọc, đều không người nào dám đến trước mặt ngươi mà nói câu thí thoại. Nhiều năm như vậy tích nén ở trong lòng mặt cơn giận dữ thả ra ngoài. Lý Á quốc tâm tính cũng biến thành đã khá nhiều, bất giác cùng Diệp Thần Phong khai khởi vui đùa tới. Diệp Thần Phong tướng Lý Á quốc giới thiệu cho Miller cùng Abbott nhận thức, có thể là bởi vì Diệp Thần Phong quan hệ, Tổng thống Miller tại Lý Á quốc trước mặt cũng không có đặt ra bất luận cái gì cái giá. Lý Á quốc dĩ nhiên không phải không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử, vội vã rót cho mình một ly rượu đỏ, trước kính Tổng thống Miller một chén, một hơi thở tướng một ly rượu đỏ tưới trong bụng. Sau đó, Lý Á quốc lại cho mình rót đầy một chén. Lần này là kính Abbott. Vẫn như cũ là không nói lời gì một hơi làm, Lý Á quốc hào sảng, nhượng Miller cùng Abbott đúng cái này Hoa Hạ quốc trung niên nam nhân có chút hảo cảm. Tổng thống, sau đó ta cái này vị Lý ca, nên muốn tại M quốc ở đây sáng lập một cái thế lực dưới đất, đến lúc đó còn có rất nhiều địa phương yêu cầu Tổng thống giúp đỡ a. Đến lúc đó Tổng thống có thể nhất định muốn giúp ta một chút cái này vị Lý ca. Diệp Thần Phong nâng chén vừa cười vừa nói. Sau đó... Diệp Thần Phong lại tướng ánh mắt nhìn về phía Abbott, nói rằng, Abbott tiên sinh, hai chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết, nói thật đi ngay từ đầu ta thật đúng là nghĩ ngươi chết tại thôn vệ đế quốc tụ tập địa bên trong. Sợ rằng ngay từ đầu Abbott tiên sinh ngươi cũng là giống như ta nghĩ cách đi. Khác không nói nhiều, chúng ta trước cạn một chén, sau đó ta cái này vị Lý ca, còn muốn thỉnh Abbott tiên sinh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Gặp Diệp Thần Phong sảng khoái lại trắng ra. Abbott cũng liền vội vàng nói, Diệp tiên sinh, từ trước sự tình ta không nói, sau đó chỉ cần ta có thể giúp đỡ bận, ta tuyệt đối không chối từ, Diệp tiên sinh người bạn này, ta Abbott là giao định. Lý Á quốc nhìn đến Diệp Thần Phong đang giúp tương lai của hắn lót đường, trong lòng càng là một trận cảm động, yên lặng phát thệ, tương lai nhất định muốn tại M quốc làm ra một phen rầm rộ sự nghiệp tới. Bởi Miller là M quốc tổng thống, bình thường có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tại yến hội cử hành đến một nửa thời gian, hắn liền nói với Diệp Thần Phong sáng tỏ nguyên nhân, cùng Abbott tại binh sĩ dưới sự bảo vệ, ly khai Sanofi gia tộc trang viên. Tại Miller sau khi rời đi, tứ đại gia tộc gia chủ Lister, Leonard, Machangsi cùng Sydney, lúc này mới có thể đủ đi đến Diệp Thần Phong bên cạnh, cùng Diệp Thần Phong tâm sự. Lister mang theo áy náy nói rằng, Diệp tiên sinh, ta ngày hôm nay cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cái kia dám đối với người bất kính Sanofi gia tộc thành viên, hắn đã là lựa chọn tự sát, Diệp tiên sinh nếu như còn không cần thiết khí, có yêu cầu gì có thể nói với ta. Đúng, Diệp tiên sinh, ngày hôm nay trận này yến hội có thể tại Sanofi gia tộc trang viên tổ chức, đây chính là Sanofi gia tộc vinh quang, Lister hỗn đản này lại vẫn thiếu chút nữa làm hư hại, Diệp tiên sinh ngươi có thể nghìn vạn không nên cùng người này khách khí. Leonard nói rằng... Diệp Thần Phong khoát tay áo,
nói rằng, ngày hôm nay trận này yến hội là các ngươi cho ta đặc biệt tổ chức, ta còn không có thật tốt cảm tạ các ngươi, đến nỗi chuyện lúc trước coi như xong đi. Bất quá, ta cái này vị Lý ca tại tương lai có thể phải tại M quốc sáng lập một cái thế lực dưới đất, đến lúc đó không thể thiếu cần các ngươi phải ủng hộ. Tứ đại gia tộc gia chủ vội vàng phách bộ ngực bảo đảm nói, Diệp tiên sinh, ngài hãy yên tâm, nếu như Lý tiên sinh muốn sáng lập thế lực của mình, chúng ta tứ đại gia tộc tuyệt đối là không giữ lại chút nào chống đỡ, không bằng ngày hôm nay chúng ta tự cấp ở đây những này người thấu cái phong, để tránh khỏi bọn họ sau đó chọc phải Lý tiên sinh. Rất nhanh tứ đại gia tộc gia chủ ở trong đại sảnh tuyên bố, tương lai Lý Á quốc muốn tại M quốc sáng lập thế lực sự tình, với lại bốn người bọn họ ý tứ rất rõ ràng, tứ đại gia tộc hội đem hết toàn lực chống đỡ Lý Á quốc. Điều này làm cho hôm nay tới tham gia yến hội cái khác thế lực dưới đất các đại lão là á khẩu không trả lời được, cho dù bọn họ muốn phản đối, bọn họ có cái này dũng khí sao? Kết quả là cũng chỉ có thể đủ sôi nổi nghênh hợp tứ đại gia tộc gia chủ. Trong lúc nhất thời, vô số hai ánh mắt lần thứ hai như ngừng lại Lý Á quốc trên người, ở đây những này người biết tương lai Lý Á quốc sáng lập thế lực, có tứ đại gia tộc chống đỡ, chắc chắn sẽ không so trong tứ đại gia tộc bất kỳ một gia tộc nào kém, bọn họ trong lòng đã nghĩ đến muốn như thế nào cùng Lý Á quốc đặt lên quan hệ. Lý Á quốc cảm thụ được chu vi một đôi ước ao, đố kỵ, cẩn cẩn rực rực, sùng kính vân. Vân một loạt tâm tình ánh mắt. Hắn tướng lưng cốt thẳng được càng thẳng tắp, nhìn ngồi ở bên cạnh hắn, so với hắn nhỏ hơn thật nhiều tuổi Diệp Thần Phong, nói lần nữa, Diệp huynh đệ, cảm ơn ngươi, ta tuyệt đối sẽ tại M quốc lăn lộn ra cá nhân dạng tới. TRUENCUATUI VN M quốc sự tình xem như là hoàn toàn kết thúc, thôn vệ đế quốc tại M quốc tụ tập địa người phụ trách mặc dù không có giải quyết hết, nhưng cuối cùng cũng chỗ tụ tập địa bị hủy diệt. Đồng thời Diệp Thần Phong cũng trợ giúp Lý Á quốc, những Lý Á quốc tại M quốc hoàn toàn quật khởi, đến nỗi tương lai Lý Á quốc đến cùng có thể đi đến một bước kia. Cái này muốn nhìn Lý Á quốc bản lãnh của mình. M quốc thủ đô sân bay, Diệp Thần Phong, Ninh Vũ Đình cùng Minh Vương Tổ mọi người, ngày hôm nay cuối cùng là có thể hồi hoa hạ quốc, Lý Á quốc vì Diệp Thần Phong bọn họ tiễn đưa. Tại Diệp Thần Phong bọn họ đi vào phi trường chờ đại sảnh thời gian. Sân bay chờ đại sảnh bên ngoài xuất hiện một người mặc gợi cảm, khuôn mặt mang một bộ che đậy nửa khuôn mặt kính dâm nữ nhân, như ánh mắt của người từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào chờ trong đại sảnh, khóe môi nhếch lên hữu ý vô ý dáng tươi cười, lẩm bẩm, người nước hoa, người không nên cao hứng quá sớm, không có bất kỳ một cái nào nam nhân có thể chạy ra ta Angelina lòng bàn tay, ta cùng ngươi đi hoa hạ quốc vui đùa một chút. Chung quanh rất nhiều nam nhân đều không tự chủ bị cái này tên nữ người khí chất trên người hấp dẫn, có chút nam nhân hận không thể lập tức tướng người nữ nhân này đặt ở thân thể của chính mình hạ, đây là Angelina thu liễm trên người mị khí kết quả đi. Nếu như Angelina không có thu liễm, sợ rằng chung quanh tất cả nam nhân đều muốn hướng nàng phi nhào qua, có thể thấy được trời sinh mi cốt đối với nam nhân lực hấp dẫn có bao nhiêu to lớn. Ngồi ở phi trường chờ trong đại sảnh Diệp Thần Phong. Hắn tổng cảm giác hình như có người ở nhìn hắn chằm chằm. Khi hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía chờ đại sảnh bên ngoài thời gian, tịnh không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, Angelina từ lâu kinh ly khai. Chương 517, trở về kinh thành. Một giá bay đi hoa hạ quốc kinh thành máy bay, từ M quốc thủ đô chậm rãi bay lên, lần này M quốc chi đi, đối với Diệp Thần Phong, Ninh Vũ Đình cùng Binh Vương Tổ mọi người mà nói. Cuối cùng là một hồi hữu kinh vô hiểm lữ trình, đang ngồi lên phi cơ sau, Ninh Vũ Đình cùng Binh Vương Tổ rất nhiều thành viên đều thoải mái ngủ vừa cảm giác, tại M quốc trong khoảng thời gian này đối với bọn hắn mà nói đặc biệt uể oải, nếu như không có Diệp Thần Phong đúng lúc tới trợ giúp, chỉ sợ bọn họ những này người cũng đều muốn toàn quân bị diệt. Lần này tuy rằng tiến nhập thôn vệ đế quốc tại M quốc tụ tập địa, thế nhưng Diệp Thần Phong đối với thôn vệ đế quốc cái tổ chức này hiểu rõ vẫn như cũ là mơ hồ, tốt lần này M quốc chi đi, hắn cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu Binh Vương Tổ thống soái Ngô quốc thiên tướng Binh Vương Tổ giao cho hắn, điều này cũng làm cho hắn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được cao thủ lòng tin. Cổ họng trong hơi thở dài một hơi, Diệp Thần Phong cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị xong tốt ngủ một cái giấc ngủ, đợi được hắn vừa cảm giác khi tỉnh ngủ. Máy bay đã là bay đến kinh thành bầu trời, chậm rãi rơi xuống kinh thành phi trường quốc tế.
Từ trên phi cơ đi xuống sau, Ngô Quốc Thiên cái này lão đầu là chuẩn bị hoàn toàn đương vung tay trưởng quý, vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, ngữ trọng tâm trường nói rằng, Thần Phong, sau đó binh vương tổ ta tự giao cho ngươi, lão nhân ta từ hôm nay trở đi sẽ du sơn ngoạn thủy đi, hy vọng lần sau chúng ta lại lúc gặp mặt, ngươi có thể nhường ta thấy càng nhiều hơn kinh hỉ, ta sẽ gọi điện thoại hướng quốc gia những người đó lên tiếng chào hỏi, nói ta đã đem binh vương tổ giao cho ngươi. Nói xong, Ngô Quốc Thiên lại nhìn một chút binh vương tổ mọi người, nói rằng, tốt, các ngươi cũng không nên luyến tiếc ta. Các ngươi theo Thần Phong tiểu tử này, tương lai tiền đồ càng đại, không nên mỗi một người đều khóc tăng gương mặt, lão nhân ta lại không phải muốn đi gặp Diêm Vương gia. Ngô Quốc Thiên đi nhanh hướng xa xa đi tới, thẳng đến bóng lưng của hắn tại trong tầm mắt của mọi người dần dần không rõ, kỳ thực Ngô Quốc Thiên cái này lão đầu trong lòng vẫn là vô cùng luyến tiếc binh vương tổ. Dù sao binh vương tổ chung rất nhiều thành viên là hắn nhìn lớn lên, có thể hắn biết binh vương tổ thành viên tại hắn thuộc hạ, thực lực không hội lại đại mức độ tiến bộ, cho nên hắn mới có thể cam tâm tình nguyện đem binh vương tổ giao cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bởi trước đó không có nói cho người của Diệp gia. Ngày hôm nay hội đến kinh thành sự tình, cho nên Diệp gia không ai tới sân bay nhận hắn, đúng binh vương tổ Vương Lực nói rằng các ngươi về trước binh vương căn cứ đi. Ta ngày mai hội rút thời gian đã tới một chuyến. Vương Lực đảng binh vương tổ thành viên không có nhiều lời vô ích, hướng Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình chào hỏi một tiếng sau, liền sôi nổi ly khai kinh thành phi trường quốc tế. Diệp Thần Phong cánh tay ôm Ninh Vũ Đình eo thon nhỏ, hỏi, Vũ Đình, hiện tại đúng lúc là ăn cơm thời gian, nếu không ngươi cùng ta cùng nơi hồi Diệp ra giải quyết dừng lại bữa trưa đi. Ninh Vũ Đình lắc đầu, nói rằng, Thần Phong, lần này đi M quốc chấp hành nhiệm vụ. Ta cũng có một đoạn thời gian thật lâu chưa từng thấy qua Thiến Thiến hiện tại chắc còn ở đến trường, ta trực tiếp đi nàng trường học nhìn nàng một cái, thuận tiện nhận nàng đi ra ăn cơm trưa, ngươi còn là bản thân trở về đi. Ta nghĩ Diệp lão gia tử bọn họ khẳng định đặc biệt lo lắng ngươi, Thần Phong, lần này thật cảm ơn ngươi. Diệp Thần Phong không chút khách khí tại Ninh Vũ Đình mông thượng niết một bả. Nói rằng, ta ngươi trong lúc đó dùng được nói lời cảm tạ sao? Nếu như ngươi thật phải cảm ơn ta, cũng có thể là ở trên giường thật tốt biểu hiện đi. Nhiều học một ít tân đa dạng, lần sau chúng ta tại đại chiến cái vài trăm hiệp. Ninh Vũ Đình đôi má đỏ bừng một phiến, một đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, ngươi có thể không thể chính kinh một điểm. Không nên luôn luôn thích tại cái này loại công cộng trường hợp khi dễ ta. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, trên đời này có người nào nam nhân là nghiêm chỉnh? Này cái gọi là nghiêm chỉnh nam nhân, chẳng qua là mang một cái giả tạo mặt nạ mà thôi, nếu như trên đời này nam nhân đều nghiêm chỉnh, ta xem nhân loại đã sớm diệt tuyệt. Ninh Vũ Đình hậu chi hậu giác hỏi, Thần Phong, nam nhân chính không đứng đắn lúc nào lại cùng nhân loại diệt bất diệt tuyệt kéo lên quan hệ. Người cái này đều không phải miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ mà. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười xấu xa, tấu gần Ninh Vũ Đình tai bên cạnh, thấp giọng nói rằng, Vũ Đình, phương diện này quan hệ cũng lớn đi. Ngươi nói một cái nghiêm chỉnh nam nhân hội cùng nữ nhân ở trên giường hắc hiu sao? Nếu như không hắc hiu nhân loại đều không phải đã sớm muốn diệt tuyệt sao? Cho nên cái này muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách lão thiên gia, vì sao nam nhân cùng nữ nhân cần phải muốn hắc hiu sau đó tài năng sinh hài tử? Nếu như dắt cái tay là có thể sinh hài tử, nam nhân sẽ phải biến được chính kinh nhiều. Cho nên nói chúng ta nam nhân là vì không cho nhân loại diệt sạch, mới có thể cần cù chăm chỉ tại trên người nữ nhân không chối từ lao khổ công tác. Cái này trên thế giới cũng chỉ có một loại động vật có thể để hình dung chúng ta nam nhân, đó chính là tại địa trong cần lao cày ruộng con bò già, chúng ta đều là không cầu hồi báo đang làm việc a. Ninh Vũ Đình nghe được Diệp Thần Phong trong miệng oai đạo lý là một đống lớn. Trực tiếp tránh ra khỏi Diệp Thần Phong cánh tay, chặn một chiếc taxi, tại bên trong xe taxi hướng Diệp Thần Phong đẹp đẽ phất phất tay. Diệp Thần Phong nhìn Ninh Vũ Đình ngồi xe taxi xa xa, hắn cũng gọi một chiếc xe taxi chuẩn bị trở về Diệp gia. Diệp gia trong biệt thự, lúc này điểm, đúng lúc là ăn cơm trưa thời gian, Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng, Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiện cùng Diệp Thần Phong tương lai tiểu thẩm Ninh Mẫn Yến, ba người này ngồi ở trước bàn ăn cơm trưa. Diệp lão gia tử sắc mặt rất không đẹp, một đôi mạnh mẽ hai con ngươi từ đầu đến cuối hữu ý vô ý chừng mắt Diệp Đông Kiệt,
từ lần trước Diệp Thần Phong không chào hỏi đi hướng tới M Quốc, trợ giúp Minh Vương tổ chấp hành nhiệm vụ sau, cái này kiện sự tình bị Diệp Lão Gia Tử đã biết, là tướng Diệp Đông Kiện mắng cái vòi phun máu chó, ai nhượng Diệp Đông Kiện là Diệp Thần Phong tiểu thúc ni. Ai nhượng Diệp Đông Kiện trước đây không có ngăn Diệp Thần Phong ni. Tại Diệp Lão Gia Tử xem ra Diệp Thần Phong người cháu này thế nhưng so Diệp ra hết thảy đều tới trọng yếu. Diệp Lão Gia Tử để xuống đôi đũa trong tay, hướng Diệp Đông Kiện hỏi, Đông Kiện, Thần Phong đã đi M Quốc nhiều ít ngày. Người cái làm thiếp thúc thật đúng là mẹ nó là Thần Phong trưởng bối. Như thế nhiệm vụ nguy hiểm tự trơ mắt nhìn người cháu ruột đi thi hành. Theo ta thấy người trước đây nên đại thế Thần Phong đi, như vậy tài có làm trưởng bối hình dạng. Diệp Đông Kiện cúi đầu ăn cơm, trong miệng thầm thì thầm nói, cho dù ta nghĩ phải thay thế Thần Phong đi M Quốc, sợ rằng binh vương tổ người cũng sẽ không đáp ứng, ta đi đều không phải cản trở nguyên liệu mà. Đối với thực lực của chính mình Diệp Đông Kiện vẫn là vô cùng có tự biết rõ. Đông Kiện, người cái hỗn tiểu tử, người nói nhỏ nói cái gì đó. Lẽ nào cho rằng lỗ tai của ta điếc không được sao? Người phải nhớ kỹ, Thần Phong là cháu của ngươi. Với lại Thần Phong cha mẹ của lại đi sớm, lẽ nào ngươi cái này làm thiếp thúc không thể quá nhiều chiếu cố một chút chính ngươi cháu ruột sao? Nói, Diệp Lão Gia Tử lại có một ít thương cảm. Ninh Mẫn Hiến ở vào thời điểm này thủy chung là bảo trì trầm mặc, tuy rằng Diệp Thần Phong đi hướng tới M Quốc, là bởi vì nàng trước đây thông chi Diệp Thần Phong hậu quả, nhưng Diệp Đông Kiện không là vị hôn phu của nàng mà. Cái này loại hắc hoa đương nhiên là muốn nam nhân của nàng giúp nàng lưng. Vừa nhắc tới Diệp Thần Phong cha mẹ của, Diệp Đông Kiện khuôn mặt cũng hiện đầy thương cảm, thở dài một hơi nói rằng, ba, nói thật ra, điều không phải ta không muốn chiếu cố Thần Phong đứa cháu này, có thể tại Thần Phong trước mặt ta cái này làm thiếp thúc quá thiếu nhìn, ta xem Thần Phong trái lại chiếu cố ta còn không sai biệt lắm, bất quá, chỉ cần là Thần Phong yêu cầu ta cái này tiểu thúc địa phương, coi như là đao sơn nổi chảo, con mắt của ta cũng không hội chớp thoáng cái. Gia gia, tiểu thúc, tiểu thẩm. Xem ra ta trở về còn thật là đúng lúc, vừa vặn bụng của ta đói bụng. Diệp Thần Phong trực tiếp ngồi ở Diệp Đông Kiện bên cạnh. Thần Phong, Diệp Lão Gia Tử, Diệp Đông Kiện cùng Ninh Mẫn Hiến cơ hồ là miệng đồng thanh. Thế nào, mọi người thấy ta trở về lẽ nào không cao hứng sao? Diệp Thần Phong trong miệng một mặt nhai một khối xương sườn, vừa nói. Nhanh, nhanh ngồi vào Gia Gia bên người tới, người đi M Quốc mấy ngày nay. Gia gia ta thế nhưng lo lắng phá hủy, mỗi ngày cần phải muốn mạ thượng ngươi tiểu thúc vài câu, ta tài năng đủ miễn cưỡng an tâm a. Ngươi nói ngươi nếu như lại xảy ra chút chuyện gì, gia gia ta là thật sống không nổi nữa. Diệp Lão Gia Tử lúc còn trẻ, ở trên chiến trường thế nhưng một cái mãnh liệt người, cho dù là bây giờ đang đối mặt người khác thời gian, trên người vẫn như cũ là hội tản mát ra một luồng mạnh mẽ khí thế, mà giờ khắc này hốc mắt của hắn nhưng có chút đã ươn ướt. Gia gia, ta cái này đều không phải thật tốt sao? Ngài hãy yên tâm, cái này trên thế giới có thể muốn tôn tử của ngài mệnh người, còn không có sinh ra ni. Diệp Thần Phong cười an ủi Diệp Lão Gia Tử. Chương 518, còn muốn không để cho chúng ta sống. Theo Diệp Thần Phong trở về kinh thành tin tức truyền tới Võ Gia, Võ Lão Gia Tử Võ An Quốc, phụ thân của Võ Hiểu Phỉ Võ Chí Phương, Võ Hiểu Phỉ tiểu thúc Võ Khôn Minh. Cùng với đang kinh thành đại học y khoa đi học Võ Kiệt, sôi nổi tại trước tiên chạy tới Diệp gia, đương nhiên đang đi làm Võ Hiểu Phỉ khi biết Diệp Thần Phong trở về tin tức sau, nàng là người đầu tiên chạy về Diệp gia. Võ Hiểu Phỉ khi biết Diệp Thần Phong đi M Quốc trợ giúp binh vương tổ chấp hành nhiệm vụ sau, mấy ngày nay nữ nhân này trên căn bản là cả ngày đều mất hồn mất vía, có đôi khi thậm chí là đi ăn cũng sẽ ở nơi nào ngẩn người, có thể nghĩ trong lòng nàng là luôn luôn đều đang lo lắng Diệp Thần Phong. Võ Hiểu Phỉ chạy về Diệp gia, khi nhìn đến Diệp Thần Phong sau, liều lĩnh nhào vào Diệp Thần Phong trong ngực, ôm thật chặt Diệp Thần Phong, cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người quen thuộc vị, mấy ngày nay hoảng loạn lập tức biến mất vô tung ảnh, khá vì không hài lòng trừng mắt một cái Diệp Thần Phong, hỏi Thần Phong, người muốn đi M Quốc trợ giúp binh vương tổ chấp hành nhiệm vụ, trước đó thế nào đều bất hòa ra ra thương lượng một chút. Làm hại chúng ta đều như thế lo lắng ngươi. Diệp Thần Phong cái mũi ngửi Võ Hiểu Phỉ phát hương, nghiêm trang nói, vợ, sau đó lão công tất cả hành tung hội trước tiên hồi báo cho ngươi, lần này ta nguyện ý tiếp thu lão bà nghiêm phạt. Võ Hiểu Phỉ nhìn đến Diệp Thần Phong bộ dáng này,
nhịn không được khóe miệng xẹt qua một vòng dáng tươi cười, hỏi Thần Phong, vậy ngươi nói ta muốn thế nào trừng phạt ngươi? Diệp Thần Phong một bộ trầm tư suy nghĩ sau, thấp giọng nói rằng, vợ, ta nghĩ tới nghĩ lui cho rằng ngươi ở trên giường nghiêm phạt ta, ta nhượng ngươi ở đây ta phía trên là trừng phạt nghiêm khắc nhất, phải biết rằng đối với ta như vậy cường thế nam nhân. Thông thường làm sao có thể nhượng nữ nhân ở ta phía trên? Võ Hiểu Phỉ đôi má xấu hổ đến đỏ bừng, một bên Diệp Đông Kiện nói rằng, Thần Phong, Hiểu Phỉ, hai người các ngươi có thể không nên ở trước mặt ta tú ân ái sao? Tiểu thúc ta thế nhưng đố kỵ rất. Tiểu thúc, ta nghĩ nếu như tiểu thẩm tại nơi này, ngươi 100% không dám nói dạng như vậy, ngươi chừng nào thì đã ở trước mặt chúng ta cùng tiểu thẩm tú tú ân ái. Diệp Thần Phong điều vừa cười vừa nói, vừa rồi Ninh Mẫn Hiến tại Diệp Thần Phong khẩu trung biết được tỷ tỷ của nàng Ninh Vũ Đình cũng sau khi trở về, tại hướng Diệp Thần Phong nói lời cảm tạ xong, liền vội vàng đi tìm tỷ tỷ của nàng Ninh Vũ Đình. Thần Phong, tiểu tử ngươi cuối cùng là trở về, ngươi có biết hay không mấy ngày nay Trấn Hồng có bao nhiêu lo lắng ngươi? Còn có ta tôn nữ Hiểu Phỉ là mỗi ngày cơm nước không nghĩ. Đương nhiên ta lão đầu tử này cũng rất quan tâm an nguy của ngươi a. Sau đó như thế nhiệm vụ nguy hiểm có thể đẩy xuống tự toàn bộ đẩy xuống, ngươi nói ngươi cũng không phải binh vương tổ người, binh vương tổ dựa vào cái gì muốn cho ngươi đi giúp đỡ. Võ lão gia tử Võ An Quốc đi vào Diệp gia đại sảnh. Nhìn đến Diệp Thần Phong đầu tiên mắt, đã nói một đại đoàn lời nói, bất quá, lời từ hắn chung cũng có thể nghe được ra, hắn đúng Diệp Thần Phong chân thành tha thiết quan tâm. Võ Chí Phương, Võ Khôn Minh cùng Võ Kiệt đi theo Võ An Quốc phía sau, Võ Kiệt tiểu tử này vừa thấy được Diệp Thần Phong tự lập tức biến được cợt nhả. Hưng phấn đi lên trước hỏi, tỷ phu, ta nghe nói người đi M quốc chấp hành hạng nhất đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm. Có không có phát sinh cái gì chuyện thú vị? Ngươi nhanh nói cho ta một chút. Tiểu Kiệt, ngươi thiếu quấn quýt lấy tỷ phu ngươi, hôm nay là ai cho phép ngươi từ trong trường học đi ra? Nhìn tại Thần Phong trở về mặt mũi, ngày hôm nay ta để ngươi buông lỏng một chút, sau đó lại muốn chạy trốn khóa trốn học, đừng trách ta nhượng ngươi mụ giảm thiểu ngươi mỗi tháng tiền tiêu vặt. Võ lão gia tử không vui nói. Võ Kiệt tiểu tử này cúi đầu không nói, bất quá, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười đắc ý. Hắn biết phàm là cùng anh rể hắn Diệp Thần Phong kéo lên quan hệ sự tình, hắn tự tuyệt đối không sẽ phải chịu trừng phạt. Trong lòng đúng Diệp Thần Phong sùng bái là không cần nói cũng biết. Thần Phong, người Võ Gia Gia nói đúng vô cùng, sau đó loại nhiệm vụ này phải trải qua sự đồng ý của ta, người tài năng đủ đi chấp hành, trừ phi ngươi có một ngày trở thành binh vương tổ thống soái. Diệp lão gia tử cũng mở miệng nói rằng, binh vương tổ thống soái có thể không phải ai đều có thể đủ tùy tiện lên làm, tại Diệp Đông Kiện chúng nhân xem ra Diệp Thần Phong tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng có thể lên làm binh vương tổ thống soái hy vọng vẫn là vô cùng xa vời. Thần Phong, chờ ngươi lên làm binh vương tổ thống soái ngày nào đó, nhớ kỹ đem ngươi tiểu thúc ta cũng chiêu tiến binh vương tổ bên trong, cũng để cho ngươi tiểu thúc ta uy phong uy phong. Diệp Đông Kiện vừa cười vừa nói, hoàn toàn là một bộ không cho là đúng khẩu khí. Thần Phong, nhớ kỹ đến lúc đó cũng đem ta cấp sao thượng, ta thế nhưng Hiểu Phỉ tiểu thúc, Hiểu Phỉ gả cho ngươi sau đó, ta coi như là ngươi thúc thúc đi. Ta cũng đã sớm nghĩ muốn gia nhập binh vương tổ, Võ Hiểu Phỉ tiểu thúc Võ Khôn Minh thuận miệng nói rằng. Cái này hai người trong lòng đúng Diệp Thần Phong là có thật sâu oán niệm, lòng tự tin một lần lại một lần tại Diệp Thần Phong thực lực cường hãn trước mặt bị đạp toái, cho nên hai người bọn họ tài muốn nhân cơ hội này bẩn thỉu Diệp Thần Phong. Tiểu thúc, Võ thúc thúc, hai người các ngươi thật nghĩ muốn gia nhập binh vương tổ. Như vậy ngày mai cùng đi với ta binh vương căn cứ, ta giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng này. Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào nói rằng. Thần Phong, ngươi là đang cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Binh vương tổ thành viên là yêu cầu đi qua tầng tầng tuyển chọn, lại mà phải muốn có binh vương tổ thống soái tán thành, cuối cùng tài năng đủ chính thức gia nhập binh vương tổ, ngươi có quyền gì nhượng chúng ta gia nhập? Diệp Đông Kiện ý định muốn nhượng Diệp Thần Phong ăn một lần biết. Đúng vậy, Thần Phong, lẽ nào ngươi thật đúng là cho là mình là binh vương tổ thống soái? Võ Khôn Minh cũng phụ họa gật đầu nói. Diệp Thần Phong nhún vai, từ trong túi móc ra một khối trước đây Ngô Quốc Thiên giao cho hắn thống soái lệnh bài, trực tiếp quân lệnh bài ném vào trước mặt trên bàn, vừa cười vừa nói, tiểu thúc, Võ thúc thúc, thật đúng là không khéo, ta hiện tại chính là binh vương tổ thống soái.
nhượng hai người các ngươi gia nhập binh vương tổ còn đều không phải chuyện một câu nói. Bất quá mà, đến lúc đó các ngươi gia nhập binh vương tổ, cũng đều phải rất cung kính hô ta một tiếng thống soái. Mọi người ở đây nhìn đến bị Diệp Thần Phong ném ở trên bàn kim sắc lệnh bài sau, mỗi một người đều không có ở trước tiên phục hồi tinh thần lại, trái lại võ lão gia tử cầm lấy tấm lệnh bài kia, nhìn trên lệnh bài có khắc một cái thật to, binh tự, sờ trên lệnh bài đặc thù văn lộ, hô hấp biến được dồn dập, quân lệnh bài đưa cho Diệp lão gia tử nói rằng, Trấn Hồng, ngươi xem một chút cái này tấm lệnh bài có phải thật vậy hay không? Diệp lão gia tử tiếp nhận lệnh bài sau, cũng đặc biệt cẩn thận lăn qua lộn lại tra xét, ánh mắt biến được càng sáng sủa lên, trái lại Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh vẻ mặt nụ cười nói rằng, Thần Phong, tiểu tử ngươi lúc nào đổi nghề làm bộ? Liên binh vương tổ thống soái lệnh bài cũng dám bản sao? Nhưng mà, kế tiếp Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử một câu nói, những cái này hai người hoàn toàn ngốc mạo, cái này tấm lệnh bài là thật, Thần Phong, ngươi từ nơi nào có được? Cái gì? Khối này binh vương tổ thống soái lệnh bài là thật. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh chật vật nuốt nước bọt, phải biết rằng binh vương tổ thống soái địa vị tại Hoa Hạ quốc thế nhưng đặc biệt cao, coi như là Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử cũng sẽ đối binh vương tổ thống soái khách khí, nói cách khác binh vương tổ thống soái địa vị cũng không so quốc gia trước 10 vị người lãnh đạo thấp, chỉ bất quá binh vương tổ là chuyên môn phụ trách an ninh quốc gia, trong tay tỉnh không có trong chính trị thực quyền. Cái này tấm lệnh bài là Ngô lão đầu giao cho ta, hắn không dự định làm tiếp binh vương tổ thống soái, cho nên tướng binh vương tổ giao cho ta, hiện tại cái này lão đầu nên là đi du sơn ngoạn thủy, dù sao vào hôm nay chi nội, hắn sẽ phải gọi điện thoại cho quốc gia chúng ta vài cái trọng yếu người lãnh đạo, nói với bọn họ minh bạch chuyện này. Diệp Thần Phong đơn giản giải thích một chút. Ta chỉ biết tỷ phu ta là cái này trên thế giới nhất ngưu bê. Binh vương tổ bên trong thành viên có thể bọn chúng đều là cao thủ, sau đó xem ra ta cũng có thể đi binh vương tổ bên trong rèn luyện. Võ Kiệt hứng thú ngẩng cao nói rằng, ngược lại, lại rất khinh thường hướng Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh dựng lên một ngón giữa, nói rằng, tiểu thúc, Diệp thúc thúc, hai người các ngươi hay là ta tỷ phu trưởng bối ni. Ta gặp các ngươi sau đó còn là theo chân tỷ phu ta lăn lộn đi. Các ngươi là bất kỳ địa phương nào đều so ra kém tỷ phu ta. Bại bởi tỷ phu ta cũng không mất mặt. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh thật có loại muốn chửi má nó xung động, Diệp Thần Phong tài nhiều ít tuổi. Còn trẻ như vậy là có thể ngồi trên binh vương tổ thống soái chỗ ngồi. Cái này còn có muốn hay không để cho bọn họ sống. Bọn họ hai cái phát hiện mỗi lần cùng với Diệp Thần Phong chỉ có bị khinh bỉ phần, bởi vì Diệp Thần Phong thật sự là quá yêu nghiệt, căn bản để cho bọn họ hai cái làm trưởng bối không đất dung thân. Chương 519, say rượu. Diệp lão gia tử nhìn bắt tay vào làm chung thứ thiệt binh vương thống soái lệnh bài, trầm tư sau một lát, trên mặt khiếp sợ từ từ phai đi, cau mày nói rằng, Thần Phong, binh vương tổ thống soái vị trí thế nhưng không phải chuyện đùa, ta xem lần này chỉ là Ngô Quốc Thiên một xương tình nguyện đem thống soái vị trí tặng cho ngươi, quốc gia cao tầng những lão đầu tử kia rất nhiều cũng sẽ phản đối, bất quá, ta và ngươi võ gia gia khẳng định hội ủng hộ ngươi. Võ lão gia tử điểm gật đầu, nói rằng, kỳ thực dùng Thần Phong năng lực ngồi trên binh vương tổ thống soái vị trí là dư xài, lại nói Ngô Quốc Thiên đem tượng trưng cho binh vương thống soái lệnh bài giao cho Thần Phong, bọn họ có quyền gì không đồng ý Thần Phong ngồi trên binh vương tổ thống soái vị trí. Ta võ An Quốc coi thường nhất này không có bản lĩnh nhưng lại muốn đỏ mắt người. Gia gia, võ gia gia, ta đúng binh vương tổ thống soái vị trí một chút hứng thú cũng không có, bất quá. Ta muốn đào tạo ra một nhóm siêu cấp cao thủ tới, binh vương tổ thành viên nội tình đặc biệt tốt, có thể nhường ta tại so sánh thời gian ngắn ngủi nội đạt được cái mục tiêu này. Diệp Thần Phong đối với quyền lợi các loại hoàn toàn không có hứng thú, hắn biết nếu như đẳng thực lực của hắn có thể cười ngạo toàn thế giới, như vậy cái gọi là quyền lợi ở trước mặt hắn cũng thay đổi thành chó má. Thần Phong, ngươi muốn đào tạo ra một nhóm siêu cấp cao thủ tới. Như vậy trải qua ngươi huấn luyện. Hiện tại binh vương tổ thành viên thực lực có thể đề thăng nhiều ít. Diệp lão gia tử rất tò mò hỏi. Diệp Thần Phong tại trong lòng đánh giá một chút, nói rằng cụ thể có thể để cho bọn họ đề thăng nhiều ít thực lực chữ số ta không có cách gì phỏng chừng, bởi vì mỗi người tiềm lực đều bất đồng, bất quá, tối thiểu có thể nhượng thực lực của bọn họ, tại bây giờ cơ sở thượng trở mình gấp 5 lần tả hữu. Đây là bảo thủ nhất sự đánh giá. Tương lai đến cùng bọn họ tại trong tay của ta có thể đề thăng tới trình độ nào?
còn phải chờ ta thực tế thao tác tài năng đủ gặp rõ ràng. Nhượng Minh Vương tổ thành viên thực lực đề thăng gấp 5 lần. Đây là bảo thủ nhất phỏng chừng. Phải biết rằng Minh Vương tổ thành viên mỗi một cái tại Hoa Hạ Quốc đều có thể đủ xưng là từng binh sĩ chi vương. Nói cách khác bọn họ thực lực bây giờ đến một cái bình cảnh giai đoạn, tình hình Trung Hạ cả đời cũng không đột phá nổi bình cảnh này. Mà Diệp Thần Phong lại có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, tối thiểu tướng Minh Vương tổ thành viên thực lực đề thăng gấp 5 lần. Cái này không chẳng khác nào là có thể trợ giúp Minh Vương tổ thành viên đột phá bình cảnh, nhượng Minh Vương tổ thành viên bước vào một khác cái toàn thế giới mới chung mà. Thần Phong, người thật có năng lực nhượng Minh Vương tổ thành viên, tại bây giờ cơ sở thượng thực lực tối thiểu đề thăng gấp 5 lần. Diệp lão gia tử có chút không dám tin nghi vấn hỏi. Gia gia, ta lúc nào thích nói mạnh miệng, các ngươi tự mỏi mắt mong chờ đi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Thần Phong, võ gia gia ta tin tưởng lời của ngươi nói. Ngươi nhìn ngươi có thể không thể đủ cũng giúp ta huấn luyện một ít binh sĩ. Ta không nên cầu thực lực của bọn họ tại bây giờ cơ sở nâng lên thăng gấp 5-6 lần, chỉ cần có thể đề thăng gấp 2-3 lần ta tự đủ hài lòng. Võ lão gia tử tặc hề hề cười nói. Võ gia gia, chờ ta sau đó có rảnh rỗi, rút thời gian đi quân khu trong giúp ngươi chỉ đạo bọn họ. Diệp Thần Phong thuận miệng đáp ứng. Thần Phong, chúng ta đây có thể cứ như vậy quyết định, ngươi có thể nghìn vạn không nên gạt ta lão đầu tử này a. Võ lão gia tử rất cao hứng nói. Một bên đã sớm nóng lòng muốn thử Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh, khi nhìn đến Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử cuối cùng là ngừng đặt câu hỏi, bọn họ hai cái tài vẻ mặt nịnh nọt nụ cười tới gần Diệp Thần Phong, Diệp Đông Kiện nói rằng, Thần Phong, ta là ngươi tiểu thúc, ta là ngươi thân tiểu thúc đi. Chúng ta hai chú cháu từ trước đến nay là chẳng phân biệt được ta ngươi. Chờ ngươi muốn huấn luyện Minh Vương tổ thành viên thời gian, thuận tiện cũng đem ta cấp mang theo thế nào. Võ Khôn Minh cũng gấp bận lên tiếng, Thần Phong, tuy rằng ta không là của ngươi thân thúc thúc, nhưng ta là hiểu phỉ thân thúc thúc, trừ phi ngươi không coi hiểu phỉ là thành nữ nhân của ngươi, bằng không ta coi như là ngươi thúc thúc, dù sao ngươi nhiều huấn luyện một hai người, cùng thiếu huấn luyện một hai người, không có bất kỳ khác biệt gì. Ta đã sớm muốn để thăng thực lực, đáng tiếc bất kể ta làm như thế nào, cũng để không thăng nổi đi. Diệp Thần Phong nhìn đùa giỡn bảo Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh, khóe miệng một vòng nụ cười quỷ dị chợt lóe lên, nói rằng, tiểu thúc, võ thúc thúc, ta có thể cho các ngươi gia nhập trong khi huấn luyện, bất quá. Ta đem từ tục tiểu nói trước, chỉ cần các ngươi hai cái một gia nhập đến trong khi huấn luyện, tự tuyệt đối không thể đủ trên đường rời khỏi, nếu như các ngươi không có làm tốt như vậy chuẩn bị. Ta khuyên hai người các ngươi còn là không muốn gia nhập tốt. Thần Phong, người tiểu thúc cũng quả thực nên muốn rèn luyện, nếu như hắn có dũng khí trên đường chạy ra huấn luyện của ngươi, ta cắt đứt chân của hắn. Diệp lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói rằng. Đúng, Thần Phong, người tự tốt tốt huấn luyện Khôn Minh, hắn cái này điểm ba chân mèo thân thủ, cầm đi ra ngoài có thể thật là mất mặt xấu hổ, nếu như hắn có dũng khí trên đường rời khỏi, ta để hắn cả đời cũng không nên bước vào võ gia đại môn. Võ lão gia tử cũng lập tức lên tiếng. Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh nhìn đến Diệp Thần Phong khóe miệng hữu ý vô ý dáng tươi cười, bọn họ hai cái cảm giác lưng cốt thượng lạnh siêu siêu, trực giác nói cho bọn hắn biết, bọn họ hai cái là bản thân tướng bản thân hướng tới hố lửa bên trong đầy, có thể lúc này bọn họ hai cái lão nhân đều lên tiếng, bọn họ căn bản cũng không có đổi ý quyền lợi. Tròn một buổi chiều, Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử đều đang cùng Diệp Thần Phong nói chuyện phiếm, ngày hôm nay Diệp ra bữa này cơm tối có vẻ đặc biệt náo nhiệt, bởi vì võ gia người toàn bộ lưu lại dùng cơm, tại bàn ăn thượng hai vị lão gia tử, Võ Hiểu Phỉ cùng đem Diệp Thần Phong sùng bái không thể đủ lại sùng bái Võ Kiệt, bốn người này là một cái kình hướng tới Diệp Thần Phong trong chén gắp thức ăn. Điều này làm cho Diệp Đông Kiện cùng Võ Khôn Minh cảm giác có chút thê lương, bình thường chỉ có bọn họ cho lão đầu nhà mình tử gắp thức ăn phần, nào có bọn họ lão nhân cho bọn hắn gắp thức ăn. Cái này giữa người và người thật đúng là mẹ nó là không có biện pháp tương đối. Diệp lão gia tử ngoại lệ thoáng cái lấy ra một dương cất kỹ mao đài, Diệp Đông Kiện tại ngay từ đầu cùng Võ Khôn Minh hữu thuyết hữu tiếu, cái miệng nhỏ uống rượu sau, chậm chậm dần dần biến được trầm mặc, hai con ngươi nhìn Diệp Thần Phong, viền mắt chung có chút hơi ướt át, bắt đầu một chén tướng rượu dưới vào trong miệng, trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, đại ca, đại tẩu,
nếu như các ngươi có thể nhìn đến Thần Phong tiểu tử này hiện tại tiền đồ dáng dấp, khẳng định hội rất cao hứng đi. Thần Phong không còn là trước đây cái kia Hoàn Khố công tử, hắn tương lai thành tựu 100% hội đặc biệt lóng lánh. Tựa hồ bữa ăn người trên bàn đều chú ý tới Diệp Đông Kiện không thích hợp, Diệp Đông Kiện gặp lại chút nào cũng không có phát hiện, vẫn như cũ là từng miếng hướng tới trong miệng uống rượu, trong óc rất nhiều hồi ức đều thoáng hiện đi ra, hốc mắt của hắn biến được càng tới càng đã ươn ướt, thẳng đến nước mắt không tự chủ được tràn mi mà ra, lúc này, hắn mình cũng đã nhận ra thất thố, thuận miệng vừa cười vừa nói cái này tôm hùm thật con mẹ nó cay, không được, ta muốn uống miếng nước, đi ra ngoài để hóng gió. Diệp Đông Kiện gắp lên trong chén một khối tôm hùm, nỗ lực muốn che giấu một ít gì. Lập tức, đứng lên, không có cùng Diệp lão gia tử chào hỏi một tiếng, hắn liền vội vã đi ra ngoài. Lúc này Diệp lão gia tử cực kỳ không có giáo huấn Diệp Đông Kiện không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chỉ là hơi thở dài một hơi, dường như đang lầm bầm lầu bầu, có thể thanh âm có thể đủ nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được. Đông Kiện tiểu tử này từ nhỏ tự cùng ca ca của hắn cảm tình tốt, xem ra trong lòng hắn bi thương đè nén lâu lắm quá lâu. Diệp Thần Phong nhìn Diệp Đông Kiện có chút xào xạc hình bóng, trực tiếp nâng lên chỉ còn lại có nửa dương mao đài, theo Diệp Đông Kiện đi ra ngoài. Chúng ta kế tục ăn, để cho bọn họ hai chú cháu thật tốt trò chuyện. Diệp lão gia tử nói rằng, Diệp ra bên ngoài biệt thự một cái sân cỏ thượng, Diệp Đông Kiện ngồi trên chiếu, hai con người ngơ ngác nhìn một mảnh đen nhánh bầu trời đêm, Diệp Thần Phong đi ra phía trước, vừa cười vừa nói tiểu thúc, ngươi chừng nào thì biến được như thế đa sầu đa cảm. Tới, uống rượu. Diệp Thần Phong tướng một bình mao đài ném cho Diệp Đông Kiện, sau đó ngồi ở Diệp Đông Kiện bên cạnh, mình cũng mở ra một bình mao đài, thanh âm có vài phần cô đơn, tiểu thúc, ngươi là nghĩ khởi ba ta sao? Diệp Đông Kiện mở mao đài, hung hăng hướng tới trong miệng ngực một hớp, nói rằng, Thần Phong, muốn nghe hay không nghe ta và cha ngươi khi còn bé sự tình? Không có đẳng Diệp Thần Phong trả lời, Diệp Đông Kiện tự mình nói, nhớ kỹ ở trên tiểu học thời gian, ta con mẹ nó thích nhất gây chuyện thị phi, mà ba ngươi vào lúc đó hậu thân thể đặc biệt đơn bạc, có thể nói cùng tuổi tiểu hài tử đánh nhau, ba ngươi là khẳng định thất bại. Nhớ kỹ là thượng 5 năm cấp thời gian, ta ở trong trường học bị một đám người xung quanh đánh, lần kia vừa vặn bình thường ở trong trường học theo ta quan hệ tương đối khá người đều không ở, kết quả ngươi tiểu thúc ta tự bi thảm, có thể cuối cùng nhường ta không có nghĩ tới là... Ba người biết ta bị một đám người xung quanh đánh sau, lập tức từ trong phòng học vọt ra, cũng không biết đến hắn từ nơi nào tìm được rồi một bả nấu ăn dùng thái đao. Ta nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng, lúc đó ba người rất phong cách, vọt tới vì ẩu người của ta quần trước, giống lên như vậy một cuống họng, ai lại dám đánh ta đệ một quyền, hoặc đá ngã đệ một cước, ta lập tức chém chết hắn, ba người thân thể gầy yếu, trong tay mang theo một thanh khảm đao dáng dấp, thật sự là kinh sợ không được người khác. Này lúc đó vì ẩu người của ta kế tục chiếu đánh không lầm. Có thể ba người thật mang theo trong tay đem thái đao, vọt vào bên trong đám người, chảo ở ai tự khảm ai, sau lại còn là quả bất địch chúng, ta và cha ngươi đều bị đánh ngã, nguyên bản ta đối với ngươi ba vẫn rất khinh thường, chính là trải qua 5 năm cấp chuyện này, ta hoàn toàn nhận đồng cái này một cái thân thể gầy yếu, lại có thể mang theo thái đao, vì đệ đệ khảm người ca ca. Một đêm này, Diệp Đông Kiện nói với Diệp Thần Phong rất nhiều khi còn bé chuyện cũ, hai chú cháu cứ như vậy vừa uống rượu, một mặt vô nghĩa, thường thường nước mắt hội ào ào tràn mi mà ra. Một đêm này, cái này hai chú cháu giết chết nửa dương giá trị xa xỉ mao đài. Một đêm này, Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện đều say. Chương 520, có các ngươi hối hận thời gian. Sáng sớm, nhu hòa dương quang rác vào Diệp gia biệt thự trên sân cỏ. Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện thân thể nằm nghiêng tại trên sân cỏ, cái này hai chú cháu trên thân thể đang đắp thật mỏng chăn. Đêm qua, cái này hai chú cháu là hoàn toàn uống cao, vô luận ai tiến lên khuyên can, cũng không thể đủ đưa bọn họ ủng hộ lên ngôi bên trong phòng. Cuối cùng Diệp lão gia tử lên tiếng, nói là nhường Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện tự ngủ ở bên ngoài một buổi tối đi. Lão gia tử biết cái này là Diệp Đông Kiện cùng Diệp Thần Phong một loại phương thức phát tiết. Vì vậy võ hiểu phỉ tựu đặc biệt hiền thê lương mẫu bang hai người chuẩn bị chăn. Ngày hôm nay có một đến lúc triệu khai cao tầng hội nghị, Diệp lão gia tử sáng sớm an vị chuyến đặc biệt ra cửa, trước khi đi còn không quên nhường võ hiểu phỉ bang Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện chuẩn bị xong bữa sáng.
Hoa Hạ Quốc cao tầng mời dự họp hội nghị trong phòng hội nghị, lúc này, trong không khí tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng, ngày hôm qua Ngô Quốc Thiên cái này lão đầu gọi điện thoại cho quốc gia nhiều người lãnh đạo, nói là đã đem Minh Vương Tổ Thống soái tặng cho Diệp Thần Phong làm, hắn còn lại là đến các nơi đi du sơn ngoạn thủy. Chính cái gọi là một thạch kích khởi ngàn tầng lãng, Minh Vương Tổ tại những. Này lão đầu xem ra, đúng với quốc gia mà nói là một cái vô cùng trọng yếu bộ môn, thế nào có thể nhượng một cái 20 nhiều tuổi mao đầu tiểu tử đảm nhiệm. Trong đó nhất phản đối người chính là Tống gia lão nhân Tống Nghị Cương, hắn đại tôn tử Tống Bân bị Diệp Thần Phong phế bỏ hai tay hai chân, hắn làm sao có thể nhìn đến Diệp Thần Phong tiểu tử này ngồi trên Minh Vương Tổ Thống soái vị trí. Nếu như cho hắn biết hắn tiểu tôn tử Tống Trung cũng là bị Diệp Thần Phong đưa đi gặp Diêm Vương gia, sợ rằng Tống Nghị Cương cái này biểu tình của lão đầu khẳng định hội đặc biệt đặc sắc. Dù sao ta phản đối nhượng Diệp Thần Phong đảm nhiệm Minh Vương Tổ Thống soái vị trí, tại chúng ta kinh thành quân khu chung vì quốc gia lập hạ công lao người không phải số ít. Chúng ta vì sao không ở quân khu chung chọn thích hợp đảm nhiệm Minh Vương Tổ Thống soái người được chọn? Diệp Thần Phong có tài đức gì trưởng khống Minh Vương Tổ? Hắn hết không phải chúng ta quốc gia quân khu người đứng giữa, cũng không có ở quốc gia thực quyền bộ môn đảm nhiệm tương quan chức vị, để hắn trực tiếp như vậy ngồi trên Minh Vương Tổ Thống soái vị trí, có rất nhiều không thỏa đáng vấn đề. Tống Nghị Cương giọng nói kiên quyết nói rằng, ở đây Diệp Lão Gia Tử cùng Võ Lão Gia Tử sắc mặt rất không đẹp, tính tình thời gian qua táo bạo Võ Lão Gia Tử mắng, Tống Lão Đầu Tử, ta xem ngươi là không muốn nhìn Diệp Gia tốt, không muốn nhìn Thần Phong ngồi trên Minh Vương Tổ Thống soái vị trí, không phải là ngươi bất thành khí tôn tử bị Thần Phong cấp đánh cho tàn phế sao. Chớ quên, ban đầu là ngươi cháu trai kia đem đầu óc động đến tôn nữ của ta Hiểu Phỉ trên người, cuối cùng mới có thể rơi vào kết cục này. Cháu trai của ngươi là tự làm tự chịu. Tống Bân thế nhưng Tống Nghị Cương trong lòng một khối chỗ đau, hắn ba cái nhi tử chung chỉ có con lớn nhất bang hắn sinh ra hai cái tôn tử, mà kết quả tiểu tôn tử Tống Trung tại biên cảnh thị trường giao dịch, vô duyên vô cớ biến mất không thấy. Đến bây giờ cũng không tra được bất kỳ dấu vết gì, đến nỗi bị hắn ký dư hậu vọng đại tôn tử Tống Bân, lại bị Diệp Thần Phong trực tiếp đánh thành tàn phế, đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Hoặc là ngồi ở xe lăn sinh sống, cái này đều không phải nhượng hắn Tống gia không người nối nghiệp mà. Võ lão đầu, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta Tống Nghị Cương chỉ là thực sự cầu thị mà thôi. Ta xem Diệp gia tiểu tử kia vẫn có thể nhảy nhót tới khi nào. Tống Nghị Cương chán nổi gân xanh khởi, giọng nói âm trầm nói. Ngươi mẹ cái bê, vừa nghe đến Tống Nghị Cương uy hiếp trắng trợn, Diệp lão gia tử trực tiếp mắng ra thô tục. Quát dẹp đường, Tống Nghị Cương, người cái này là đang uy hiếp ta sao? Ta Diệp Trấn Hồng từ trước sẽ không sợ ngươi, ngày hôm nay sẽ không sợ ngươi, sau đó càng sẽ không sợ ngươi, cháu của ta Diệp Thần Phong chẳng khác nào là của ta mệnh, nếu là ai dám đem oai đầu óc động đến cháu của ta trên đầu đi. Ta không để ý nhượng đầu hắn nở hoa. Phanh, một tiếng, Diệp lão gia tử trực tiếp từ bên hông rút ra một cây súng lục, bá khí 10 phần vỗ vào phòng họp trên bàn. Lạnh giọng nói rằng, ta Diệp Trấn Hồng tính tình mọi người nói vậy đều là biết đến, lúc còn trẻ ở trên chiến trường sát quỷ, ta và An Quốc thi đấu tại trong vòng một canh giờ ai sát quỷ nhiều, các ngươi có biết hay không khi đó ta một cái thời gian sát nhiều ít quỷ? Tròn 189 quỷ. Đừng tưởng rằng ta Diệp Trấn Hồng hiện tại lão, lão liền tính tình cũng không có, vì cháu của ta ta có thể hy sinh tất cả, bao quát toàn bộ Diệp gia. Diệp Trấn Hồng là hoàn toàn phẫn nộ rồi. Ngồi ở một bên Võ lão gia tử Võ An Quốc, khuôn mặt là cười ha hả. Thấp giọng nói rằng, Trấn Hồng, người năm đó tính tình cuối cùng là trở về a. Cái này tài tượng dáng vẻ của ngươi mà, ghê gớm ta hai cái trực tiếp về hưu không làm, dùng Thần Phong năng lực phải nuôi sống chúng ta, còn điều không phải chuyện dễ dàng. Ngồi ở bàn hội nghị vị trí đầu não, Hoa Hạ Quốc số một thủ trưởng, nhìn đến Diệp Trấn Hồng liền súng lục đều móc ra, vội vàng dàn xếp. Nói rằng, Trấn Hồng, ngươi xin bớt giận, cấp ta thu súng lại, ngươi cũng là lão đồng chí, trường hợp này là có thể lấy súng ra sao? Có chuyện gì đều cấp ta tốt dễ bàn, ta nghĩ khẳng định hội có biện pháp giải quyết. Bây giờ Diệp gia tại kinh thành thế lực là ngày càng tăng lớn, số một thủ trưởng trong lòng mặc dù đối với Diệp Trấn Hồng đặc biệt không vừa lòng, thế nhưng hắn biết dùng hiện tại Diệp gia thực lực. Căn bản không có cách gì tướng Diệp Trấn Hồng kéo hạ mã, cho nên vẫn là bình tâm tĩnh khí thương lượng là biện pháp tốt nhất.
Diệp lão gia tử có chút không tình nguyện đem súng lục thu vào, nói rằng, binh vương tổ thống soái vị trí đến cùng nhượng ai ngồi. Trước một đời thống soái Ngô Quốc Thiên Thế nhưng nhận đồng thần phong, đồng thời đã đem binh vương tổ lệnh bài giao cho thần phong. Ta nói lão Diệp, Diệp thần phong thật là quá trẻ tuổi, huống hồ hắn vì quốc gia chúng ta lập xuống cái gì đại công lao. Binh vương tổ thống soái vị trí còn không tới phiên Diệp thần phong ngồi, chỉ ít hiện nay là cái dạng này. Ta đề nghị nhượng Tống Phong tới đảm nhiệm binh vương tổ thống soái. Tống Phong bây giờ cũng có hơn 40 tuổi, với lại vì quốc gia lập hạ công lao không ít, đã từng cũng cùng binh vương tổ thành viên bất phân thắng bại, bất kể từ phương diện nào mà nói, Tống Phong là một cái hiếm có người được chọn. Một gã cùng Tống Nghị Cương đi tương đối gần cao tầng đề nghị. Tống Nghị Cương dưới gối tổng cộng có 3 cái nhi tử, con lớn nhất Tống Quy, nhị nhi tử Tống Phong cùng con thứ 3 Tống Liệt. Trong đó Tống Phong cho tới nay đều tại quân khu chung phát triển, hắn thuộc hạ huấn luyện được một chỉ liệp báo đội tại toàn bộ Hoa Hạ quốc quân khu chung cũng là tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói cái này Tống Phong đảo cũng là có một ít bản lĩnh. Bất quá, Tống Phong thái độ làm người thủ đoạn độc ác, cùng người khác chiến đấu là liều mạng, đối đãi hắn thuộc hạ một nhóm kia người, càng là vào chỗ chết mặt huấn luyện, cho nên người khác cho hắn một cái Tống người điên biệt hiệu. Có người nói Tống Phong đã từng hoàn thành rất nhiều nguy hiểm hệ số cực cao nhiệm vụ. Tại 3 năm trước đây Tống Phong nhưng thật ra là có thừa nhập binh vương tổ tư cách, thế nhưng Tống Phong trước đây nói một câu nói như vậy, muốn hắn gia nhập binh vương tổ cũng có thể, bất quá, hắn chỉ biết làm binh vương tổ thống soái. Ha ha ha, Diệp lão gia tử một trận cười nhạt, Tống Phong đều không phải Tống Nghị Cương nhị nhi tử sao? Hắn lẽ nào tự có tư cách ngồi trên binh vương tổ thống soái chỗ ngồi? Ta trái lại nghe nói qua Tống Phong có một Tống người điên biệt hiệu, ta dám khẳng định cái này Tống Phong liền thần phong một cái đầu ngón chân đều so ra kém, dựa vào cái gì hắn là có thể ngồi trên binh vương tổ thống soái chỗ ngồi? Võ lão gia tử cũng lập tức khó chịu quát dẹp đường. Đã như vậy, ta xem chúng ta dựa theo quy củ cũ tới, dùng đầu phiếu phương thức tới quyết định. Số 1 thủ trưởng nhìn mọi người nói. Tiếp theo, số 1 thủ trưởng còn nói thêm, hiện tại đồng ý Diệp Thần Phong đảm nhiệm binh vương tổ thống soái người giơ tay phải lên, đồng ý Tống Phong đảm nhiệm binh vương tổ thống soái người cử tay trái. Nói, số 1 thủ trưởng dẫn đầu giơ tay trái lên. Kết quả đến cuối cùng ngoại trừ Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử giơ tay phải lên bên ngoài, còn lại chỉ có 2 người cũng giơ lên tay phải, ở đây tổng cộng chỉ có 10 người. Mặt khác 6 người không nghi ngờ chút nào đều chống đỡ Tống Phong đảm nhiệm binh vương tổ thống soái. Gần trong vòng 1 năm, Diệp gia phát triển quá nhanh, lại cùng Võ gia đám hỏi, nếu như lại để cho Diệp Thần Phong đảm nhiệm binh vương tổ thống soái, tại Hoa Hạ quốc còn có ai có thể ngăn trở Diệp gia thế? Số 1 thủ trưởng là xuất phát từ như vậy lo lắng mới có thể dẫn đầu chống đỡ Tống Phong. Đến nỗi mấy cái khác cao tầng đều là cùng Tống gia đi tương đối gần. Cái này thời gian bọn họ đương nhiên là chống đỡ Tống Phong ngồi trên binh vương tổ thống đẹp trai. Diệp lão gia tử cùng Võ lão gia tử nhìn đến kết quả này, hai người là khí được không thanh, Diệp lão gia tử trực tiếp từ trên ghế đứng lên, quát dẹp đường, tốt, rất tốt, sau đó quốc gia có chuyện gì cần phải giúp một tay. Nghìn vạn không phải tìm được cháu của ta thần Phong trên đầu tới, hắn cũng không là quốc gia bất kỳ một cái nào bộ môn trong người. Võ lão gia tử chỉ là cười lạnh một tiếng, có các ngươi hối hận thời gian. Hai vị này lão gia tử tâm tình nghẹn phẫn ly khai phòng họp, nếu như ngay cả Diệp Thần Phong đều không có tư cách đảm nhiệm binh vương tổ thống soái, như vậy cái này trên thế giới còn ai có tư cách? Tống người điên tại hai vị lão gia tử xem ra, tại Diệp Thần Phong trước mặt nhiều lắm chính là một đống cứt chó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.